Chương 891 xem kỹ rồi chứ? La Phong nhìn về phía hắn, Kiếm Hạp Vương thân hình cao lớn, La Phong đứng trước mặt hắn như một đứa hài đồng thấp bé. Nhưng siêu cường giả tung hoành cả Kim Lam vũ trụ quốc lúc này lại đang hoảng hốt, thấy những gì ghi trên danh sách làm hắn choáng váng. Kiếm Khoát Vương lúc này căn bản không hề có một chút ý nghĩ phản kháng, có còn hối hận. Xem rồi, La Phong điện hạ, ngươi quá. Ta, ta. Kiếm Khoát Vương lắp bắp. Có ba điều khoản trên danh sách Đầu tiên, tất cả mọi việc làm ăn, tất cả tài sản của cả La Tư gia tộc, 99% toàn bộ sẽ chuyển nhượng cho La Gia miễn phí. Còn lại 1% lưu lại cho La Tư gia tộc. Trong vòng nửa ngày, La Tư gia tộc phải an bài một đội tới cửu tinh loan, tiến hành giao nhận tài sản. Điều thứ hai, tất cả nhân viên của La Tư gia tộc liên quan tới mâu thuẫn lần này, toàn bộ đều đưa đến La Gia, tùy ý để La Gia xử trí. Điều thứ ba, tiền mặt người ước đơn vị hỗn nguyên, lấy đi 99% tài sản của gia tộc ngươi, nhưng ít nhất là tư gia tộc các ngươi vẫn còn được 1%, vẫn có thể cho tộc nhân ngươi sinh tồn. La Phong nhìn hắn, "Hơn nữa ta chỉ xử lý những nhân viên liên quan tới mâu thuẫn lần này, bớt đi đám cạn bã đó, ngược lại sẽ hữu ích hơn cho La Tư gia tộc các ngươi. Về phần 10 ức đơn vị hỗn nguyên, đối với một phong vương sơ cấp như ngươi hẳn là không đến nỗi quá lớn. Ba điều của ta, cái nào cũng lưu lại dư địa, không hề bức bách quá đáng, đã xem như rất nhân từ rồi." La Phong nói. Kiếm thát vương gần như muốn khóc. Nhân tử. Từ... Trời. 99% tổng tài sản gia tộc cứ thế chuyển đi. La Tư gia tộc qua bao nhiêu năm tháng vô tận mới làm nên một tài sản lớn như vậy. Bây giờ cơ hồ hết sạch, chỉ còn lại có một chút cơm thừa canh cặn mà thôi. La Phong điện hạ, ta là một bất hủ phong vương sơ cấp mà thôi. Rất nhiều cường giả phong hầu đỉnh cao táng ra bại sản cũng không hề có người ức đơn vị hỗn nguyên. Ta cũng chỉ mạnh hơn họ một chút thôi, dù cho ta bán hết bảo vật trên người cũng khó gom đủ mới ước đơn vị hỗn nguyên. Kiếm hạp vương vội vàng nhìn La Phong, khẩn cầu. Điện hạ ta tự nhiên phải liều mạng đem hết toàn lực mà làm theo, nhưng ta thật sự không đủ mà. La Phong lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm hạp vương bị La Phong nhìn một lát, dần dần im bật. Nhớ kỹ. La Phong lạnh lùng nói, ba điều này, ngươi toàn bộ phải làm cho bằng hết, việc này sẽ xem như cho qua. Nếu không làm được, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Kiếm hạp vương toát mồ hôi lạnh hiểu, hiểu. Kiếm hạp vương gật đầu lia lịa. Đi đi, mười ước đơn vị hỗn nguyên, cho ngươi bảy ngày để tập hợp đủ. Về phần giao nhận tài sản gia tộc, cần phải an bài trong vòng một buổi, cho người tới ngay cửu tinh loan. La Phong phất tay. Dạ. Kiếm khoát vương tuy cảm thấy khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. La Phong nhìn theo cánh bóng lớn của kiếm khoát vương có vẻ như lào đảo, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Trên chiến trường ngoài tinh vực lang bạt lâu như vậy, hắn hiểu rõ tài sản phong vương sơ cấp bình thường, Tuy nó cũng có phong vương sơ cấp có thể thật sự không tìm được 10 ức đơn vị Hỗn Nguyên, nhưng Kiếm Hạp Vương là đệ tử của Kim Lam Tôn giả mà, có thể trở thành đệ tử của Vũ trụ Tôn giả, Vũ trụ Tôn giả sao có thể không cấp cho đệ tử mình một chút binh khí bảo vật? Tập hợp 10 ức đơn vị Hỗn Nguyên cũng không khó gì với hắn. Vũ trụ giả định, Kim Lam đại lục, trong một phủ đệ xa xỉ của La Tư gia tộc, trong đại điện yên tĩnh, Kiếm Hạp Vương một mình ngồi trên vương tọa đại điện, sắc mặt âm trầm như nước, cảm thấy lửa giận bừng bừng, hối hận vô cùng, lúc trước cũng không nên quá tham, ngầm đồng ý cho cấp dưới làm như vậy. Vẻn vẹn chỉ tìm được có một ức đơn vị hỗn nguyên, bây giờ lại thoáng cái phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Tên La Phong này thật sự là ghê gớm. Đánh cược lần này đã thất bại rồi. Kiếm Hạp Vương trong lòng thầm hận. Lúc trước La Phong mất tích, có lời đồn nói là La Phong đã ngã xuống, lúc đầu vẻn vẹn chỉ là lời đồn truyền ra, sau đó ở La Gia đã làm một loạt những động tĩnh khác nữa, làm người ta hoài nghi La không biết phong ngã xuống thật không. Để dò xét điểm này, cho người tiến vào La Gia, sắp đặt gian tế, đủ loại phương pháp. Cũng có thế lực dùng một ức đơn vị hỗn nguyên nhờ La Tư gia tộc đi thử La Gia. Dù sao La Tư gia tộc cũng do kiếm khoát vương một tay khống chế, lại phát sinh mâu thuẫn với La Gia. Loại việc như thế này sao có thể là do tên cháu đời thứ bảy một tay khống chế được chứ? Sau lưng thật ra là được kiếm khoát vương ngầm đồng ý hắn cũng không dám chính diện đắc tội với La Phong, chỉ đem một tên tốt thí đi thử thăm dò La Gia. Đã có thể tìm được một đơn vị hỗn nguyên, ai mà không làm. Nếu La Phong ngã xuống, khoản tiền này quả là quá dễ kiếm. Nếu La Phong không ngã xuống, cũng không đến mức vì việc nhỏ này mà mất mạng. Huống chi từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng hiện thân, luôn do cháu đời thứ bảy chịu trách nhiệm, hắn chỉ âm thầm ngầm đồng ý thôi. Gia chủ, gia chủ, dưới đại điện lần lượt xuất hiện cả trăm lãnh đạo la tư gia tộc vô cùng cung kính quỳ mọc xuống thanh âm vang vọng cả đại điện nhìn xuống đám tộc nhân phía dưới kiếm khoát vương sắc mặt càng thêm khó coi thầm nghĩ la phong thật là thật ghê gớm hắn cũng hiểu rõ nếu bức ta quá ta sẽ chạy trốn tới chỗ sư phụ dù sao chỉ vì một chút mâu thuẫn nhờ bên ngoài hắn cũng không thể bắt buộc sư phụ ta giao ta ra hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội với một vũ trụ tôn giả hắn bây giờ cơ hồ là bức ta tới giới hạn cuối cùng, không giết ta, nhưng lại bức đến cực hạn. Tài sản gia tộc bị đoạt đi gần hết. Nhìn như lưu lại nhân tử, nhưng ta thả để hắn đoạt hết tài sản gia tộc đi, cũng không muốn hắn lấy đi 10 ước đơn vị hỗn nguyên. Kiếm khoát vương thầm hận. Tài sản lớn nhất của một gia tộc trên thực tế là số tiền mà người mạnh nhất có. Tựa như tài sản lớn nhất của La Gia là tiền bạc của La Phong. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, trên trăm lãnh đạo la tư gia tộc quỳ mọp xuống còn kiếm thát vương lại lạnh lùng nhìn xuống phía dưới sát khí tràn ngập nhanh chóng tổ chức một đội đi thẳng tới cửu tinh loan trên đảo hắc long sơn gặp người của la gia tiến hành giao nhận tài sản toàn bộ 99% tài sản làm ăn của la tư gia tộc đều giao cho la gia kiếm thát vương trầm giọng nghe như trọng chùy đập vào ngực mỗi người làm đám lãnh đạo la tư gia tộc phía dưới đều không hiểu cái gì 99% không phải hắn đi ăn cướp à rất quá đáng các lãnh đạo la tư gia tộc nhất thời ồn ào kiếm hạp vương gầm lên giận dữ câm miệng không ai dám lên tiếng nữa lúc trước khi đấu với la gia sao các ngươi không ai ngăn trở hơn nữa không ai nói cho ta biết cả kiếm hạp vương quay xuống gầm lên đám lãnh đạo trong tộc phía dưới trong lòng thẩm nghĩ họ lúc trước ai mà dám ngăn trở hơn nữa trong số họ cũng có hai người từng liên lạc với kiếm khoát vương nhưng lúc đó kiếm khoát vương lại đóng mạng vũ trụ giả định thật sự không liên lạc được chứ bộ mau mau tổ chức một đội kiếm khoát vương quát. Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. La Tư gia tộc và La Gia phát sinh mâu thuẫn, kỳ thật âm thầm đã có những người hữu tâm chú ý rồi. Khi kiếm hạp vương phát ra mệnh lệnh cho lãnh đạo gia tộc, phẫn nộ chửi bới, thì tin tức này cơ hồ trong vòng nửa giờ đã truyền ra khỏi nội bộ La Tư gia tộc. La Tư gia tộc lùi bước, xem ra La Phong đã trở lại rồi. 99% tài sản gia tộc, phòng trừng chỉ là một phần trong số trừng phạt thôi. La Phong này ghê gớm thật làm cho cả La Tư gia tộc nghiêng ngả. Đúng là tát vào mặt người ta, Kiếm Khoát Vương chẳng còn thể diện gì nữa. Ha ha ha, La Phong điện hạ này rõ là nương tay, rõ là nhân từ. Vừa trở về lại không hạ sát thủ. Nếu ta trực tiếp giết bánh Kiếm Khoát Vương rồi, huynh đệ, Kiếm Khoát Vương rất có thể đang ở chỗ Kim Lam Tôn giả, muốn giết cũng không dễ dàng. Tộc tổ, La Tư gia tộc là một gia tộc mạnh nhất Kim Lam vũ trụ quốc chúng ta, không tính hoàng gia, cứ như vậy tan thành mây khói à? gia tộc họ khống chế nhiều tinh vực vô số tinh cầu như vậy cứ thế biến mất sao đúng hết rồi lại lại là như vậy hải tử nhớ kỹ một gia tộc quan trọng nhất là có một siêu cường giả chống đỡ gia tộc như những quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp bình thường đều do một thần linh bất hủ bình thường mở ra nếu thần linh bất hủ đó ngã xuống tự nhiên một quốc gia sẽ tan vỡ còn loại siêu gia tộc như vậy ngay cả kiếm khoát vương cũng phải cúi đầu gia tộc đó tự nhiên cũng phải hy sinh ích lợi khổng lồ Tộc tổ, xem ra việc làm ăn mộ dịch chỉ là phụ, thực lực cường giả mới là căn bản. Đúng, chẳng những bên trong tộc nhân loại, dù cho giữa vô số tộc quần, cũng là cá lớn nuốt cá bé rất trần trụi. Tộc nhân loại ta cường đại là nhờ có vô số bảo vật tài nguyên. Còn tộc quần nhỏ yếu cho dù tìm được trí bảo, cũng sẽ bị cướp đoạt đi. Do đó, hài tử, ngươi phải cố gắng. Một gia tộc có hai siêu cường giả, thì sẽ dễ dàng truyền thừa tiếp tục hơn. Dạ, tộc tổ việc La Tư gia tộc ở Kim Lam vũ trụ quốc đem vô số tinh vực, vô số tinh cầu, vô số công ty, tài sản mà họ khống chế toàn bộ chuyển nhượng cho La Gia thì chỉ trong vòng một ngày đã được chuyển ra cho rất nhiều siêu gia tộc trong vũ trụ. Thời gian trôi qua, vì việc này gây chấn động quá lớn, những thế lực nhỏ yếu như đế quốc, gia tộc, tổ chức vân vân cũng đều biết. Họ cũng cảm giác được sự bá đạo của La Gia, sự kiên định của La Gia. Ba, con kính ba. Ba, đại bá. Đại bá. Trong cửu tinh loan, La Phong cùng mọi người trong nhà đang tụ tập, bao gồm cả thê tử và con cái của đệ đệ La Hoa cũng tới. La Hoa bây giờ tuy vẻn vẹn chỉ có một thê tử, nhưng có tới 9 con. Dù sao khác với La Phong luôn luôn lang bạt bên ngoài, đệ đệ La Hoa luôn ở nhà, thời gian trôi qua, chắc chắn có thêm con. Một bàn đầy người, náo nhiệt vô cùng. Ha ha! La Phong đứng lên, cười cười uống rượu với đám vãn bối. A Hoa, mấy năm không gặp, hài tử chú lại nhiều hơn vài đứa rồi, La Phong cười nhìn đám thanh niên. Cũng không xem bác biến mất bao lâu rồi, trên 6.000 năm đó. La Hoa cũng cười. Từ Hân cũng liếc nhìn La Phong. La Phong cười khanh khách. Thật ra mình cũng đi nhiều, ít khi ở nhà với thê tử. Nhưng cái chính do mình là giới chủ, thực lực càng mạnh càng khó có hài tử. Còn Từ Hân thì thể chất đã thay đổi, e rằng cũng khó sinh thêm con. Người trong gia đình ăn uống vui vẻ, chẳng mấy chốc bọn nhỏ đã ra về. Hai người La Phong và Từ Hân cũng lặng lẽ tâm sự. Từ Hân, anh không ở nhà, trong gia tộc phải có cường giả chấn thủ. Anh chuẩn bị đào tạo ra vài sinh mạng thực vật cấp bất hủ. La Phong nói từ hân vừa giận dỗi, lườm hắn, chờ anh thì phải đợi tới khi nào. Lúc trước anh không phải để lại cho gia tộc 500 ức đơn vị hỗn nguyên sao. Gia tộc đã trải qua thương nghị, xuất ra một bộ phận. Trong gia tộc chúng em vốn đã có ma vân đằng, thực tinh thảo giới chủ bậc chín rồi. Rồi đào tạo được ba gốc thành thần linh bất hủ, đã có uy lực cấp phong hầu rồi đó. La Phong cười khanh khách. Tốt, tốt, La Phong cười gật đầu. Về phương diện an toàn cho gia tộc, chờ anh từ chiến trường ngoài tinh vực trở về, sẽ an bài cẩn thận hơn. Anh ở nhà cũng đã lâu rồi, bây giờ phải toàn tâm tâm xử lý việc ở chiến trường ngoài tinh vực. Đi đi, việc của anh quan trọng hơn. Từ hân liền nói. La Phong cười. Lần này ở trong vũ trụ giả định cùng người trong nhà ba ngày, cũng để đền bù cho người trong nhà. Về phần giải quyết thiên trận vương, kiểu gì cũng qua 6.000 năm rồi, thêm vài ngày cũng chẳng sao tốt, xử lý mọi việc xong anh sẽ về. La Phong hôn thê tử, rồi cười, liền hư không tiêu thất, ý thức đã rời khỏi vũ trụ giả định gì. chương 892 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiến trường ngoài tinh vực, trong tinh thần tháp cổ xưa. Trong đại điện, La Phong một mình một người đầu tiên hắn thông qua vũ trụ giả định hạ lệnh cho Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn, cảm ứng vị trí của ta, dùng thần quốc truyền tống tới. Vẻn vẹn chỉ vài giây sau, hào quang mở ảo lóe lên bên trong đại điện tạo nên không gian rung động rồi một bóng người trượt xuất hiện chính là trọng tiễn vương cao gầy đeo mặt nạ hắn nhìn thấy la phong lập tức cung kính hành lễ bái kiến chủ nhân ừm la phong gật đầu đồng thời cũng cảm ứng được một luồng ý niệm từ tinh thần tháp truyền tới có đánh chết kẻ xâm nhập này không hiển nhiên tòa đại điện này xem như hạch tâm nhất của tinh thần tháp vốn cấm ngoại nhân xông vào một khi xông vào tinh thần tháp hoàn toàn có thể dùng năng lượng tự thân tiến hành tiêu diệt về phần những không gian cấm khác nó lại tùy ý vô số cường giả vũ trụ xông vào không giết la phong trao đổi với tinh thần tháp tinh thần tháp được xưng là một trong những trí bảo mạnh nhất vũ trụ nhưng binh khí cuối cùng cũng chỉ là binh khí trí tuệ vẫn rất thấp tốc độ suy nghĩ có lẽ sánh ngang được với trí năng nhưng tình cảm lại chỉ như một hài đồng hai ba tuổi thôi việc thiên trận vương năm đó hắn cuối cùng có bộc lộ gì không la phong hỏi bẩm chủ nhân không trọng tiễn vương cung kính nói nếu không có chủ nhân nhắc nhở ta cũng không phát hiện được thiên trận vương đó đặc biệt âm hiểm ta phải cẩn thận quan sát lắm mới phát hiện ra cái chết của khu vũ vương thật ra có những bí ẩn hơn nữa khu vũ vương vừa chết ta chạy thoát đội quân phe yêu tộc thực lực tuyệt đối áp đảo phe chúng ta mà phe chúng ta cũng chỉ còn lại có một thiên trận vương theo lý thuyết thiên trận vương chắc chắn sẽ chết nhưng hắn vẫn sống khỏe ừm la phong gật đầu không bộc lộ cũng bình thường thôi mình đã từng tiếp xúc với thiên trận vương, thấy người này tuyệt đối đặc biệt có tâm cơ. Cho dù ám toán mình cũng phải tới một khắc cuối cùng, mới đột nhiên âm thầm xuống tay. Nếu không nhờ ý chí mình cường đại khắc chế huyễn cảnh, e rằng thật sự đã để thiên trận vương thành công rồi. Tinh thần tháp. La Phong bắt đầu liên lạc với tinh thần tháp. Cha tìm bất hủ nhân loại. Nhiều chấn phong tinh thần vườn quanh đại điện. La Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi đó trao đổi với tinh thần tháp, còn trọng tiễn vương thì cung kính đứng phía sau, trong tinh thần tháp có tổng cộng 359 thần linh bất hủ nhân loại. Đồng thời một luồng tin tức truyền nhập vào đầu La Phong. Những bức họa gương mặt hiện lên, chính là các cường giả nhân loại đang chiến đấu, tu luyện, trò chuyện với các chiến hữu trong tinh thần tháp. Họ đều là nhân loại tuy nói cả tinh thần tháp có trên 10 vạn thần linh bất hủ, nhưng chính thức là nhân loại cũng chỉ là một con số cực nhỏ chẳng mấy chốc đã toàn bộ xem xong. Không có thiên trận vương. La Phong nhíu mày, tinh thần tháp, ngươi cẩn thận xem xét, trong tinh thần tháp có người trên màn hình của ta không? Đồng thời trên màn hình cổ tay hắn xuất hiện một tấm hình, chính là hình thiên trận vương. Bên trong tháp không có người này. Nhân loại này 1.800 năm trước đã ly khai rồi. Tinh thần tháp dùng ý niệm trả lời. Đã ly khai à? La Phong mở to mắt, đã đứng bật dậy. Chủ nhân. Trọng tiễn vương tiến lên một bước, cung kính nói. Chúng ta cần đối phó với thiên trận vương à? Hắn hiện không có ở tinh thần tháp. La Phong khẽ lắc đầu tinh thần tháp là sân nhà của mình. Tại đây, sau này sẽ mình chiếm rất nhiều ưu thế. Song mình nhận sinh tử truyền thừa thật sự rất lâu, trên 6.000 năm, rất nhiều siêu cường giả bình thường khi lang bạt trên chiến trường ngoài tinh vực cũng chỉ trên vạn năm thiên trận vương ly khai cũng là rất bình thường. Ly khai tinh thần tháp, không biết còn ở chiến trường ngoài tinh vực không nữa. Không biết chừng, hắn về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. La Phong lắc đầu, trong mắt ẩn chứa lệ mang, rất tốt để ngươi ly khai chiến trường ngoài tinh vực vẫn tốt hơn ta sẽ truy sát ngươi sau chủ nhân kế tiếp chúng ta nên làm gì trọng tiễn vương hỏi đừng nóng la phong cười thiên trận vương dù sao cũng là một thành viên trong hồng minh ta biết rất nhiều bằng hữu mặc dù ta không thể trực tiếp liên lạc với thiên trận vương nhưng thông qua những bằng hữu này vẫn rất dễ dàng tìm được thiên trận vương ở đâu đến lúc đó ta có thể động thủ nhưng trước hết ta còn có một việc phải làm trọng tiễn vương hơi nghi hoặc La Phong quay đầu nhìn ra ngoài đại điện, trong hư không mênh mông, những viên chấn phong tinh thần từ từ lăn, luyện tập, rồi tiện thể bắt vài nô lệ linh hồn. Mình là chủ nhân tinh thần tháp, tuy nói bây giờ không thể khu động được cả tinh thần tháp, nhưng lợi dụng ưu thế sân nhà, vẫn rất nhẹ nhàng La Phong có thể thông qua tinh thần tháp, biết rõ ràng vị trí của 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ, biết họ ở không gian cấm nào, thậm chí La Phong có thể an bài tinh thần tháp đưa mình tới không gian cấm đó chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tùy ý lựa chọn một cường giả ngoại tộc chiến đấu. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu, bên trong không gian cấm tuyệt đối không gặp phải lối ra mới. Cho dù một ngày, mười ngày, một tháng, cũng không có lối ra. Điều kiện như thế, làm sao bỏ qua được? Trong mắt La Phong lóe lên dã tâm hừng hực khi lang bạt trong vũ trụ, có chiến hữu, có tôi tớ là đặc biệt quan trọng. Song muốn tìm được một tôi tớ cường đại là một việc vô cùng khó khăn muốn gặp đối thủ vừa sức mình để có thể giải quyết lại không cho đối thủ trốn thoát hơn nữa khống chế được linh hồn hắn phải là đại sư loại linh hồn mới có thể làm được còn những đại sư sở trường về phương diện linh hồn vốn rất ít trừ cách này ra chỉ có một biện pháp vụng về khác đánh cho đối phương chìm vào hôn mê sau đó khống chế nhưng phương pháp vụng về này có khá nhiều nhược điểm đánh tới mức chìm vào hôn mê đối phương rất có thể phát hiện ra nguy cơ rồi lập tức tự bạo tiếp theo nếu có thể đánh cho hôn mê nếu hơi nặng tay một chút còn có thể giết chết luôn cả đối phương thứ hai giả sử thành công khống chế một thần linh bất hủ hôn mê thì phải đợi bao lâu mới có thể làm thần linh bất hủ hôn mê đó khôi phục để có một nô lệ cường đại nếu dùng bảo vật chân quý cho hắn tỉnh lại khôi phục thì cái giá rất lớn tóm lại muốn khống chế một cường đại bất hủ làm nô lệ đặc biệt là thực lực của nô lệ rất gần mình là việc vô cùng khó bình thường so với những đại sư loại linh hồn thì xác suất thấp hơn nhiều trong vũ trụ, sao có thể tùy tâm sở dụng gặp được nhiều cường giả như vậy chứ? Hơn nữa sao có thể tùy ý chọn lựa cường giả như vậy? Thiên thời địa lợi đều trong tay ta, phải xem ta có kỹ năng bắt nô lệ hay không." La Phong cảm ứng tinh thần tháp, trao đổi với tinh thần tháp, bắt đầu tra tìm vài siêu cường giả thần linh bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp. Mục tiêu đương nhiên là những phong vương cực hạn ấy. Với thực lực bây giờ, đối phó với Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương, rồi bắt họ làm tù binh nô lệ thì hơi viển vông. Về phần những phong vương đỉnh cao, lại không lọt vào mắt La Phong, trừ phi là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Sau đó La Phong xác nhận các mục tiêu thuộc phạm vi phong vương cực hạn và đại sư loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao. Nhất định là hắn. La Phong lộ ra nụ cười. Phê yêu tộc, tỳ nha tộc, hắc nha vương. Đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao, mục tiêu đầu tiên của ta. Trong tinh thần tháp, những không gian cấm giải rác. Trong một không gian cấm, Cuồng phong gầm thét, bông tuyết đầy trời, giữa những bông tuyết vô tận có ba cái bóng mơ mơ hồ hồ đang ngồi trên tuyết. Vận khí chúng ta rõ là kém. Tên Phong Vương cao cấp nhân loại chạy cuối cùng, thấy sắp bị chúng ta giết chết, không ngờ vào thời khắc cuối cùng hắn lại thoát khỏi khống chế linh hồn của Hắc Nha Vương, rồi chạy thoát mất. Một con quái vật trông như con rùa, có cái đầu đá dữ tợn quái vật gầm khẽ, cặp mắt đỏ như máu của hắn đầy vẻ hung quang. Đáng hận. Một sinh vật khác cũng gầm khẽ hai tên này đều là cầu giáp hậu tộc lãnh thổ quốc gia ở rìa ngoài vũ trụ tạm thời gia nhập vào phe yêu tộc cầu giáp hậu tộc chính là một loại sinh mạng loại đá hai phong vương đỉnh cao này là cường giả cầu giáp hậu tộc sinh mạng loại đá có một ưu điểm chung là phòng ngự đặc biệt mạnh cầu giáp hậu tộc gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực vốn rất hiếm cấp phong vương lại càng ít trong tinh thần tháp cũng chỉ có ba cấp phong vương hai người bọn họ cũng khá nổi danh huynh đệ cầu giáp hậu tộc phải kiên nhẫn một luồng thanh âm khản giọng vang lên đây là một sinh mạng trên mặt đầy lông đen, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh biếc, tựa như một con chim khổng lồ. Hắn là Hắc Nha Vương, là thủ lĩnh tiểu đội này, trong tinh thần tháp có trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn, sẽ có thể săn bắn thành công. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc gầm khẽ một tiếng, xem như đồng ý, hả? Hắc Nha Vương đột nhiên quay đầu nhìn ra xa. Hai cường giả cầu giáp ai tộc cũng quay đầu nhìn, từ một nơi rất xa đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian. Ta nói không sai. Phải kiên nhẫn, con mồi tới rồi. Hắc nhà Vương khản nói. ực ừ, Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc đều phát ra những tiếng gầm hưng phấn, trong đôi mắt lóe lên hung quang, nhìn theo. Tuy nói chúng tràn ngập sát ý, nhưng khi không thấy mục tiêu rõ ràng chúng cũng không dám làm bậy. Không biết chừng lại là phe yêu tộc, hoặc người tới có thực lực mạnh hơn chúng. Trong gió tuyết xa xa, đột ngột xuất hiện một bóng người. Huynh đệ Hắc Nha Vương, cầu giáp hậu tộc đều nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng người xa xa rất giống nhân loại, có cánh bạc, toàn thân mặc tướng giáp, đang đạp hư không lướt đến. Là nhân loại. Huynh đệ cầu giáp hậu tộc gầm khẽ. Đao Hà Vương. Hắc Nha Vương lại hơi biến sắc, Đao Hà Vương rất nổi tiếng, làm hắn cảnh giác trong lòng, nhưng việc này cũng không làm Hắc Nha Vương bỏ qua được. Ha ha, gặp được Hắc Nha Vương ở đây thanh niên giáp bạc cánh bạc đạp hư không lướt đến, tiếng cười làm không gian rung động. Đao Hà Vương, Hắc Nha Vương cười quái dị rất chói tai. Nô lệ của ngươi trọng tiễn vương đâu? Triệu Hoán ra đây đi. Rào. Một bóng người xuất hiện bên cạnh, chính là trọng tiễn vương cao gầy đeo mặt nạ. Điều này làm Hắc Nha Vương cất tiếng cười thê thế, ha ha ha, rất tốt, nhân loại Đao Hà Vương. Nếu ta giết ngươi, ta có thể lãi to rồi đồng thời hắc nha vương cũng lẳng lặng truyền âm ra lệnh huynh đệ cầu giáp hậu tộc trọng tiễn vương phải dựa vào các ngươi cuốn chân hắn cho ta ta sẽ giải quyết đao hà vương yên tâm huynh đệ chúng ta tuy không phải đối thủ của trọng tiễn vương nhưng chúng ta mà cuốn lấy hắn trong chốc lát tuyệt đối không thành vấn đề huynh đệ cầu giáp hậu tộc cũng tự tin mười phần hai bên sát ý tràn ngập trọng tiễn vương cung kính đứng một bên la phong còn la phong thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh này lựa chọn đội ngũ phải lựa chọn một đội có thực lực gần mình nếu không đối phương thấy mình là đao hà vương, không phải hết hồn sao. Nhìn xem uy lực của tinh thần đồ rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong lật tay trái lên. Trong lòng bàn tay trái có tinh thần đồ. Mắt thường đều có thể thấy trong lòng bàn tay có một ấn ký tinh thần đồ thấp thoáng. Lúc này sáu viên cầu đen từ lòng bàn tay nổi lên, sau đó lơ lửng phía trên lòng bàn tay La Phong. mươi 893 chiến đấu vừa bắt đầu trọng tiễn vương lập tức thi triển thuấn di xuất hiện bên cạnh cầu giáp hậu tộc còn cơ hồ đồng thời một trong hai tên cường giả cầu giáp hậu tộc cũng thi triển phong tỏa không gian. Đồng thời trên mai rùa phía sau hai người cầu giáp hậu tộc cũng trong nháy mắt nhô lên một tầng áo giáp rất dày, trông giống như hai pháo đài. Ầm ầm, không gian rung động, hai cường giả cầu giáp hậu tộc tựa như hai pháo đài di động, ép cả không gian vũ trụ, vây công trọng Tiễn Vương. Hắc nhà Vương, giải quyết Đao Hà Vương đi. Hai chúng ta nhiều nhất chỉ cuốn lấy trọng Tiễn Vương trong chốc lát thôi, ngươi phải tốc chiến tốc thắng, hai cường giả cầu giáp hậu tộc đều truyền âm vội vàng đáp yên tâm hắc nha vương truyền âm trả lời ngay khi trọng tiễn vương thuấn di chiến đấu giữa hắc nha vương và la phong cũng đã bộc phát một tên dựa vào hỏa thần nguyên tinh mới đánh cho tử trung vương ngã xuống trọng tiễn vương chìm vào hôn mê một trận thành danh tên đao hà vương này có phòng ngự thật là nghịch thiên còn mạnh hơn cả phòng ngự của cường giả phong vương cực hạn bình thường hơn nữa thanh chiến đao cũng cực kỳ lợi hại từng liên tục giết trên mười bất hủ cấp phong vương một đao một người ta không thể để chiến đao đụng vào người được. Hắc nhà vương hiểu rõ những tình tức về đao hà vương. Đao hà vương một trận thành danh đã được truyền ra từ lâu lắm rồi. căn cứ vào trận chiến ấy cũng đã phân tích ra những lợi hại của đao hà vương. Một là phòng ngự mạnh có thể ngạnh kháng với vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hai là chiến đao đặc thù hẳn là một binh khí đặc thù. Hai điểm này cũng chứng minh đao hà vương có nhiều hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, còn có chiến đao đặc thù cường đại từ bên ngoài gặp phải công kích linh hồn cũng chẳng ăn thua trở thành nô lệ của ta đi đôi mắt màu xanh biếc của hắc nha vương lóe lên vẻ điên cuồng đưa mắt nhìn la phong xa xa trong nháy mắt đã thi triển ảo thuật linh hồn ảo thuật linh hồn dùng mắt thường không thể thấy trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoài thân la phong uy lực cũng đã suy yếu chín phần nhưng vẫn tiến vào trong cơ thể la phong giống tinh cầu bản nguyên trong cơ thể la phong sớm đã hình thành một thần thú nó có một sừng bốn vó to khỏe đuôi dài đó là một thần thú cỡ nhỏ. Trong cơ thể thần thú cỡ nhỏ lại có một tháp châu chấn thủ. Chỉ là linh hồn ảo thuật này vẫn không đủ để bức bách tháp châu ra tay. Chỉ thấy con thần thú cỡ nhỏ đó chỉ gầm khẽ một tiếng, thi triển ra tứ đại tuyệt học là thú thần hống trong diễn thần thất biến. Ý thức và ý chí cường đại, chỉ một lần giống đã có uy lực vô cùng. Linh hồn ảo thuật lập tức bị đánh tan. Đi! Lòng bàn tay trái La Phong nâng lên sáu quả cầu đen lơ lửng. Mỗi quả đều to ước chừng bằng một viên đạn tròn, trên đó thoáng có những dấu vết hoa văn quy luật những quả cầu đen nhìn như bình thường ai có thể nghĩ đến những quả cầu đen to bằng viên đạn này lại là trọng bảo vô cùng đáng sợ chấn phong tinh thần mà nó thật ra còn mạnh hơn tinh thần chính thức nhiều đập hàng tinh hàng tinh vỡ song thu nhỏ lại như một viên đạn tròn trong lòng bàn tay la phong lại trông rất bình thường được nghiệm lực cường đại thôi động nhất thời sáu quả cầu đen sắp hàng hóa thành một hàng dọc bắn thẳng ra nhanh như thiểm điện phụt thẳng về phía hắc nha vương linh hồn ảo thuật của ta lại bị phá rồi. Sáu quả cầu đen này, không ổn. Hắc Nha Vương thấy sáu quả cầu đen phóng tới làm cho không gian vũ trụ xuất hiện một thông đạo không gian vỡ vụn, vỡ vụn vô cùng chỉnh tề, trông như không gian vũ trụ vỡ ra một thông đạo chuyên dụng để cho sáu quả cầu đen di chuyển. Cảnh này đại biểu cho cái gì Hắc Nha Vương cũng không hiểu rõ ràng lắm. Vù vù, Hắc Nha Vương muốn né tránh, nhưng tốc độ những quả cầu đen này lại cực nhanh. Cho dù La Phong dựa vào thí ngô vũ dực cũng khó có thể né tránh dù sao tốc độ binh khí niệm lực cũng nhanh hơn tốc độ cường giả bành hắc nhà vương lâm nguy bất loạn trong tay hắn xuất hiện một thuẫn bài có những điều khắc kỳ dị màu trắng nhạt quả cầu đen đầu tiên mang theo lực công kích đáng sợ oanh kích thẳng vào trên thuẫn bài bột một tiếng cánh tay hắc nhà vương cầm thuẫn bài đã bị luồng lực công kích chấn tới gãy xương còn cơ hồ cùng lúc quả cầu đen thứ hai cũng nện vào trên thuẫn bài bành thuẫn bài rời tay hóa thành một luồng hào quang chìm vào trong gió tuyết vô tận bành, bành bành, bành, liên tục bốn quả cầu đen sau nện vào người Hắc Nha Vương. Hắc Nha Vương tuy liều mạng ngăn cản, nhưng hắn cảm giác thấy bốn quả cầu đen này nặng ghê hồn, lực công kích nện vào trên người hắn mạnh hơn năm đó hắn bị công kích sao trung tử không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt làm xương cốt, cơ bắp vốn rất cường đại của hắn vỡ vụn. Phốc, Hắc Nha Vương thổ huyết, toàn thân gân cốt gãy nát, cơ bắp vỡ vụn, máu tươi nhiễm cả toàn thân. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Hắc Nha Vương đã hoàn toàn khôi phục vô dụng bất hủ thần thể của phong vương đỉnh cao không phải dễ dàng hủy diệt như vậy hắc nhà vương nhìn như đóng đinh vào la phong giống ầm um, một luồng công kích linh hồn đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoài thân la phong uy lực hao tổn chín phần rồi con thần thú cỡ nhỏ với ý chí cường đại của la phong lại gầm lên linh hồn công kích cũng tán loạn căn bản không đụng chạm được đến thần thú cỡ nhỏ chút nào càng không thể làm thương tổn nó la phong bị lọt vào công kích thì lại vô cùng hài lòng uy lực tinh thần bố đạo đồ quả là lợi hại vừa rồi ta không hề thi triển quy luật ảo diệu, thuần túy bằng vào ý thức và ý chí cường đại và niệm lực của ta, cùng với sáu viên chấn phong tinh thần, cứ thế đập bừa, lại có thể đập cho hắc nhà vương không đỡ được. Tinh thần bố đạo đồ, chính là trí chí bảo. Những viên chấn phong tinh thần, nặng hơn một ngôi sao trung tử. La Phong chỉ dựa vào ý thức và ý chí cường đại dùng niệm lực thôi động đã có uy lực như thế. Một lần kiểm tra, làm La Phong vô cùng hài lòng. Đây là chỗ tốt của trí bảo, so sánh với thí ngô vũ dực tinh thần đạo đồ do nhiều chấn phong tinh thần kết hợp với đồ quyển hình thành la phong ngược lại có thể dễ dàng phát huy chiến lực của nó hơn nói về việc khống chế thì kỳ thật cũng chỉ như khống chế trọng bảo thôi nhưng uy lực lại có thể bước vào cánh cửa của trí bảo kiểm tra xong bắt đầu bắt con mồi la phong lạnh lùng nhìn hắc nha vương xa xa điều khiển sáu quả cầu đen chỉ thấy hoa văn quy luật bên ngoài sáu quả cầu đen được khu động nhất thời gợn lên lực quy luật bản nguyên vũ trụ trong gió tuyết mênh mông đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một ảo ảnh thần thú khổng lồ, một sừng, bốn vó to khỏe, đuôi dài. Chỉ có móng chân phải nó là nơi tụ tập sáu quả cầu đen là vô cùng ngưng tụ rõ ràng. Thần thú hàng lâm, tê thiên nhất chảo. Đao hà vương này không phải nổi danh về đao pháp sao. hắc nha vương sợ tới mức hồn phi phách tán. Sáu quả cầu đen lúc này gợn lên lực quy luật vũ trụ vô tận, uy lực nhất thời điên cuồng tăng vọt. Soạt. Một móng vuốt khổng lồ xé vụn lướt qua, Hắc Nha Vương lập tức bị xé vụn thành mảnh vỡ. Trào kình mạnh mẽ đáng sợ đã làm nổ tung cả những mảnh vỡ này. Xa xa thấy cảnh này, La Phong lập tức sáng mắt lên, chính là lúc này. Lòng bàn tay trái hắn một lần nữa hiện lên một quả cầu đen. Chỉ là bề ngoài quả cầu đen này thoáng có một vầng sáng màu tím, chính là chấn phong tinh thần được bôi lên chất độc phí ma trong tinh thần bố đạo đồ đã dung hợp 100 viên chấn phong tinh thần. Còn La Phong bây giờ mới khu động được bao nhiêu chứ? Do đó hắn chuyên môn có 10 viên chấn phong tinh thần luôn luôn bôi lên chất độc phí ma. Veo, quả cầu đen có vầng sáng màu tím hóa thành một luồng hào quang, bắn về phía Hắc Nha Vương đã hóa thành bụi. Những lớp bụi vô tận đang ngưng tụ, vừa mới ngưng tụ được hơn phân nửa, thần thể vừa có hình thức ban đầu, một quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên qua. Công kích này không thể không. Hắc Nha Vương cảm giác được thần thể bị xâm thực điên cuồng, cơ hồ trong nháy mắt thần thể đã tổn thất mất 52%. Đã quá phân nửa nên hắn lúc này hoàn toàn hoảng sợ, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Hắc Nha Vương lập tức truyền âm cho hai tên đồng bạn, chạy trốn. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc đang dây dưa với Trọng Tiễn Vương, hóa thành hai pháo đài kiên cố không gì phá vỡ nổi lập tức chấn động. Nhưng họ lang bạt trong chiến trường ngoài tinh vực rất lâu rồi, họ cũng phản ứng cực nhanh, lúc này quyết định chạy trốn. Ẩm. Ừ. Thực lực Hắc Nha Vương trong nháy mắt tổn hao một luồng niệm lực cường đại bắn thẳng vào trong cơ thể Hắc Nha Vương. Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp. Xa xa, La Phong nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, hắn đang thi triển Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp. Trong kế hoạch La Phong, muốn khống chế Hắc Nha Vương, nhất định trước hết phải dựa vào chất độc phí ma đánh đối phương bị thương nặng, làm thực lực đối phương 10 không còn một. Sau đó bằng vào Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp cưỡng ép khống chế đối thủ. Biện pháp này cũng không thể làm khác được, nếu muốn giết cho đối phương chìm vào hôn mê, có thể chất độc phí ma đánh đối phương hai lần ư. Nhưng chất độc phí ma một lần sẽ hủy diệt thần thể cường giả phong vương đỉnh cao từ 30%-80%. La Phong cũng không thể khống chế một cách tinh xảo rốt cuộc sẽ hủy diệt đối phương bao nhiêu thần thể. Không biết chừng, hai quả cầu đen liên tiếp xuyên qua thần thể đối phương làm đối phương ngã xuống luôn thì sao? Cho dù nói vận khí tốt, đối phương vừa vặn chìm vào hôn mê, nhưng cho dù khống chế một thần linh bất hủ hôn mê, chẳng lẽ lại phải mất hơn một ngàn ước đơn vị hỗn nguyên làm hắn hoàn toàn khôi phục ư? Đối với La Phong lúc này, để có một bất hủ nô lệ mà mất hơn một ngàn ước thì thật không đáng, dù sao mình cũng đã có trọng tiễn vương rồi. Kết hợp lại, phương pháp tốt nhất là trước hết dựa vào chất độc phí ma tiến hành một lần tập kích. Đối phương khẳng định sẽ bị thương nặng. Tiếp theo sẽ dựa vào vạn tâm khống hồn bí pháp cưỡng ép khống chế. Ý thức và ý chí của ta cực kỳ cường đại. Tướng hồn phụ trợ, khống chế vạn tâm khống hồn bí pháp, uy lực tự nhiên rất mạnh. Còn Hắc Nha Vương bây giờ thực lực e rằng không bằng một phần mười. Ta rất có hy vọng có thể khống chế hắn. La Phong toàn lực ứng phó, nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, bắt đầu cưỡng ép thẩm thấu, tiến hành khống chế. Thân thể Hắc Nha Vương từ giữa không trung rơi xuống vùng băng tuyết phía dưới, không còn nhúc nhích nữa. Nhưng trong linh hồn, hai người đang tiến hành giao thủ kịch liệt nhất. Muốn khống chế ta sao? Không, không, không ta thả ngã xuống, tương lai có lẽ có cơ hội sống lại. Chứ bị khống chế, xem như không thể sống lại nữa. Phá! Phá! Hắc Nha Vương đáy lòng gầm lên, tất cả linh hồn toàn thân đều điên cuồng vùng vẫy, muốn đột phá sự cưỡng ép khống chế của La Phong. Nổ! Hắc Nha Vương vừa tránh thoát được chấn áp khống chế, liền lập tức làm nổ tung bất hủ thần thể. Sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng, cuộn ra cả không gian cấm. Cánh đồng tuyết vô tận lập tức hóa thành hư vô đến cả hai cường giả cầu giáp hậu tộc cũng bị thương. Về phần La Phong và Trọng Tiễn Vương, tự nhiên không tổn hao gì. Thất bại rồi sao? La Phong đứng giữa không trung, không thèm nhìn những bảo vật do Hắc Nha Vương lưu lại, chỉ cảm thán, muốn khống chế một bất hủ có thực lực cường đại tiếp cận với mình làm nô lệ quả là rất khó. Thực lực, kế hoạch, vận khí, thiếu một cái là không được. Chủ nhân. Trọng Tiễn Vương truyền âm, giết hai tên đó đi. La Phong hạ lệnh. Dạ trọng tiễn vương lật hai tay xuất ra hai thanh loan đao có vầng sáng màu tím chém về phía hai cường giả cầu giáp hậu tộc đã bị thương chương 894 với thực lực của trọng tiễn vương công với chất độc phí ma phụ trợ la phong lại đứng đằng xa dùng sáu chấn phong tinh thần đập tới mà chấn phong tinh thần lại rất nặng mặc dù la phong không thi triển quy luật ảo diệu nhưng ít nhất cũng có thể bằng vào sáu quả cầu đen làm ảnh hưởng không cho hai cầu giáp hậu tộc chạy trốn kết quả không nói cũng biết họ rất nhanh đều ngã xuống giết chết ba người hắc nha vương bảo vật tự thân của Hắc Nha Vương chừng 300 ức đơn vị hỗn nguyên, còn bảo vật của hai cầu giáp hậu tộc cộng lại cũng chừng 4 ức đơn vị hỗn nguyên. Lại thất bại rồi. Ừm, tìm con mồi kế tiếp thôi. La Phong dùng ý niệm liên lạc với Tinh Thần Tháp. Tinh Thần Tháp cũng nhanh chóng truyền đến vô số tin tức, giúp La Phong tiến hành lựa chọn. Tốt, mục tiêu vẫn là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Tinh Thần Tháp mở ra một thông đạo. La Phong hướng mắt nhìn một phía rào. Bên trong không gian cấm rách tả tơi đột ngột xuất hiện một lối ra. La Phong, Trọng Tiễn Vương cùng tiến vào lối ra không gian, theo thông đạo không gian đi thẳng tới không gian cấm khác. Bên trong không gian cấm này có bốn cường giả trận doanh trùng tộc, trong đó có một phong vương đỉnh cao ngoại tộc đại sư loại linh hồn. Hy vọng lần này có thể thành công. La Phong lặng lẽ chờ đợi. Ba phút sau, bên trong không gian cấm này vô cùng bừa bãi. Nước biển cũng hóa thành hư vô. Những hải vực vô tận cũng biến mất hơn phân nửa La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên không, trọng tiễn vương vẫn cung kính đứng bên cạnh. Chủ nhân, nhiều bảo vật lắm, cỡ 300 đơn vị hỗn nguyên." Trọng Tiễn Vương cung kính nói la phong gật gật đầu, lập tức lắc đầu thở dài nói, "Lại thất bại rồi. Chủ nhân, muốn bắt và khống chế đại sư loại linh hồn cường đại rất khó. Đám đại sư loại linh hồn này qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn luôn nghiên cứu về ảo thuật, nghiên cứu về phương pháp khống chế linh hồn. Họ hiểu rõ về nghiên cứu linh hồn. Chủ nhân muốn bắt họ cần chút vận khí." Trọng Tiễn Vương cung kính nói, "Nhưng chúng ta thu hoạch cũng rất lớn." giết chóc cường giả quá nhiều sẽ khiến cho nhiều người tức giận, dẫn đến những siêu cường giả hiện thân." La Phong nhẹ giọng nói, "Do đó chúng ta phải tranh thủ thời gian." "Dạ, chủ nhân." Trọng Tiễn Vương thần sắc căng thẳng. Trong vũ trụ mặc dù cũng có quy tắc không công khai nhưng cũng được hiểu ngầm, như vũ trụ tôn giả có thể giết bất hủ Phong Hầu Phong Vương, những bất hủ nào dám trêu vào vũ trụ tôn giả, mà tôn nghiêm của vũ trụ tôn giả là không thể mạo phạm, tự nhiên phải bị trừng phạt và giết chết nhưng vũ trụ tôn giả lại không thể trắng trợn đồ lục thần linh bất hủ. Nếu trắng trợn điên cuồng đồ lục, sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Các vũ trụ tôn giả khác sẽ hiện thân hợp lực đối phó hắn. Cùng một đạo lý, như Trần Diễn Vương, một phong vương vô địch, căn bản cũng không đi chiến trường ngoài tinh vực. Về phần thất kiếm vương, tháp long vương, mệnh vẫn vương vân vân, nếu xuất ra át chủ bài cũng có thể dễ dàng đánh chết phong hầu đỉnh cao, thậm chí phong vương cực hạn. Nhưng một vài lần giết chết thì không sao, liên tục giết 10 người, người cũng còn không sao nhưng nếu đồ lục quá nhiều, sẽ làm nhiều người tức giận. Dù sao phong vương đỉnh cao, phong vương cực hạn cũng là những tinh anh trong các tộc. Bị đồ lục quá nhiều, những siêu tồn tại của tộc quần đó tự nhiên phải tức giận. La Phong chỉ huy trọng tiễn vương, bắt đầu hành trình săn bắt tàn khốc ngày thứ nhất, chiến đấu ba lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, căn bản không một lần thành công khống chế. Tìm được bảo vật trị giá 1.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Ngày hôm sau, chiến đấu ba lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, về phần khống chế linh hồn, vẫn toàn bộ thất bại. Tiền bạc thu hoạch đạt tới 300 ức đơn vị hỗn nguyên. Ngày thứ ba, liên tục 4 ngày. Cộng với chiến đấu ngày thứ tư, hắn lựa chọn đối tượng chiến đấu toàn bộ đều là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Kết quả lại làm cho đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao lần lượt ngã xuống, chưa từng thành công lấy một lần. Trong đó, có những mục tiêu bị đánh chết đã đưa tin hung thủ là Đao Hà Vương. Họ chết quá nhanh, nhiều người liều mạng vùng vẫy cũng chưa kịp truyền ra tin tức liên tục ngã xuống, chín phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, hung thủ đều là đao hà vương. May mà chín người ngã xuống, lần lượt là chư hầu của ba trận doanh. Những trận doanh này đều là loại đối địch. Trong thời gian ngắn thật ra truyền bá cũng không nhanh, nhưng trong cả ba trận doanh này đều đang truyền bá cái tin đại sư loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao của trận doanh mình bị đao hà vương giết chết. Phe trận doanh tộc cơ giới bị giết 4 người, phe yêu tộc bị giết 2 người, trận doanh trùng tộc bị giết mất 3 người. Tên đao hà vương này thật là lợi hại. Bốn phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn đã ngã xuống trong tay hắn. Vốn nghe nói hắn phòng ngự rất mạnh, có thể chống cự cả hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Không ngờ đối mặt với siêu cường giả giỏi phương diện linh hồn, hắn vẫn bưu hãn như vậy, liên tục giết bốn người. Vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự, hai phương diện đều rất mạnh. Đao Hà Vương thật đáng sợ. Đao Hà Vương đáng sợ. Cái tên Đao Hà Vương sau 6.000 năm xuất hiện, lại một lần nữa gây nên hứng khởi lần trước đao hà vương dùng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh đánh trọng tiễn vương bắt làm nô lệ cho thấy phòng ngự vật chất rất đáng sợ nhờ đó mà thành danh làm nhiều cường giả không dám xem nhẹ nhưng cũng chỉ là không dám xem nhẹ thôi dù sao tuy giết chóc nhiều nhưng dù sao thì đao hà vương cũng dựa vào chút thủ đoạn bên ngoài thôi nhưng lần này đại sư linh hồn phong vương đỉnh cao ai nấy liên tục ngã xuống làm đao hà vương trở thành cái tên làm nhiều cường giả phải kinh sợ công kích vật chất công kích linh hồn đao hà vương đều có thể ứng đối siêu cường giả đáng sợ cơ hồ không có nhược điểm như thế làm sao mà ứng đối thanh danh mặc dù truyền bá nhưng dù sao thời gian cũng rất ngắn cũng không truyền ra quá xa trong lần săn bắt thứ hai trong ngày thứ năm la phong lúc này đang ở trong một không gian cấm đây là một hòn đảo đơn độc nóng rực một cự hán tướng mạo cực giống nhân loại nhưng dưới áo giáp là một thần thể như kim cương trên thần thể phủ che kín rất nhiều viên kim cương loại nhỏ nhìn qua tựa như một người bằng kim cương bây giờ hắn đang nằm trên gục trên hòn đảo oanh linh hồn ấn ký trong thần thể của người kim cương này đang điên cuồng vùng vẫy. Song hắn bị chất độc phí ma xâm thực, thần thể chỉ còn lại có 36%, thực lực ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa mấy ngày nay, mỗi ngày La Phong vẻn vẹn, vẹn chiến đấu 3 lượt, mỗi lần chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ vài phút là chấm dứt. Vậy thời gian khác La Phong làm gì? Hắn tập trung nghiên cứu vạn tâm khống hồn bí pháp, dung nhập quy luật huyền diệu, nên sử dụng càng thêm tinh diệu. Lần lượt nghiên cứu làm cho thủ đoạn khống chế của La Phong dần dần được đề cao, đặc biệt lúc mới bắt đầu nghiên cứu có một sự tăng vọt đáng kể, chỉ là chỉ qua hai ngày thì tốc độ tăng cũng rất chậm. Nhưng ít nhất so với săn bắt lần đầu tiên đã mạnh hơn nhiều. Thần phục đi. La Phong cảm giác được mục tiêu phản kháng đột nhiên yếu đi. Những sợi tơ linh hồn vô tận trong nháy mắt hoàn toàn bị xâm nhập. Thành công. Rốt cục thành công rồi. La Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Thật không dễ dàng. Mình mất nhiều tinh lực như vậy, hơn nữa phải bằng vào tinh thần tháp mới có thể lựa chọn đối thủ thế mà vẫn khó khăn như vậy mới tìm được nô lệ đại sư linh hồn đầu tiên. Mặt la oa tộc, la phong nhìn người kim cương. Người kim cương đứng lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong có vẻ cung kính phát ra từ linh hồn lúc này, hắn cảm giác thấy La Phong là một tồn tại thân cận nhất. Hắn lập tức cung kính hành lễ, chủ nhân. Ừm. La Phong mỉm cười gật đầu. Luyện tâm vương. Vèo. Xa xa một bóng người bay tới, chính là trọng tiễn vương trọng tiễn vương đáp xuống đất cung kính nói chủ nhân đã đánh chết hai cường giả khác rồi đây là bảo vật thu được ha 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 la phong không kìm được cười ha hả trọng tiễn vương thấy thế đưa mắt nhìn người kim cương luyện tâm vương bên cạnh liền lập tức nói với la phong chúc mừng chủ nhân thu hoạch được luyện tâm vương không dễ dàng quả là không dễ dàng mất thời gian dài như vậy bỏ ra nhiều tinh lực như vậy cuối cùng cũng thành công rồi la phong thoải mái cười nói may mà chất độc phí ma xâm thực rất mạnh làm thực lực luyện tâm vương hao tổn quá nhiều ta mới may mắn thành công có luyện tâm vương sau này thu hoạch thêm nô lệ khác cũng dễ dàng hơn có luyện tâm vương vậy nếu luyện tâm vương thiêu đốt thần lực bất hủ làm khống chế linh hồn trong nháy mắt tăng vọt làm như vậy muốn khống chế một nô lệ sẽ có xác suất cao hơn có luyện tâm vương mục tiêu kế tiếp của ta có thể là phong vương cực hạn rồi la phong trong lòng có đầy tham vọng nghỉ ngơi trước luyện tâm ngươi cần khôi phục thực lực trước la phong xuất ra một vài bảo vật có tác dụng khôi phục thần thể vừa tìm được cho luyện tâm vương dù sao lúc trước hắn đã giết chết rất nhiều bất hủ cấp phong vương những bất hủ cấp phong vương ấy ai cũng có những bảo vật để khôi phục bất hủ thần thể hiển nhiên cũng chuẩn bị vào thời khắc nguy hiểm mấu chốt trong thời gian ngắn khôi phục lại thực lực lúc này lại bị la phong dùng để cấp cho luyện tâm vương biết sao được luyện tâm vương khôi phục đầy đủ thực lực mới là hữu dụng cho la phong tất cả giống như kế hoạch của la phong khi có luyện tâm vương làm nô lệ hiệu suất kế hoạch săn bắt rõ ràng cao hơn phiền phức duy nhất là không thể để địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ một khi địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ thì cho dù luyện tâm vương thiêu đốt thần lực bất hủ dù muốn khống chế cũng rất khó lúc trước không có luyện tâm vương băng thủ một khi địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ la phong lập tức bỏ qua việc săn bắt mà lựa chọn đánh chết La Phong bằng vào thí ngô vũ dực và tinh thần đồ, thật sự có thể dày xéo đối thủ tới chết. Trọng tiễn vương có chuông tím trong người, cũng không sợ đối phương thiêu đốt thần lực bất hủ, cũng có thể tiêu hao đối phương tới chết. Có luyện tâm vương, việc săn bắt của La Phong có xác suất thành công đạt tới mức 1 phần 5 tới 1 phần 3. Vì vậy, La Phong dần dần bắt đầu che giấu không hiện thân nữa, ngược lại cho những nô lệ dưới trứng đi động thủ. Hai phong vương cực hạn phối hợp với luyện tâm vương, lại được La Phong ban cho bảo vật chất độc phí ma và chấn phong tinh thần, đều có thể bắt đầu săn bắt chấn phong tinh thần mỗi một lần xuất thế đều oanh oanh liệt liệt cơ hồ mỗi chấn phong tinh thần lọt vào tay ai đều được ghi lại do đó la phong mặc dù ban cho tôi tới chấn phong tinh thần nhưng ra nghiêm lệnh cấm sử dụng năng lực chấn áp phong ấn chỉ cho phép dùng chấn phong tinh thần thu nhỏ lại thành một viên tinh cầu đập đối phương với một viên chấn phong tinh thần gắn kết với quy luật vũ trụ chỉ cần đập vào cũng có công hiệu tuy thua xa việc chấn áp phong ấn nhưng uy lực cũng không kém lắm dù sao lúc đầu thiết kế thì Trấn Phong Tinh Thần vốn là để đập, biến thành một tinh cầu chỉ dùng để đập, những cường giả khác cũng không nhận ra đây là Trấn Phong Tinh Thần. Dù sao Trấn Phong Tinh Thần sử dụng chính thức, bình thường đều rất lớn, trấn áp phong ấn địch nhân trong đó, còn biến thành một viên đạn tròn đập tới thì đích xác không thể phân biệt. Trấn Phong Tinh Thần liên quan tới Tinh Thần Tháp, tuyệt đối không thể bộc lộ. Các ngươi, nếu không có ta cho phép, tuyệt đối cấm sử dụng khả năng phong ấn chấn áp." Là Phong đưa ra nghiêm lệnh, chẳng những là nô lệ linh hồn dưới trướng, dù cho đó là mình, cũng chỉ dám sử dụng năng lực đập. Hơn nữa, chấn phong tinh thần của La Phong tuyệt đối không để cho người khác được, chỉ cho mình dùng. Chỉ vào lúc cần, mới tạm thời ban cho nô lệ cấp linh hồn sử dụng, sau đó phải thu hồi lại, phòng ngừa nô lệ linh hồn bị đánh chết, rồi bị cường giả khác tìm được chấn phong tinh thần. Đến cả chân diễn vương sư phụ mà La Phong cũng chưa từng nói. Dù sao tinh thần tháp quan hệ rất trọng đại, phàm là có chút nguy hiểm đều không thể cược được, lần này là săn bắt trong tinh thần tháp, đây là địa bàn của mình, tất cả đều trong sự khống chế, La Phong mới dám tạm thời tự tin ban chấn phong tinh thần. Cho nô lệ linh hồn không hề nghi vấn. Hiệu quả săn bắt như vậy làm La Phong kinh hỉ. Chương 895 săn bắt tổng duy trì một tháng. Trong đó 8 ngày đầu mỗi ngày đánh 3 trận, sau đó hơn nửa tháng chỉ duy trì cường độ mỗi ngày một trận chiến đấu. Trong chiến đấu săn bắt một tháng, 6 ngày đầu La Phong đều tham chiến đầy đủ hơn nữa lại là chủ lực. Nhưng những ngày sau, La Phong ẩn nấp, chỉ cho đám nô lệ dưới trướng đi chiến đấu. Tuy nói vì không có La Phong tham gia nên hiệu suất có thể hơi thấp xuống một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa làm như vậy, La Phong sẽ tránh được những phiền phức lớn. Dù sao, giả thiết một mình hắn hiện thân, lại là nhân vật thủ lĩnh. Khoảnh khắc giết rất nhiều cường giả, dẫn đến rất nhiều người tức giận, thì mình sẽ gặp phiền phức rất lớn. Một tháng, cộng lại 46 chàng chiến đấu, cũng làm cho số lượng cường giả dưới trướng La Phong từ vẻn vẹn chỉ có một mình trọng tiễn vương, gia tăng tới 9 người. Nói cách khác, kế hoạch săn bắt lần này giúp cho La Phong chiếm được 8 cường giả làm tôi tớ. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân, đây là bảo vật do chúng ta thu được nô lệ linh hồn sẽ tuyệt đối trung thành. Tất cả bảo vật và tiền bạc thu được đều hiến cho La Phong. Bảo vật tiền bạc của bản thân họ cũng đều hiến cho La Phong. Sau đó sẽ do La Phong thống nhất an bài, phân phối cấp cho các cường giả dưới trướng. Tuy nói 46 chàng chiến đấu này cũng giúp La Phong thu được khoản tiền khổng lồ, nhưng muốn cho chính cường giả tôi tớ dưới chứng thực lực tăng lên, cũng phải dựa vào chính mình nuôi dưỡng. Điều này làm La Phong cảm thấy hơi áp lực. Từ những trận đấu của La Phong, đã dấy lên một cơn lốc, cuộn tới cả tinh thần tháp. Lúc đầu, La Phong chỉ huy trọng tiễn vương tiến hành nhiều chàng giết chóc, tin tức đã chuyển ra trong tam đại trận doanh ngoại tộc. Lúc đó, các trận doanh bị La Phong giết cũng không nhiều lắm, Mặc dù làm danh khí La Phong tăng lên rất nhiều, nhưng cả tinh thần tháp coi như vẫn tương đối yên lặng. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, tin tức nhiều cường giả các trận doanh khác cũng bị La Phong giết chết dần dần truyền ra, sau đó nhất thời náo động lớn. 6 ngày, 18 chàng chiến đấu, thì tin tức truyền ra 10 chàng. Nhiều trận doanh cộng lại cho thấy vì đao Hà Vương mà có 40 bất hủ cấp phong vương đã ngã xuống. Trong đó có cả những đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao hoặc cường giả phong vương cực hạn. Rào, Tin tức truyền ra, tinh thần tháp náo động. Chiến trường ngoài tinh vực vốn là nơi giết chóc chiến đấu, các cường giả đều không phải là hạng người khiếp đảm, không vì Đao Hà Vương cường đại mà sợ hãi. Hành vi của Đao Hà Vương đích xác làm nhiều người tức giận. Rất nhiều cường giả ngoại tộc kết lại thành những nhóm lớn, ai nấy đều muốn tìm được Đao Hà Vương và Trọng Tiễn Vương, muốn giết chết Đao Hà Vương. Vốn trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp đều khá yên lặng, cũng vì thế mà chiến đấu kịch liệt lên rất nhiều mức độ giết chóc kịch liệt lên, thì xác suất ngã xuống cũng cao hơn. Nhưng nhiều cường giả ngoại tộc muốn tìm, thì đao Hà Vương lại biến mất. Những chàng chiến đấu phía sau chưa bao giờ phát hiện ra đao Hà Vương xuất hiện. Còn trên thực tế, trong những cường giả nô dịch của La Phong, cũng có những người thân phận chưa từng bị bộc lộ. Do đó La Phong an bài đám cường giả dưới trướng chưa bị bộc lộ cứ hai ba người liên hợp đi săn bắt. Mỗi ngày vèn vẹn chỉ chiến đấu một trận, hơn nữa lại không có La Phong tham dự, thật ra không có ai tính những cuộc chiến đấu này vào La Phong không khí trong tinh thần tháp trở nên hơi điên cuồng vì đao hà vương dấy lên một trận giết chóc nên khi đao hà vương biến mất cũng vì hắn lại âm thầm cử nô lệ cường giả ra những đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao hoặc cường giả phong vương cực hạn vẫn tiếp tục ngã xuống tự nhiên làm không khí càng trở nên điên cuồng hơn quá điên cuồng đến cả phong vương đỉnh cao phong vương cực hạn cũng ngã xuống chúng ta nên ly khai tinh thần tháp thôi ha ha đây là kỳ ngộ Cường giả ngã xuống, chúng ta sẽ có cơ hội thu được những khoản tiền khổng lồ. Giết, cơ hội chiến đấu hiếm có. Bình thường gặp phải đối thủ khó có thể giải quyết là lùi bước, thật ra cũng mất hứng. Tinh thần tháp bây giờ mới là nơi chính thức giết chóc những người sợ hãi khiếp đảm thì lặng lặng ly khai tinh thần tháp, nhưng có một vài cường giả khát máu, hiếu chiến, tự tin, ngược lại lao tới tinh thần tháp tham gia. Hỗn loạn trong tinh thần tháp càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có rất nhiều cường giả vẫn một mạch đang tìm mục tiêu đao hà vương đáng tiếc, họ vẫn không tìm thấy. Trong một không gian cấm, một thân ảnh mặc áo giáp kim sắc trói mắt, thân thể có những hắc mang ẩn hiện, thoạt nhìn giống như khôi lỗi cơ giới, đang lạnh lùng đứng đó. Đó là siêu cường giả của tộc cơ giới là mệnh vẫn vương vừa vừa tới tinh thần tháp lại, có thể giết chết nhiều cường giả sở trường linh hồn cấp phong vương đỉnh cao như vậy à? Lại cả những phong vương cực hạn nữa, cộng lại trên 10 người, còn có nhiều bất hủ cấp phong vương khác nữa thanh âm mệnh vẫn vương rất mạnh mẽ. Trong con người hắn lóe lên chiến ý đối thủ như vậy cũng đáng cho ta đánh một trận bên cạnh hắn có sáu cường giả đi theo ai nấy đều cung kính ta đi tới nơi này cũng là vì đao hà vương thôi mệnh vẫn vương chiến ý rừng rực thực lực đạt tới mức như hắn nếu đối phó với siêu cường giả phong vương cực hạn thì hắn không hề có hứng thú bao nhiêu muốn đối phó phải đối phó với những cường giả có kỳ ngộ đặc thù hoặc có trọng bảo hoặc có năng lực chiến đấu đặc thù tóm lại phải có đặc thù một chút lần trước chấn phong tinh thần xuất thế mệnh vẫn vương không thể giết chết thất kiếm vương làm hắn rất tiếc nuối đối phó với nhóm siêu cường giả như thất kiếm vương tháp long vương thì hắn không nắm chắc lắm nhưng đối phó với một tên vừa vươn lên danh khí lớn hơn cả những cường giả phong vương cực hạn bình thường như đao hà vương thì hắn vẫn rất tự tin đại nhân không tìm thấy đao hà vương chúng ta cũng liên lạc nhiều chiến hữu đồng minh nhưng không có một ai có thể phát hiện ra đao hà vương Mệnh vẫn vương nghe đám cường giả dưới chứng báo cáo, nhất thời rất tức giận, gầm khẽ, đao hà vương khiếp đảm này. Náo loạn một phen, tạo ra một cơn lốc như vậy, giết chết trên 10 cường giả giỏi về linh hồn cấp phong vương đỉnh cao, cả những cường giả phong vương cực hạn, rồi lại biến mất. Chẳng lẽ hắn đã ly khai tinh thần tháp sao? Cha cho ta, cường giả phe trận doanh tộc cơ giới giải rác khắp chiến trường các nơi, ta muốn treo giải thưởng. Treo giải thưởng mới ước đơn vị Du Lam để tìm ra tin tức tọa độ của Đao Hà Vương một khi xác nhận tọa độ là thật sẽ thưởng mười ước đơn vị du lam dạ dạ đại nhân sáu cường giả dưới trướng đều đáp đào hà vương mệnh vẫn vương đôi mắt lóe lên hung quang mệnh vẫn vương cũng hiểu rõ đào hà vương đã có thể giết được nhiều cường giả như vậy khẳng định là có kỳ ngộ đặc thù hoặc có trọng bảo trong người hơn nữa chỉ cần giết được nhiều cường giả thì tiền bạc hắn tìm được cho dù là với mệnh vẫn vương cũng không phải là một số lẻ một khi đánh chết Đao Hà Vương, hắn rất có thể tìm được trọng bảo cùng với một khoản tiền khổng lồ. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mục tiêu La Phong. Đao Hà Vương, cha, cha được cho ta chỗ của Đao Hà Vương. Tháp Long Vương cũng hiển nhiên nhắm vào Đao Hà Vương. Đánh chết Đao Hà Vương, tìm được bảo vật tiền bạc của Đao Hà Vương, ai mà không muốn? Cơn lốc do Đao Hà Vương gây lên, tuy nói cũng chỉ giết trên 10 siêu cường giả và các phong vương, nhưng khi vừa truyền ra, thực lực tự thân Đao Hà Vương cũng mạnh tới như vậy nhưng cũng chỉ có mấy cường giả phong vương cực hạn cũng không tính là đồ sát hơn nữa số lượng cũng không phải là quá nhiều do đó cũng không dẫn đến những siêu cường giả phải nhúng tay nhưng một vài siêu cường có danh khí trên chiến trường ngoài tinh vực như mệnh vẫn vương tháp long vương huyền mộ vương lại đều nhìn chằm chằm vào đao hà vương thực lực phải xứng với danh khí đao hà vương đã dám làm làm việc như vậy thì đám mệnh vẫn vương tháp long vương hiển nhiên phải muốn khảo nghiệm không cầu có thể đánh bại những cường giả như mệnh vẫn vương chỉ cần có thể thoát khỏi tay mệnh vẫn vương tháp long vương mà vẫn còn mạng cũng là một loại chứng minh thực lực vũ trụ giả định trang viện của la phong trong phòng khách chỉ có hai người la phong và chân diễn vương la phong ngươi lần này đúng là làm giấy lên một trận phong ba làm ra rất nhiều động tĩnh ngươi muốn làm gì thế chân diễn vương trừng mắt nhìn đồ đệ mình danh khí ngươi càng lớn vậy sẽ hấp dẫn cường giả càng mạnh Ta phỏng trừng, đám gia hỏa Huyền Mộ Vương, Tháp Long Vương, không ít tên đang nhìn ngươi đó. Không sao đâu." La Phong cười, "Còn không sao." Chân Diễn Vương không khỏi lắc đầu, "Ngươi nhìn xem, những cường giả ngoại tộc ấy không biết bao nhiêu tên muốn giết ngươi, còn trong Hồng Minh, bây giờ danh khí ngươi cũng rất lớn. Thường xuyên có những cường giả kết giao với ngươi, cũng có một vài người lang bạt bí cảnh vũ trụ, họ cũng sẽ mời ngươi tham gia, danh khí cũng phải đại biểu cho thực tại. Nếu không có thực lực tương xứng, sẽ ngã xuống đó. Trần Diễn Vương nhìn La Phong, đệ tử hơi có kỳ ngộ. La Phong cười an ủi sư phụ. Trần Diễn Vương giật mình, hơi có kỳ ngộ. Chẳng lẽ ngươi dù đối mặt với đám mệnh Vẫn Vương, Huyền Mộ Vương cũng tự tin thoát thân an toàn? Trần Diễn Vương không dám tin. Đệ tử hắn dù lợi hại, nhưng đám Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, tên nào mà không có kỳ ngộ đặc thù? Có ai không có nhiều trọng bảo? Thực lực họ đáng sợ như thế nào chứ? Tự tin la phong gật đầu không có hề do dự chân diễn vương giật mình nhìn la phong lập tức cảm thán lắc đầu thôi đi thôi đi người đã tự tin đặc thù cứ xem ngươi làm ăn như thế nào đi đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa không để sư phụ thất vọng đâu la phong cười hì hì nói từ sau khi có danh khí lớn mà hắn lại kết giao rất nhiều nhưng la phong cũng chỉ tùy tiện ứng phó thôi chỉ có sư phụ chân diễn vương là la phong phải trả lời cụ thể hơn trong tinh thần tháp trong đại điện có vô số chấn phong tinh thần xoay quanh La Phong Giáp Bạc cánh bạc đang đứng, phía sau hắn đứng một loạt các siêu cường giả, tổng cộng 9 người, lần lượt là Trọng Tiễn Vương, cường giả Phong Vương cực hạn, Luyện Tâm Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Trấn Trọng Vương, cường giả Phong Vương cực hạn, Thiết Kỷ Vương, cường giả Phong Vương cực hạn, Bi Mị Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Khuất Sán Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Cực Hồng Vương, Phong Vương cực hạn, có trọng bảo chuông tím, Sơn Hống Vương phong vương cực hạn. Phúc thủy vương, phong vương cực hạn, có trọng bảo tơ võng băng hồn. Đây là chín đại cường giả dưới trướng La Phong. Trong quá trình săn bắt qua 46 chàng chiến đấu, giết chóc số phong vương thực tế cũng trên 100 tên. Lúc giết một tên bất hủ phong vương cao cấp, đặc biệt gặp may phát hiện ra tên bất hủ phong vương cao cấp này lại có trọng bảo tơ võng băng hồn. Ngược lại đánh chết nhiều phong vương cực hạn, đại sư loại linh hồn khác lại không ai có trọng bảo cả. Dựa theo thực lực cường giả dưới trướng và phong cách chiến đấu, cuối cùng mới đem Tơ Võng bằng Hồn cấp cho Phúc Thủy Vương sử dụng. Còn chuông tím cũng ban cho Cực Hồng Vương sử dụng thích hợp hơn. Chương 896 La Phong nhìn 10 cường giả dưới trướng, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Mình bây giờ tuy mạnh, nhưng một khi cường giả Phong Vương đỉnh cao hoặc Phong Vương thì mình chỉ có thể dựa vào thí Ngô Vũ Dực mà né tránh. Chỉ có loại biện pháp chơi xấu là dựa vào năng lực phòng ngự mà từ từ tiêu hao đối thủ tới chết đây là một trong những nhược điểm của mình đó là không thể thiêu đốt thần lực bất hủ nhưng dưới chúng ta bây giờ có chín đại cường giả mỗi người đều là bất hủ cường đại ngoại tộc sau này không đến mức gặp phải đối thủ thiêu đốt thần lực bất hủ thì chỉ có thể câu giờ chín đại cường giả trong đó có bốn người trực tiếp bị la phong khống chế còn có năm người là gián tiếp bị khống chế trực tiếp khống chế là trọng tiễn vương luyện tâm vương cực hồng vương phúc thủy vương ngay từ đầu khi lựa chọn mục tiêu, La Phong đã thấy Cực Hồng Vương là thích hợp nhất với Chuông Tím, do đó tự nhiên vào thời điểm mấu chốt đã tự mình khống chế Cực Hồng Vương. Phúc Thủy Vương là người cuối cùng bị khống chế, cũng vì hắn thích hợp với Tơ Võng Băng Hồn nên mới bị La Phong khống chế. Dù sao nói về tầm quan trọng, Chuông Tím, Tơ Võng Băng Hồn là hai món trọng bảo, so với bản thân cường giả Phong Vương cực hạn thì quan trọng hơn nhiều. Hồng Minh Thành, trong một căn phòng ở nhà hàng, La Phong đang thong dong cầm chén nước trà công ty Bình Hải làm ăn rất lớn, nên cái thứ đồ uống trà đã được truyền bá. Trong vũ trụ cũng có vài khách nhân thích trà. Cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên. Người hầu với phục sức chuyên nghiệp trong phòng nhẹ nhẹ điểm vào vách tường phòng. Trên màn hình vách tường đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một nữ tử mặc áo giáp tinh mỹ màu tím, vóc người yểu điệu, tóc ngắn màu tím, đôi mắt thoáng xanh, chính là một nữ bằng hữu mà La Phong dùng thân phận Đao Hà Vương kết giao tên là Thung Yến Vương la phong đưa mắt nhìn rồi gật gật đầu với người hầu người hầu lúc này mới mở cửa rào cửa phòng mở ra thung yến vương từ ngoài phòng tiến vào ngươi ra ngoài đi la phong phân phó với người hầu dạ người hầu thối lui đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại có la phong và thung yến vương đao hà vương nhiều năm không gặp sao đột nhiên muốn gặp ta vậy trên gương mặt thung yến vương có nụ cười đầy mỹ ý đi thẳng tới chỗ ngồi cạnh la phong rồi ngồi xuống Ta nghe nói Đao Hà Vương ngươi gần đây giết chóc trong tinh thần tháp dữ lắm, rõ là làm cho người ta giật mình há. Thung Yến Vương là bất hủ phong vương cao cấp, lúc trước đã phải tương đối su nịnh Đao Hà Vương, còn lần này La Phong đại náo một cơn sóng gió như vậy, tạo nên danh khí đại chấn, Thung Yến Vương khi nghe tin cũng giật bắn người. Nàng cũng không ngờ Đao Hà Vương lại mạnh tới như vậy. Có việc nhờ ngươi hỗ trợ. La Phong nói thẳng. Đao Hà Vương có việc, ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ hết mình chỉ là không biết ta có kỹ năng gì mà có thể giúp được đao hà vương. Thung Yến Vương nhìn La Phong. Nói cho ta biết thiên trận vương đang ở đâu, tọa độ chuẩn xác. La Phong nói thẳng, sau khi xác nhận, một ức đơn vị hỗn nguyên xem như tiền tạ lễ. Phù, đao hà vương rõ là hào phóng. Thung Yến Vương đưa mắt nhìn La Phong. Việc này không thể nói cho thiên trận vương phải không? Ừm. La Phong gật đầu. Rất dễ đoán. Dù sao năm đó, Đao Hà Vương và Thiên Trận Vương cũng có giao tình rất tốt nếu không có tình huống đặc thù, La Phong chỉ cần gọi điện thoại hỏi thiên trận vương thẳng, chẳng phải sẽ biết ngay tọa độ sao. Có cần phải đi đường vòng tìm đến thiên trận vương không? Thung Yến Vương cũng không ngốc, cười nói, thiên trận vương bây giờ đang ở một trong những nơi nguy hiểm đáng sợ nhất chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực, song tử toàn vực. Đao Hà Vương ngươi cứ việc đi thẳng tới song tử toàn vực. Khi ngươi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết tọa độ. Ừm. La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy nhờ Thung Yến Vương rồi ta tin vào năng lực của Thung Yến Vương ngươi. Lập tức La Phong đứng dậy rồi hư không tiêu thất. Thung Yến Vương bưng chén trà, hơi đăm chiêu, rồi cười phá lên, xem ra thú vị rồi đây. Đao Hà Vương rất không bình thường, càng đáng để giao hảo. Trong tinh thần tháp, trong đại điện được vô số chấn phong tinh thần xoay quanh. Trong các ngươi có ai có thể chạy tới song tử toàn vực nhanh nhất không? La Phong quét mục quang nhìn chín đại cường giả dưới trướng. Chủ nhân, thuộc hạ có thể làm. Có ba cường giả mở lời dù sao chín người này đều thuộc loại nhóm đứng đầu chiến trường ngoài tinh vực. Mạnh hơn họ, cũng chủ yếu là đám người nghịch thiên như mệnh vẫn vương, thất kiếm vương thôi. Do đó họ ngoại trừ ở tinh thần tháp, tự nhiên cũng đi qua những nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7 trên chiến trường ngoài tinh vực này, cũng lưu lại chung quanh vài tọa độ. Rất tốt, cực hồng vương, để ngươi dẫn đường. La Phong nói. Dạ, chủ nhân cực hồng vương cung kính nói. Ngoại trừ trọng tiễn vương và cực hồng vương đi theo ta, bảy người khác đều tạm thời tiến vào nhẫn thế giới. Khi ta cần ngươi chiến đấu thì ngươi hãy hiện thân." La Phong hạ lệnh, bảy siêu cường giả kia cung kính tuân lệnh, rồi lần lượt tiến vào nhẫn thế giới. Đây đều là nhẫn thế giới bình thường. Thời điểm mấu chốt La Phong có thể để cho họ ra. Cho dù vì chiến đấu quá điên cuồng mà không thể dẫn động lực thế giới trong nhẫn thế giới, thì với thực lực của bảy siêu cường giả này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ một phương thế giới ra ngoài. Năm đó, trên một thiên thạch trong song tử toàn vực, ta đã bỏ lại tín vật sinh mạng thực vật phụ trợ của ta. Cực Hồng Vương cung kính nói, vậy xuất phát thôi la phong hạ lệnh oanh hào quang mờ ảo chợt xuất hiện đứng trong phạm vi hào quang mờ ảo bao phủ la phong thoáng có thể thấy ở cảnh sắc của một thần quốc ở một nơi rất xa rào la phong trọng tiễn vương cực hồng vương được truyền tống ly khai khỏi tinh thần tháp đầu tiên là được truyền tống tới thần quốc tiếp theo một lần nữa truyền tống đến song tử toàn vực song tử toàn vực là hai siêu vòng xoáy phạm vi cực lớn hai siêu vòng xoáy này cái nhỏ hơn đường kính cũng chừng 300 năm ánh sáng, cái lớn hơn có đường kính trên 300 năm ánh sáng. Hai siêu vòng xoáy này ảnh hưởng lẫn nhau, phạm vi lan ra cũng không quá lớn, nhưng vẫn có sức hút vô số vật chất từ xa bay vào vòng xoáy. Chủ nhân, song tử toàn vực vừa có lực hút, vừa có lực đẩy, vừa mới tiến vào song tử toàn vực, hấp lực rất mạnh, càng xâm nhập, hấp lực càng thêm kinh khủng, nhưng khi đạt tới một cực hạn, hấp lực lại hoàn toàn biến mất, biến thành lực đẩy. Càng đến gần hạch tâm vòng xoáy, thì lực đẩy càng kinh người. Ít nhất chưa nghe nói trong số bất hủ cấp phong vương có ai có thể đến hạch tâm của song tử toàn vực. Cực hồng vương cung kính giới thiệu, có cường giả thử thuấn di tiến vào, nhưng trong nháy mắt vừa xâm nhập, lực đẩy cường đại đã trong nháy mắt chôn vùi thần linh bất hủ đó luôn. Ừ, La Phong gật đầu. Trên chiến trường ngoài tinh vực, trong những nơi nguy hiểm nhất, đều có chút đặc thù. Đương nhiên trong đó tinh thần tháp đặc thù là vì bản thân tinh thần tháp là một trí bảo siêu cấp. Rào rào, một khối thiên thạch sao băng đường kính trên 3 km không ngừng xoay tròn bay quanh một trong số hai song tử toàn vực tốc độ thiên thạch này nhanh như vậy năm tháng vô tận vẫn luôn bay theo quỹ đạo như vậy vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy cũng không thể xâm nhập vào cực hồng vương nói la phong đang đứng trên thiên thạch này hướng mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng xung quanh mênh mông hắc ám thoáng có thể thấy một vài thiên thạch hoặc những hòn núi nhỏ thung yến vương la phong bắt đầu thông qua vũ trụ giả định liên lạc với thung yến vương ta đã đến song tử toàn vực Nhanh thế à? Nhưng ta cũng đã tra được tọa độ của thiên trận vương rồi. Đây là tọa độ của thiên trận vương. Cám ơn, sau khi xác nhận, ta sẽ tạ lễ, trực tiếp chuyển tới tài khoản của thung yến vương ngươi. Trao đổi rất đơn giản. La Phong lúc này đã có được tọa độ chuẩn xác. Thung Yến Vương mặc dù chỉ là phong vương cao cấp, nhưng lại là một thành viên trong một thế lực bí ẩn của Hồng Minh. Thế lực này sở trường nhất là dò xét tin tình báo. Tất cả các thành viên của họ đều là phụ nữ, Nghe nói, thủ lĩnh của thế lực này chính là một trong các điện chủ của Hồng Minh. Thiên trận vương cách chúng ta không xa. Xuất phát. La Phong hạ lệnh. Chủ nhân, bên trong song tử toàn vực mà thi triển thuấn di nhất định phải chú ý tới tọa độ. Một khi thuấn di có sai số quá lớn, có thể sẽ tiến vào khu vực cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ chết đó. Cực Hồng Vương nhắc nhở. Ừm. La Phong gật đầu, cho phân thân ma sát tộc biến thành một phiến kim loại xuất hiện trong ma vân chiến y, cảm ứng sóng không gian vô tận, rồi nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu rất gần. Lúc này La Phong, cực hồng vương, trọng tiễn vương, đã hư không tiêu thất. Trong vòng xoáy lớn của song tử toàn vực, một đại lục đường kính trên 3.000 vạn km, luôn xoay vòng bay quanh vòng xoáy lớn, vĩnh hằng bay không ngừng. Trên đại lục này, có hai đội quân, một là đội ngũ do thiên trận vương chỉ huy. hư, thiên trận vương tóc dài xóa tung, ngồi xếp bằng trên mặt đất minh mông. Phía sau hắn có một cường giả ngoại tộc đầy lân giáp đang đứng. Từ sau khi kiếm được một khoản rất lớn trong tinh thần tháp, thời gian sau này vận khí hắn luôn rất tốt. Bây giờ, thiên trận vương có ba nô lệ. Hai người là phong vương cực hạn, một người là phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, chính là mị mang vương lúc trước. Có ba cường giả cùng với thực lực tự thân của hắn, thiên trận vương bằng vào giết chóc, lấy được thêm rất nhiều tiền bạc bảo vật, cũng mua thêm những bảo vật khác ở Hồng Minh vì thực lực càng mạnh, tiền bạc càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều. Nhiều tiền bạc bảo vật, thực lực có thể mạnh hơn. Đây là một tuần hoàn rất tốt. Theo lý thuyết, tâm tình của thiên trận vương phải rất tốt, nhưng lúc này hắn lại rất hồi hộp. Đao Hà Vương. Đao Hà Vương. Thiên trận vương tóc dài xóa tung, khoanh chân ngồi trên đất, trong đầu luôn vang vọng cái tên này. Hắn vẫn còn nhớ những tin tức tình báo vừa nhận được. Ngắn ngủn không đến nửa tháng, giết chóc tổng cộng trên 10 cường giả Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Phong Vương cực hạn, những cường giả Phong Vương khác cũng phải 40 người. Đó là những gì mà Đao Hà Vương dẫn theo nô lệ dưới trướng Trọng Tiễn Vương đi làm. Ta chỉ biết, ta chỉ biết lúc trước để hắn chạy thoát, sau này khẳng định sẽ rất phiền phức. Ta khi vừa mới kết giao với hắn cũng đã biết, Đao Hà Vương có thể bắt Trọng Tiễn Vương làm nô lệ, nhất định có trọng bảo, sau này tiền đồ vô cùng vô tận. Ta chuẩn bị rất kỹ cho một lần cơ hội, rồi đột nhiên âm thầm xuống tay nhưng không ngờ thời điểm mấu chốt hắn lại tránh thoát khỏi ảnh hưởng huyễn cảnh, thậm chí còn xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. May mà đột nhiên xuất hiện một lối ra, mới giúp ta thoát nạn. Thiên trận vương vẫn còn nhớ cảnh hơn 6.000 năm trước, đao hà vương không chút do dự xuất ra hỏa thần nguyên tinh. Thật là đáng sợ. Thiên trận vương sau khi thoát nạn cũng hiểu, một ngày đao hà vương không chết, ngày sau khẳng định hắn sẽ gặp một trường kiếp nạn. Do đó trên 6.000 năm qua, hắn chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực nhưng mặc dù đã đoán trước đao hà vương sẽ gây phiền phức nhưng không ngờ đao hà vương lại đáng sợ như vậy ủa thuấn di thiên trận vương cảm ứng được sóng không gian có chút đặc thù không khỏi quay đầu nhìn ra xa chương 897 ủng hộ kênh qua linkhalazi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé thiên trận vương và cường giả ngoại tộc đầy lân giáp lực lưỡng phía sau đều nhìn về phía có sóng không gian dao động đặc thù soát ba thân ảnh tản ra khí tức cường đại đồng thời xuất hiện lần lượt là cực hồng vương toàn thân đầy lông đen, sơn hống vương chiều cao vẻn vẹn chỉ có nửa thước, tựa như một đứa bé đáng yêu, và phúc thủy vương da xanh lá, dưới da như thoáng có nước lưu động. Ba người này đều là cường giả phong vương cực hạn cực hồng vương, phúc thủy vương vì có trung tím và tơ võng băng hồn, do đó là hai người mạnh nhất dưới trướng la phong. Về phần sơn hống vương, nếu chính đại cường giả mà không có trọng bảo, thì sơn hống vương đích thực là người có thực lực đứng đầu. Ba người này chính là ba người mạnh nhất dưới trứng la phong. Thiên Trận Vương thấy ba bóng người xuất hiện, trong lòng nhất thời cả kinh, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương, đều là cường giả phong vương cực hạn, đều là những cường giả lang bạt ở Tinh Thần Tháp, sao lại tới đây? Oa, nghe nói Phúc Thủy Vương đã ngã xuống, không ngờ lại thấy hắn ở đây. Không biết là bị nô dịch hay còn bình thường, họ tới đây phòng trừng là do gần đây Tinh Thần Tháp quá hỗn loạn, chạy trốn tới đây thôi. Ba cường giả Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương trên thực tế ở hai trận doanh khác nhau. Thiên trận vương cũng không ngạc nhiên đối với việc cường giả ở các trận doanh khác nhau cùng liên thủ xuất hiện. Cũng như là phong lúc trước cùng đám tử trung vương, đồng thời xông vào tế tháp vậy. Vì nguyên nhân đặc thù, trận doanh khác nhau mà liên thủ là việc rất bình thường. Ba người này liên thủ, đặc biệt là Sơn Hống Vương có uy hiếp lớn nhất. Cho dù ta cho hai người hầu khác hiện thân, bên ta cộng cả bản thân ta cũng chỉ bốn người. Hơn nữa hai người là cường giả linh hồn phong vương đỉnh cao. Hai người kia là phong vương cực hạn nếu chiến đấu cũng không có phần thắng nào cả. Trong đầu thiên trận vương hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Trên 6.000 năm gần đây, hắn không ít lần cướp bóc các cường giả. Nhưng, cũng phải xem đối tượng. Loại như ba phong vương cực hạn như cực hồng vương, sơn hống vương, phúc thủy vương đồng thời hiện thân, thiên trận vương cũng không điên cuồng tới mức liều mạng với họ. Nhân mã song phương đều thấy đối phương cực hồng vương hiển nhiên khí thế mạnh hơn. Phúc thủy vương âm lãnh nói, thiên trận vương, không ngờ có thể chạm mặt ngươi tại đây, Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương. Thật vừa khéo. Xem ra trừ vị cũng tới song tử toàn vực lăng bạt. Nhưng ta còn có chuyện khác, xin đi trước một bước. Thiên trận vương mỉm cười nói, rồi lập tức dẫn cường giả ngoại tộc lân giáp lực lưỡng phía sau muốn thi triển thuấn di ly khai. Nhưng khi thiên trận vương vừa dứt lời, thì một chấn động vô hình tràn ngập ra. Trung quanh không gian mênh mông tất cả đều hoàn toàn bị phong tỏa. Phong tỏa không gian. Thiên trận vương sầm mặt lại. Ba vị, lưu ta lại có việc gì ạ? À? Cường giả ngoại tộc lân giáp phía sau hắn cũng lạnh giá nhìn cực hồng vương. Có việc. Phúc thủy vương cười âm lãnh lời vừa cất lên. ầm ầm. Không khí vỡ vụn, song phương cơ hồ đồng thời động thủ phúc thủy vương, cực hồng vương, sơn hống vương đồng thời đánh tới. Phe thiên trận vương trượt xuất hiện thêm hai cường giả ngoại tộc khác, khiến cho số lượng cường giả phe thiên trận vương thoáng cái lên tới bốn. Thiên trận vương tam đại nô lệ dưới trướng đều gầm lên nghinh chiến, đã chiến đấu rồi thì chúng ta sẽ toàn lực giải quyết họ khống chế họ không khống chế được cũng phải giết sạch họ trong mắt thiên trận vương có vẻ điên cuồng truyền lệnh cho tam đại tôi tớ dưới trướng kiều mang vương ngươi và ta đồng thời thiêu đốt thần lực bất hủ sau đó thi triển ảo thuật dạ đại nhân Ừm. Ầm, ầm thiên trận vương kiều mang vương đều quyết đoán vô cùng trong nháy mắt khí tức tăng vọt làm không gian xung quanh vặn vẹo thiên trận vương và mị mang vương sau khi thiêu đốt thần lực bất hủ trở nên vô cùng đáng sợ hai người đồng thời thi triển ra linh hồn ảo thuật lần lượt công kích sơn hống vương và cực hồng vương đồng thời với ảo thuật linh hồn hai người bọn họ cũng thử dùng khống chế linh hồn mặc dù xác suất thành công cực thấp nhưng khi thành công sẽ có thêm một tôi tớ nữa ầm um, ầm um, ầm um. khi khí tức thiên trận vương kiều mang vương đồng thời tăng vọt ba phong vương cực hạn phe cực hồng vương cũng không chút do dự thiêu đốt thần lực bất hủ cũng bức cho hai tôi tớ khác dưới trướng thiên trận vương cũng phải thiêu đốt thần lực bất hủ Trận đối chiến này, song phương tổng cộng 7 siêu cường giả, ai cũng thiêu đốt thần lực bất hủ. Điều này làm cho thiên trận vương hơi tức giận và lo lắng. Các ngươi thối lui đi, chúng ta sẽ không truy sát, thiên trận vương truyền âm quát. Ha ha, đừng có nằm mộng. Phe cực hồng vương không lùi chút nào. Ta và các ngươi không thủ oán gì, trận chiến đấu này cũng chỉ có kết quả là lưỡng bại câu thương thôi, nên thu tay lại đi. Như vậy đều mới có lợi với song phương. Thiên trận vương thử đàm phán, nhưng đáp lại, phe Cực Hồng Vương lại tiếp tục điên cuồng công kích. Bành, cả mảnh đại lục liên tục bay quanh vòng xoáy vô tận bị ảnh hưởng của cuộc chiến đấu giữa bảy đại siêu cường giả làm cả một mảng đất ngoài bị đánh bay. Còn trong một cái nhẫn thế giới mà Cực Hồng Vương mang bên mình, La Phong và sáu cường giả dưới trướng đang đứng đó. Sáu cường giả đứng thành hàng dọc, bảo trì cung kính đối với La Phong. Đã bắt đầu chiến đấu rồi. Trọng Tiễn Vương cười nói, chủ nhân, e rằng tên thiên trận vương đến lúc này vẫn không biết bọn cực hồng vương tại sao lại điên cuồng như vậy. Ha ha, La Phong cũng cười. Thực lực tương đương, rất ít khi sống mái với nhau. Còn ba người cực hồng vương được mệnh lệnh của mình, tự nhiên là tuyệt đối vâng theo, dựa theo kế hoạch của mình tới chiến đấu. Trước hết bức bách cho thiên trận vương phải trọng thương, tổn thất hơn phân nửa thần thể, thực lực không tới một thành. Đến lúc đó ta và các cường giả khác dưới chứng đồng thời hiện thân, cùng nhau hợp lực thử khống chế linh hồn thiên trận vương. Kế hoạch của La Phong đại khái là như thế này. Sở dĩ ngay từ đầu mình không hiện thân, cũng là vì không muốn có nhiều phiền phức. Vì bây giờ mệnh vẫn vương, tháp long vương và không ít siêu tồn tại đang muốn đối phó với đao hà vương. Còn thiên trận vương tự nhiên cũng hiểu rõ về điểm này, cũng kiêng kỵ đao hà vương. Một khi La Phong hiện thân, e rằng việc đầu tiên mà thiên trận vương làm sẽ là thông qua vũ trụ giả định bắt đầu nhanh chóng đem tin tức này truyền ra, công khai tọa độ của đao hà vương bọn siêu tồn tại mệnh vẫn vương không ít tên đều có treo giải thưởng công khai cho tọa độ của đao hà vương may mà ta đã lựa chọn giải ngũ hệ thống quân đội không còn có ta chỉ cần ta không chủ động bộc lộ họ tự nhiên không tìm thấy ta bây giờ tạm thời không hiện thân đợi khi thiên trận vương trọng thương đại cục đã định ta sẽ hiện thân nhanh chóng giải quyết tất cả sau đó lập tức ly khai la phong thẩm nghĩ thiên trận vương năm đó ta không hoài nghi ngươi có nô lệ gì không ngờ lại khống chế tới ba vị nô lệ cường giả đánh đi, tận tình chiến đấu đi. Sau trận chiến đấu này ngươi không ngã xuống thì cũng trở thành nô lệ của ta. Phúc Thủy Vương, động thủ đi. La Phong dùng linh hồn trao đổi hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Trên bầu trời lục địa khổng lồ bay liên tục này, bảy đại cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Sơn Hống Vương cũng thi triển ra bí pháp thiên phú, cả người hắn biến thành một người khổng lồ như ngọn núi, thực lực cường hãn vô cùng. Còn phe thiên trận vương mới có hai đại sư loại linh hồn chấn thủ, liên tục thi triển ảo thuật cũng làm cho cực hồng vương phúc thủy vương một mạch không thể phát huy thực lực hoàn hảo luôn bị đè nặng dạ chủ nhân phúc thủy vương vừa nhận được mệnh lệnh liền cười âm lãnh kết hợp với trọng bỏ tơ võng băng hồn thi triển ra tuyệt học thành danh thủy phúc cửu kích giao hắn thi triển ra khu vực quy luật đồng thời gắn kết với bản nguyên vũ trụ dùng tơ võng băng hồn làm khung nhất thời phạm vi chung quanh trăm vạn km thoáng cái đã biến thành hải vực vô tận đầy băng đá phủ kín bảy cường giả hoàn toàn mỗi một giọt nước đều nặng cả ngàn cân nước biển lạnh giá vô tận bao phủ làm tốc độ bảy đại cường giả lập tức bị ảnh hưởng chủ nhân phúc thủy hải của phúc thủy vương sao có uy lực lớn như vậy ta đã giao thủ với hắn lúc trước không mạnh như vậy mau mau xông ra khỏi phúc thủy hải thiên trận vương hạ lệnh trong nước biển lạnh giá thiên trận vương và tứ đại cường giả bay vút lên trời song nước biển vô tận cũng bay theo hơn nữa, trong nước biển mãnh liệt, những sợi tơ trong suốt mắt thường khó có thể thấy rõ hung ác nhanh chóng lao về phía bốn người thiên trận vương. Chủ nhân, cẩn thận! ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có binh khí niệm lực loại trói buộc đấy. Cẩn thận! Phe thiên trận vương hốt hoảng. Chỉ thấy xi si măng vương là người đầu tiên bị những sợi tơ trói chặt trong nháy mắt mặc dù mị mang vương trong nháy mắt đã chủ động vùng ra, cho thần thể vỡ vụn, thoát ra khỏi những sợi tơ trói buộc, rồi một lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng vừa mới ngưng tụ, những sợi tơ lại trói nữa. Làm như vậy, căn bản không thể phát huy được chiến lực bình thường. Hắn và thiên trận vương rất giỏi về sử dụng công kích linh hồn, còn hai nô lệ dưới trướng thiên trận vương khác lại giỏi chiến đấu, họ chủ yếu dựa vào cận chiến. Lực trói buộc mạnh thật, không tránh thoát được. Công kích cũng không thể tránh, rất có thể là một trọng bảo. Cẩn thận, Thiên trận vương thấy xa xa có ba tản ra khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần, nhất thời một nghiến răng, lấy thu hoạch lớn nhất trong 6.000 năm cướp bóc ra. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một binh khí tộc cơ giới hình tháp cao ước 12 thước, chính là vũ khí cá nhân siêu cấp trong tộc cơ giới phân giải tháp. Phân giải tháp uy lực vô cùng kinh người. Lúc trước mệnh vẫn vương từng ám sát thất kiếm vương cũng đã thông qua phân giải tháp. Có thể thấy được uy lực của phân giải tháp như thế nào? Ông ông oanh! thiên trận vương đang điên cuồng quán thâu thần lực bất hủ thiêu đốt hắn đã không tiếc tất cả rồi muốn giết ta các ngươi chết đi thiên trận vương vẻ mặt dữ tợn gừ một cột ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện bắn thẳng về phía phúc thủy vương trong mắt thiên trận vương những sợi tơ khó đối phó vừa rồi mà đến cả cường giả phong vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ công kích cũng không thể bức lui quả là uy lực quá đáng sợ một khi tiếp tục duy trì rất có thể bốn người họ đều chết sạch Do đó mục tiêu muốn giết đầu tiên trong mắt thiên trận vương phải là Phúc Thủy Vương. Đang, thân chuông khổng lồ xuất hiện giữa nước biển, bao kín sơn hống vương, Phúc Thủy Vương, cực hồng vương sau khi đã thu nhỏ lại. Kỳ thật, lúc trước khi thiên trận vương vừa xuất ra phân giải tháp, cực hồng vương đã kinh hãi quát, là phân giải tháp. Sơn hống vương, Phúc Thủy Vương, hai người các ngươi mau mau tiến vào chuông tím đi. ầm ầm ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc, oanh kích vào trên thân chuông khổng lồ màu tím lực công kích cường đại xé vụn cả hải vực. Chương 898 chiếc chuông tím khổng lồ bị oanh kích chỉ khẽ chấn động, giảm bớt chín phần lực công kích, trong chuông hơi sinh ra sóng xung kích rung động một chút. Nhưng ba người Phúc Thủy Vương, Sơn Hống Vương, Cực Hồng Vương trong chuông đều là cường giả phong vương cực hạn, lại đều thiêu đốt thần lực bất hủ. Về mặt năng lượng đơn thuần đích xác đã mạnh hơn Thiên Trận Vương một tầng. Cho dù không dựa vào phòng hộ của chuông tím, họ dù bị phân giải tháp công kích thì nhiều nhất cũng chỉ trọng thương, xác suất ngã xuống rất thấp bây giờ có chuông tím phòng hộ, họ càng dễ dàng vượt qua. Đã vận dụng chuông tím, vậy để cho tên gia hỏa kia nếm đủ mùi vị đi. Dám trêu vào chủ nhân, chết chắc. Cực hồng vương cười gần, bắt đầu điều khiển chuông tím. Trong chuông tím có dấu một bộ bí pháp chiến đấu là ma âm hỏa thần trung. Phòng ngự cũng chỉ là một phần năng lực bổ sung thêm của thân chuông thôi. Cái quan trọng nhất của bản thân chuông tím là công kích bằng ma âm, nhưng nó yêu cầu cảm ngộ quy luật hỏa, quy luật không gian cực cao tử trung vương năm đó vẻn vẹn chỉ luyện thành tầng thứ nhất còn cực hồng vương lại là lựa chọn thích hợp nhất của la phong cho chiếc trung tính này hơn nữa về phương diện cảm ngộ quy luật về phương diện khống chế hắn đích sắc vượt xa tử trung vương nên có chút thành tựu về tầng thứ hai cuối cùng đã có thể thi triển ra công kích ma âm con cực hồng vương quán nhập thần lực thiêu đốt vào thân chuông ngưng thần khống chế cả chuông tím như có một trọng chùy vô hình nện vào trên chuông tím chỉ nghe một tiếng tiếng chuông du dương con một luồng ma âm tạo thành sóng ngợn mắt thường có thể thấy lờ mờ trong nháy mắt bắn về phía thiên trận vương trốn bên trong phân giải tháp tốc độ ma âm công kích cực nhanh đã đạt tới tốc độ nhanh nhất mà quy luật vận chuyển vũ trụ cho phép bên trong phân giải tháp thiên trận vương lúc trước đã khống chế phân giải tháp kiệt lực công kích bây giờ thần thể thiêu đốt chỉ còn lại có 82%, bây giờ đột nhiên biến sắc con tiếng chuông du dương xuyên qua phân giải tháp tựa hồ thanh âm hơi nhỏ đi một chút nhưng vẫn trong nháy mắt lướt qua thân thể thiên trận vương rào ma âm theo tiếng chuông xuyên qua thần thể thiên trận vương, như một vạt nước sôi tưới vào một lớp tuyết dày soát. Thần thể thiên trận vương trong nháy mắt từ trạng thái 82%, lập tức mai một hơn phân nửa, giảm mạnh tới còn vẻn vẹn chỉ có 33% thần thể. Tuy nói phân giải tháp, chính là một vũ khí cá nhân siêu cấp, trốn trong tháp cực kỳ an toàn. Nhưng hiệu quả phòng ngự của nó cũng chỉ sánh ngang với trọng bò bình thường thôi. Nếu không phải vì cực hồng vương vừa rồi cố ý hạ thủ lưu tình, hoàn toàn có thể một kích chôn vùi luôn thiên trận vương. Sao có thể? Ta, thiên trận vương sắc mặt nhất thời đại biến. Xi măng vương, ba người các ngươi mau tới bảo hộ ta đào tẩu. Thiên trận vương vô cùng nóng này lúc này hắn thà hy sinh nô lệ, cũng phải đảm bảo cho bản thân chạy thoát. Trong nhẫn thế giới cực hồng vương mang theo bên mình. Chủ nhân, thiên trận vương đã trọng thương, dự tính bất hủ thần thể chỉ còn lại có 30% tới 50%. Cực hồng vương dùng linh hồn trao đổi, bẩm báo cho La Phong. La Phong nhất thời sáng mắt lên, Luyện Tâm Vương, Bi Mị Vương, Khuất Sán Vương, ba người các ngươi lập tức ra ngoài, toàn lực ứng phó, cùng nhau lên thủ, khống chế Thiên Trận Vương cho ta. La Phong hạ lệnh. Rõ, chủ nhân. Tam đại đại sư loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao, tất cả đều cung kính hành lễ, lập tức rời khỏi một phương thế giới. Bên trong chuông tím, lúc trước chỉ có ba người là Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, bây giờ đã xuất hiện thêm ba người nữa, thoáng cái thành sáu người, Thiên Trận Vương đang định nhờ tôi tớ dưới trướng hắn bảo vệ để đào tẩu thì lúc này chiếc chuông cổ tím trong nháy mắt bỗng lóe lên, rồi đã dung nhập vào trong cơ thể cực hồng vương, đồng thời cũng lộ ra rất nhiều cường giả được giấu dưới thân chuông tím. Ngoại trừ ba cường giả lúc trước, bây giờ có thêm ba người nữa. Điều này làm trong mắt Thiên Trận Vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người kia lần lượt là luyện tâm vương như một người kim cương, bi mị vương mỹ lệ rung động cả hồn phách, khuất sán vương bao phủ trong chiến bào đen như một tảng đá. ầm um, ầm um, ầm um ba khí tức cường đại phóng lên cao đều đã thiêu đốt thần lực bất hủ có thêm tam đại cường giả luyện tâm vương còn có cảnh này làm thiên trận vương vô cùng khiếp sợ đồng thời ba thần lực cường đại hư hóa chui thẳng vào trong cơ thể thiên trận vương là ba cường giả sở trường linh hồn thiên trận vương trong nháy mắt lọt vào công kích hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người vô cùng tuyệt vọng hắn không ngờ địch nhân lại đáng sợ tới như thế xuất hiện ba cường giả phong vương cực hạn hai người có trọng bảo hơn nữa bây giờ lại xuất hiện ba nhân vật đều là cường giả phong vương đỉnh cao sở trường về phương diện linh hồn. Họ đều là đại sư linh hồn, bình thường vô cùng hiếm thấy, sao lại cùng xuất hiện ba người như vậy? Nếu thực lực hắn còn nguyên vẹn, Thiên Trận Vương vẫn còn tự tin có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ thần thể chỉ còn lại có 33%, thực lực yếu đuối vô cùng. Thiên Trận Vương không còn tin tưởng nữa. Hắn vừa lọt vào công kích đã cảm thấy tuyệt vọng, chỉ biết đưa ra một lựa chọn. Ta bị tiểu đội cường giả ngoại tộc công kích. Tiểu đội cường giả ngoại tộc có ba cường giả phong vương cực hạn, họ có hai trọng bảo. Đây là tọa độ của vị trí. Thiên trận vương đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, nhanh chóng đưa tin tức này điên cuồng phát đi. Chỉ cần là cường giả trận doanh nhân loại, trong phạm vi chung quanh trăm ức km, những cường giả từng biết thiên trận vương mà hắn có lưu lại mã số vũ trụ giả định, bây giờ toàn bộ đều nhận được tin nhắn khẩn cấp. Thiên trận vương lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào các cường giả khác tới đây, chỉ dựa vào sức mạnh trong tay hắn thì đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi rốt cuộc đâu ra lắm địch nhân như vậy hai trọng bảo ba đại sư linh hồn thực lực mạnh tới như vậy rốt cuộc đâu ra thế không biết ta làm sao mà trêu vào địch nhân tới cỡ như vậy chứ thiên trận vương trong lòng hỗn loạn nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán cũng hơi đoán được đó là đao hà vương chỉ là hắn đắc tội với không ít cường giả chẳng phải chỉ có la phong oanh được ba người bọn luyện tâm vương toàn lực ứng phó ý thức của thiên trận vương hoàn toàn bị áp chế cũng không thể liên lạc với vũ trụ giả định được nữa kiên trì kiên trì kiên trì tới lúc cường giả khác tới thiên trận vương thầm gầm lên mặc dù bị áp chế nhưng hắn vẫn còn điên cuồng vùng vẫy ý thức hắn lúc này hoàn toàn bị áp chế không thể khống chế thần thể không thể nối vào mạng vũ trụ giả định hơn nữa không thể tự bạo thần thể cũng như một người sống đời sống thực vật cả người hắn cũng sắp ngã xuống phân giải tháp phúc thủy vương khống chế một bộ phận những sợi tơ ném thần thể thiên trận vương bay sang một bên đồng thời thu lấy phân giải tháp những sợi tơ khác của tơ võng băng hồn đang điên cuồng quấn quanh tam đại nô lệ xui xẻo của thiên trận vương tam đại nô lệ đó bị sơn hống vương cực hồng vương hoàn toàn dày xéo trong nhẫn thế giới la phong lo lắng thân phận bộc lộ sẽ đưa tới nhiều siêu cường giả cũng nhận được tin nhắn của bằng hữu thung yến vương thông báo thuần túy chỉ chuyển tin của thiên trận vương chuyển cho la phong cái gì vẫn kịp chuyển ra à ý thức của la phong trong vũ trụ giả định vừa thấy tin nhắn nhất thời biến sắc Đột nhiên có một người gọi điện thoại xin gặp, chính là Thung Yến Vương. Tiếp điện thoại, La Phong nhẹ nhẹ click vào giữa không trung, xuất hiện một màn hình, trên màn hình chính là Thung Yến Vương. Đao Hà Vương. Thung Yến Vương cười nói, ngươi vừa mới hỏi ta về tọa độ Thiên Trận Vương, ta còn chưa uống xong một ly trà, đã phát hiện ra Thiên Trận Vương dường như phát điên, phát ra rất nhiều tin nhắn. Bây giờ thoáng cái vô số cường giả trận doanh nhân loại ta đều biết rồi. Đừng nói sau lưng không phải là ngươi đó. La Phong liếc mắt nhìn nàng, cẩn thận một chút. Thiên trận vương cũng hơi có thanh danh. Rất nhiều người tin hắn, mà bằng hữu hắn cũng không ít. Hơn nữa sức ảnh hưởng của hai món trọng bảo rất kinh người. Phòng trừng sẽ có một nhóm cường giả rất lớn sẽ nhanh chóng chạy tới. Thung Yến Vương nói. Cảm ơn. La Phong gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn đương nhiên hiểu sức ảnh hưởng của trọng bảo. Nhìn xem cảnh trấn phong tinh thần gây náo động cũng có thể hiểu được. Lúc trước tử trung vương sử dụng chuông tím vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bị phát hiện. Bây giờ có hai món trọng bảo đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả chạy tới. Cái duy nhất làm La Phong hơi yên tâm chính là Thiên Trận Vương chỉ dám phát tin nhắn, nói là có vài cường giả Phong Vương cực hạn thôi. Vị Phong Vương cực hạn có hai kiện trọng bảo. Điều này cũng không rõ ràng gì. Số người dám đến chắc không nhiều lắm. Ta chỉ lo lắng Thất Kiếm Vương, Hắc Thế Vương sẽ nhúng tay. La Phong nhíu mày ở chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực, nhân vật đáng sợ của trận doanh nhân loại, một người tên là Thất Kiếm Vương, một người là Hắc Thế Vương. Thất Kiếm Vương là nhân loại, còn Hắc Thế Vương chỉ thuộc trận doanh nhân loại, thậm chí cũng không tính là thành viên của Hồng Minh. Nhưng muốn từ các nơi ở chiến trường ngoài tinh vực tới đây, cũng phải mất một chút thời gian. Chỉ cần tốc độ ta rất nhanh, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó nhanh chóng ly khai, cũng không sao cả. Nếu tốc độ chậm, e rằng phải giết chóc một phen. Đôi mắt La Phong lóe lên lệ mang. Bây giờ hắn đã giải ngũ, không bị hệ thống quân đội quản chế, cho dù một vài cường giả ngoại tộc trận doanh nhân loại, chỉ cần dám động thủ với mình tự nhiên cũng có thể giết giết sạch chủ nhân thiên trận vương đã không thể phản kháng tùy thời có thể khống chế linh hồn là do chủ nhân khống chế hay chúng ta khống chế ý thức của luyện tâm vương trao đổi với la phong hay la phong lộ ra vẻ vui mừng ta tự mình ra sau lưng thiên trận vương có liên quan tới ba nô lệ cường giả khác khống chế thiên trận vương cũng bằng khống chế tứ đại cường giả để một trong ba người bọn luyện tâm vương khống chế, giả thiết tương lai họ ngã xuống, không phải thoáng cái ngã xuống mất năm người sao. Hết rồi. Thiên trận vương nằm trên mặt đất đại lục rách nát, ý thức hoàn toàn bị áp chế, không còn năng lực vùng vẫy, chỉ chờ đối phương khống chế linh hồn. Loại cảm giác vô lực này làm thiên trận vương vô cùng tuyệt vọng. Một luồng thân ảnh giáp bạc cánh bạc chợt xuất hiện. Ý thức tuy bị hoàn toàn áp chế, mắt dù thấy tất cả cũng không thể phản ứng, hắn cũng nhìn không ra la phong. Thiên trận vương, một thanh âm vang vọng trong ý thức thiên trận vương là ngươi đao hà vương ý thức thiên trận vương nhất thời gầm lên ta đã đoán ra rất có thể là ngươi quả nhiên là ngươi đao hà vương ta không cam lòng ta không cam lòng ta không cam lòng nhưng tiếp theo tất cả tiếng gầm gừ đã biến mất thiên trận vương nằm đó từ từ mở đôi mắt trong ánh mắt nhìn về phía la phong có sự sùng kính phát ra từ linh hồn hắn nhanh chóng đứng lên cung kính hành lễ chủ nhân La Phong vừa mỉm cười, liền lập tức hơi biến sắc. Ba phương hướng chung quanh đồng thời xuất hiện ba sóng chấn động. Thân ảnh ba đội quân đều đã xuất hiện. Chúng ta đi. La Phong sốt ruột hạ lệnh. Chương 899 tuy hạ lệnh rất nhanh, nhưng vẫn chậm. Không gian xung quanh vừa có sóng chấn động truyền ra, lập tức đã có cường giả thi triển phong tỏa không gian. Điều này làm cho La Phong vừa hạ lệnh lập tức biến sắc, thầm than. Những cường giả nhận được tin tới đây ai cũng có động tác rất nhanh, vừa thuấn di chạy tới thì việc đầu tiên là thi triển phong tỏa không gian ba đội quân vừa xuất hiện trước tiên đều truy tìm mục tiêu tiểu đội ngoại tộc đâu tiểu đội ngoại tộc tập kích thiên trận vương đâu ba đội quân đều nhìn quanh bốn phía thần lực bất hủ cũng cuộn ra tiến hành dò xét hơn nữa họ đều sử dụng máy thăm dò không có không tìm thấy họ chúng ta vốn đang ở trong song tử toàn vực vừa biết được tin tức này lập tức cơ hồ lập tức thuấn di tới đây vừa tới chúng ta đã lập tức thi triển phong tỏa không gian thời gian ngắn như vậy, họ cũng có thể chạy trốn được sao? Thiên trận vương cũng là một cường giả, chẳng lẽ chút thời gian mà cũng không chịu được à? Ba đội quân đều có thể thấy đối phương, đồng dạng đều là trận doanh nhân loại, một vài người quen biết còn trao đổi với nhau. Các vị, trong ba đội quân, có một sinh vật có bộ lông trắng như tuyết, tựa như như một con khỉ mũi nhọn, trầm thấp nói, máy thăm dò của các ngươi không phát hiện, nhưng máy thăm dò mini của ta lại phát hiện ra cách đây 22 km có một máy thăm dò mini khác đang ẩn nấp. Nói xong liền chỉ về phía một phương hướng. Cái gì? Nơi đó có dụng cụ thăm dò mini ẩn nấp à? Tuyết Giác Vương, ngươi không lầm chứ? Sao chúng ta không ai phát hiện được? Máy thăm dò mini của Tuyết Giác Vương là loại tốt nhất của chúng ta. Giá trị vài chục ức đơn vị Hỗn Nguyên, hắn nói chắc phải đúng. Nơi đó khẳng định ẩn tàng tiểu đội ngoại tộc. Ha ha, rốt cuộc có bị che giấu hay không cũng sẽ biết rất dễ dàng thôi. Phá cho ta. Một luồng thần lực bất hủ mạnh mẽ lao thẳng về phía khu vực đó, quét mạnh đi máy thăm dò mini bao phủ phạm vi bao nhiêu chứ phạm vi vài chục km hoàn toàn có thể bị một luồng thần lực bất hủ quét sạch chỉ cần gặp phải ngăn cản chắc chắn phải có cường giả ẩn nấp ầm um, thần lực mênh mông ầm um, khu vực đó đột nhiên tuôn ra một luồng thần lực còn cường đại hơn đánh tan thần lực bất hủ bắn tới rồi nhân thể quét thẳng về phía ba đội quân xa xa là cường giả phong vương cực hạn mọi người cẩn thận ba đội quân mặc dù cẩn thận nhưng cũng không sợ họ biết rõ có tiểu đội cường giả ngoại tộc trận doanh khác, cũng biết rõ đối phương có trọng bảo, còn dám can đảm tới đây, nên tuyệt đối đều là những cường giả đỉnh cao ở cả song tử toàn vực này. Dù sao mỗi vòng xoáy của song tử toàn vực cũng có đường kính vài năm ánh sáng thôi. Còn thuấn di lại có thể dễ dàng thuấn di khoảng cách 1-2 năm ánh sáng. Vài lần thuấn di tới thôi. Theo lý thuyết tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều có thể chạy tới trước tiên. Nhưng tại sao không có đội ngũ khác? Chính là vì các đội ngũ khác nhát gan, Muốn trước hết chờ đợi xem có cường giả nào tới trước không, sau đó những người thấy mình không đủ thực lực mới có thể tới chậm một chút, xem một trường đại chiến, chờ đợi xem có cơ hội làm ngư ông hay không. Ba đội quân này cộng lại có 16 cường giả, 300 là cường giả Phong Vương cực hạn, 300 là Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, 300 là Phong Vương đỉnh cao, đều là những tiểu đội rất mạnh. Ầm. Ừ. Tập kích từ thần lực bất hủ quét tới bị họ đánh tan. Các ngươi dám công kích cường giả đồng trận doanh à? Muốn bị trận doanh nhân loại ta truy sát sao? một thanh âm lạnh giá phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy xa xa ở khu vực ẩn nấp đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện ba bóng người, lần lượt là Đao Hà Vương giáp bạc cánh bạc, Thiên Trận Vương tóc dài xóa tung cùng với Cực Hồng Vương đứng phía sau La Phong. Là Đao Hà Vương, là Thiên Trận Vương, ba đội quân đều cả kinh. Khổ chủ Thiên Trận Vương lần này còn sống. Còn Đao Hà Vương gần đây nổi lên với uy danh rất đáng sợ lại tới song tử toàn vực rồi. Đao Hà Vương, là hiểu lầm là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết là Đao Hà Vương, thiên trận vương lần này là hiểu lầm chúng ta còn tưởng rằng là tiểu đội ngoại tộc ẩn tàng bên đó công kích cường giả vốn đồng trận doanh là không đúng mặc dù không ai bị thương nhưng ba tiểu đội đều có cường giả mở lời tỏ vẻ xin lỗi hiển nhiên là không muốn trêu vào đao hà vương rất nổi tiếng này hừ la phong sắc mặt như băng xương trên thực tế hắn lại thở phào một hơi với tâm tư cẩn thận của hắn để ngừa địch nhân sớm tới đây do đó khi la phong mở ra máy thăm dò mini ẩn nấp vừa mới phát hiện phong tỏa không gian không kịp chạy trốn hắn lập tức quyết định dựa theo phương án triệt thoái thứ hai đầu tiên là thu toàn bộ các cường giả của hắn vào nhẫn thế giới tiếp theo đem thiên trận vương cực hồng vương ra ngụy trang mình cũng là trận doanh nhân loại dù sao đao hà vương chính là nhân loại ta liều mạng đem hết toàn lực cứu hảo hữu của ta thiên trận vương bức lui tiểu đội ngoại tộc khó khăn lắm mới thoát khỏi tay tiểu đội ngoại tộc ngược lại cuối cùng hắn hút chết vì công kích cùng các ngươi vậy là sao chứ? La Phong quét mục quang qua ba đội quân. Trong ba đội quân cũng có nhiều cường giả cười làm lành. Nếu là trong lúc vô ý công kích vào một người yếu, họ cũng chẳng lý tới. Nhưng đao hà vương danh khí thật sự quá lớn, đồ lục vài cường giả phong vương cực hạn lẫn phong vương đỉnh cao linh hồn đại sư, hơn nữa đao hà vương là nhân loại. Trong cả trận doanh nhân loại, các ngoại tộc khác chỉ là phụ thuộc. Nhân loại mới là mạnh nhất. Hệ thống quân đội cũng có quy tắc rõ ràng hơi thiên vị nhân loại điều này làm cho ba tiểu đội ở đây lại càng không muốn trêu vào la phong khí tức thiên trận vương này thật là kém xem ra bất hủ thần thể tổn thất trên một nửa rồi rõ là rất thảm lần này bị thương khẳng định rất nặng nhưng nghe đồn thiên trận vương và đao hà vương là hảo hữu lúc tinh thần tháp chấn phong tinh thần xuất thế thì hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau nghe nói lúc đó đao hà vương thiếu một chút nữa bị hút vào khu vực nguy hiểm hỗn loạn thiên trận vương sốt ruột quá gần như muốn xông vào may mà đao hà vương mạng lớn có lối ra không gian đột ngột xuất hiện hắn mới thoát được đây là hảo hữu mà tuổi thọ cường giả dài đằng đẵng thân nhân lần lượt đã chết nên rất trọng thị hảo hữu lang bạt trong vũ trụ quá nhiều âm mưu các loại hảo hữu sinh tử chính thức dù sao cũng rất ít mỗi một người đều vô cùng quý giá thiên trận vương và đao hà vương cảm tình sâu như vậy đao hà vương phòng trừng vừa nghe tin tức bất luận những việc khác dùng tốc độ nhanh nhất tới đây hắn mới là người đầu tiên chạy tới rất có thể thiên trận vương đầu tiên là cầu cứu đao hà vương nên đao hà vương là người đầu tiên chạy tới thật ra là hảo hữu huynh đệ sinh tử mới có thể liều mạng như vậy cường giả của ba đội quân âm thầm truyền âm nói chuyện đao hà vương đã bức lui tiểu đội ngoại tộc tiểu đội ngoại tộc xem ra đã đi rồi lúc trước rất căng thẳng thần kinh như một đám chó săn muốn xuất kích săn bắn tùy thời chuẩn bị thi triển ra công kích cuồng mãnh nhất thì lúc này lại đều buông lỏng nhưng trong ba đội quân có một ngoại lệ đó là tuyết giác vương còn không triệt phong tỏa không gian la phong quát lạnh hắn chỉ chờ ba đội quân triệt phong tỏa không gian sau đó thuấn di ly khai luôn không vội thanh âm lạnh giá vang lên chính là tuyết giác vương vừa nói chuyện vừa lóe ra hung quang tuyết giác vương nhìn chằm chằm vào la phong nhách miệng cười lạnh nói đao hà vương bây giờ các trận doanh khác e rằng không ít cường giả đang nhìn chằm chằm vào ngươi không ngờ đao hà vương lại còn dám hiện thân tại đây xem ra rõ là huynh đệ cảm tình sâu nhất với thiên trận vương há nhưng Ngươi thật sự quá ngu xuẩn, để cứu Thiên Trận Vương đã làm mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàn cảnh nguy hiểm? La Phong nhìn về phía hắn, Tuyết Giác Vương, Triệt Phong tỏa không gian đi. Đúng, triệt đi. Các đồng đội khác cũng khuyên Tuyết Giác Vương mặc dù có siêu cường giả thèm thuồng tài sản của Đao Hà Vương, nhưng cũng không phải đám cường giả phong vương cực hạn này có khả năng lấy được. Huống chi, Đao Hà Vương thuộc trận doanh nhân loại, trận doanh nhân loại vốn tuyệt đối cấm tự giết lẫn nhau. Chư vị đừng nóng. Tuyết giác vương âm lãnh nói, vị đao hà vương này không biết nguyên nhân vì sao, nhưng ta đã thử thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu cho hắn. Số hiệu vũ trụ giả định của đao hà vương tin rằng nhiều cường giả đã biết, nên ta cũng phát sóng tới đó. Theo lý thuyết, cho dù hắn không nhận vũ trụ giả định, hệ thống quân đội cũng sẽ nói là hắn không nhận tin. Nhưng lần này phản ứng của hệ thống quân đội lại là người này đã giải ngũ. Không có trong hệ thống quân đội, không thể phát sóng cầu cứu. Giải ngũ? Giải ngũ? Đao Hà Vương đã giải ngũ rồi à? Ta cũng thử xem. Giải ngũ. Không thể thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu. Hệ thống quân đội nói rất minh xác, người này đã giải ngũ. Ba đội quân nhất thời ồ lên mặc dù biết rõ Đao Hà Vương có một khoản tiền khổng lồ, phòng trừng còn có trọng bảo, nhưng họ lại căn bản không có tâm tư gì cả. Một là thực lực, hai cũng là cùng trận doanh. Bây giờ biết Đao Hà Vương đã giải ngũ, họ ai nấy đều động tâm. Một đối một không đối phó được Đao Hà Vương ư? Vậy ta vây công nhất thời không khí của ba đội quân đã hoàn toàn thay đổi, không còn hữu hảo như vừa rồi, ngược lại thoáng bắt đầu nhằm vào La Phong. Đao Hà Vương liều mạng cứu ta, các ngươi lại... Thanh âm vang lên trong đầu nhiều cường giả của ba đội quân. Thiên trận vương, không phải việc của ngươi. Ngươi nên tránh ra. Thiên trận vương, ngươi bây giờ chỉ có chút thực lực như vậy, căn bản không làm ảnh hưởng được cục diện. Chúng ta mặc dù không công kích ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút ánh mắt ba đội quân nhìn về phía La Phong đã thay đổi, hơn nữa lúc này xa xa còn có mười mấy đội quân từ các phương hướng bay tới. Mười mấy đội quân đều bởi vì chung quanh bị phong tỏa không gian, do đó chỉ có thể tạm thời thuấn di tới bờ phong tỏa, sau đó bay tới đây. Tuy còn đang phi hành tới đây, nhưng máy thăm dò của họ đã phát hiện tất cả những việc ở nơi này. Là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương ở chỗ này. Đao Hà Vương giải ngũ rồi, không có trong hệ thống quân đội nữa, không được trận doanh bảo vệ đâu. Nhất thời mọi người ồ lên, cảnh này làm La Phong phải nhíu mày, miệng vẫn nói, thiên trận vương, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, tất cả giao cho ta. Rồi thu thiên trận vương vào nhẫn thế giới. La Phong vừa làm như vậy, ba đội quân gần đó cũng không cản trở. Vì họ cũng không muốn lúc chiến đấu làm lan đến thiên trận vương. Họ lúc này còn tưởng rằng thiên trận vương vẫn là thiên trận vương lúc trước, không hề biết chỉ chậm có một chút mà thiên trận vương đã là nô lệ của La Phong rồi. Thật thú vị. La Phong lướt mắt nhìn mười mấy đội quân đang bay tới, Tin tức tiểu đội ngoại tộc có trọng bảo đã được ta hóa giải, không ngờ thân phận Đao Hà Vương này còn đem đến cho ta phiền phức như vậy. Chương 900 những người có thể tới đây sớm nhất tuyệt đối phải là những cường giả hàng đầu trong trận doanh nhân loại ở Song Tử toàn vực. Lại có thêm mười mấy đội quân mới thêm vào ba đội đầu, tổng cộng có gần 300 cường giả, tổng số Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, cường giả Phong Vương cực hạn cũng đạt tới trên 30. Đao Hà Vương đã giải ngũ rồi à? Phún Sách nghe nói thực lực bản thân hắn cũng chỉ là Phong Vương đỉnh cao nhưng lại có thể trắng trợn đồ lục những cường giả khác, khẳng định có trọng bảo. Đúng, lúc trước hắn đánh lui huyết thú vương, giết chết tử trung vương, làm trọng tiễn vương chìm vào hôn mê rồi trở thành nô lệ của hắn, đã dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Nhưng hắn lại chẳng sao hết. Nếu bảo hắn không có trọng bảo phòng ngự ta không thể tin được. Hơn nữa gần đây hắn liên tục trắng trợn đồ lục, hiển nhiên thực lực tăng vọt, phòng chừng lại có thêm trọng bảo khác nữa. Chư vị, tiểu đội ngoại tộc đã bị Đao Hà Vương bức lui, Thiên Trận Vương cũng được Đao Hà Vương cứu rồi, Tiểu đội ngoại tộc nghe nói có tới ba phong vương cực hạn cùng với hai trọng bảo, lại bị đao hà vương bức lui. Đao hà vương này thật quá mạnh, khẳng định trong người mang theo nhiều hơn một trọng bảo. Trận doanh nhân loại gần 300 cường giả khắp nơi, đều dán mắt vào thanh niên giáp bạc cánh bạc đứng giữa. La Phong lướt mắt nhìn quanh. Gần 300 cường giả mặc dù là trận doanh nhân loại, nhưng đúng là nhân loại lại vẻn vẹn chỉ có một người, toàn bộ đều là ngoại tộc khác. Cha tiêu vương, người chắc không động thủ với ta chứ. La Phong nhìn thẳng về phía phong vương nhân loại, mình lấy thân phận đao hà vương kết bạn với rất nhiều cường giả phong vương trong hồng minh thành cha tiêu vương này cũng xem như từng gặp mặt một lần đương nhiên không rồi ta biết thiên trận vương gặp nạn mới tới chuyên môn để đối phó với tiểu đội ngoại tộc ta làm sao lại đối phó với tộc nhân của ta chứ cha tiêu vương đứng giữa các cường giả nhìn quanh bốn phía thanh âm như tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn truyền ra đao hà vương chính là cường giả nhân loại ta mặc dù đã giải ngũ nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại chư vị cường giả ở đây e rằng cũng có ba phần là thành viên Hồng Minh, chẳng lẽ mọi người cũng muốn xuống tay với cường giả nhân loại ta? Không, chúng ta sẽ không nhúng tay vào việc này đâu. Chúng ta vốn tới để đối phó với tiểu đội ngoại tộc thôi. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhất thời không ít thành viên Hồng Minh lên tiếng. Đã là một thành viên Hồng Minh, chạy được hòa thượng nhưng chạy không khỏi miếu, Hồng Minh khống chế các tộc quần rất cao. Hồng Minh lại tuyệt đối lấy nhân loại làm hạch tâm. Cường giả nhân loại Đao Hà Vương có thể mạnh như vậy, e rằng cũng có chút bối cảnh. Giả thiết Đao Hà Vương bị một người trong số họ giết chết, bằng hữu, sư phụ của của Đao Hà Vương lỡ tương lai tìm họ báo thù, thì quả là vô cùng dễ dàng. Xem ra còn chưa phát điên. La Phong thầm nghĩ, có lẽ cường giả nhân loại và cường giả ngoại tộc Hồng Minh ngấm ngầm có thể vì tham lam mà xuống tay. Nhưng bây giờ ở đây có nhiều cường giả như vậy, họ vẫn phải nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Hừ hừ Hồng Minh không nhúng tay vào cũng được. Nhưng chúng ta không phải là Hồng Minh." Tuyết Giác Vương âm lãnh nói. "Hắc hắc, bằng hữu Hồng Minh đứng một bên nhìn đi. Đã giải ngũ, không được hệ thống quân đội bảo vệ, chẳng quan hệ gì với chúng ta cả." Nhiều cường giả dán mắt vào La Phong. Vũ trụ có rất nhiều tộc quần gia nhập vào trận doanh nhân loại để chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực. Hồng Minh vẻn vẹn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong trận doanh nhân loại. Tuyệt đại bộ phận đều là không phải Hồng Minh. Có lẽ bây giờ họ hơi có quan hệ với nhân loại, chỉ sau khi nào giải ngũ, họ sẽ trở về quê nhà chẳng quan hệ gì với nhân loại nữa, đương nhiên là không có gì cố kỵ. La Phong cũng thu cực hồng vương vào nhẫn thế giới, rồi lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Lúc trước lưu cực hồng vương lại là tính mình có thể cường công, nhưng bây giờ cường giả càng ngày càng nhiều, cường công sẽ không thích hợp, mình một mình một người ngược lại có ưu thế hơn nữa. Có cường giả khác tới đây. Tuyết Giác Vương liếc mắt ra xa. Chư vị, nếu còn đứng nhìn, e rằng bảo vật sẽ bị những cường giả sau cướp đi đó. Động thủ. Giết Nhất thời vài chục cường giả cơ hồ đồng thời động thân, họ đều cùng trận doanh, không lo lắng sau khi tìm được bảo vật lại bị vây công trắng trợn, do đó hơn phân nửa đồng loạt tấn công. Rất tốt. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Hừ, cánh bạc đột nhiên rung động, thi triển ra tam chấn xuyên toa vũ trụ. Bây giờ trên ý cảnh thần thú hắn đã cao thêm rất nhiều, phi hành cũng nhanh hơn trước nhiều. Đám vài chục cường giả xông tới chỉ là thấy một luồng tia sáng bạc quanh co, dễ dàng né tránh các công kích của họ. Ầm ầm những công kích cực mạnh làm không gian xung quanh hoàn toàn bị xé vụn. Vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn, làm ảnh hưởng rất lớn tới các cường giả khác. Nhưng càng nhiều mảnh vỡ không gian, ngược lại lại làm La Phong như cá gặp nước, hắn hoàn toàn thích ứng, tốc độ nhanh hơn nữa. Các cường giả đều trợn mắt há mồm. Các thành viên hồng minh, kể cả cường giả nhân loại cha khiêm vương, cùng với một ít cường giả khác không tham chiến đều đứng xa xa quan khán, rồi kinh ngạc đến ngây người. Đao Hà Vương đáng sợ thật tốc độ di động trong nháy mắt, biến hướng trong nháy mắt nhanh bất thường. Nhiều mảnh vỡ không gian như thế mà hắn lại có thể trong nháy mắt biến hướng ngàn lần vạn lần, ẩn hiện không chừng, nhanh kinh người. Vài chục cường giả vây công, e rằng không có một ai có thể đến gần hắn. Quá mạnh. Có bộc phát tốc độ thời gian ngắn đáng sợ như vậy, ở trong vũ trụ mênh mông to lớn này có chỗ nào mà Đao Hà Vương không dám đi chứ? Các cường giả quan khán đều ý thức được sự đáng sợ của Đao Hà Vương loại bộc phát tốc độ thời gian ngắn như vậy năng lực chạy trốn nhanh như vậy quả là cực mạnh nếu không có phong tỏa không gian đao hà vương có thể đã thuấn di biến mất rồi nhưng bộc phát tốc độ thời gian ngắn của đao hà vương cũng đủ ngạo thị vô số cường giả nói tóm lại đao hà vương có năng lực chạy trốn rất nghịch thiên trừ phi trọng bảo cùng loại với tơ võng băng hồn hoặc binh khí niệm lực hoặc bí pháp chiến đấu đặc thù hoặc trước đó linh hồn bị ảo thuật ảnh hưởng tóm lại phải khống chế cho được tốc độ của đao hà vương trước thì mới có thể đối phó với đao hà vương nếu không rất khó đánh chết. Chút công kích linh hồn như vậy mà cũng muốn làm ảnh hưởng ta à? La Phong như một thiên thần, gầm lên, vang vọng trong đầu các cường giả vây công. Ta có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng Tuyết Giác Vương, ngươi thật sự làm cho người ta rất ghét. Soát, một luồng tia sáng bạc lóe lên, đã đến gần Tuyết Giác Vương. Tốc độ hắn sao nhanh tới như vậy? Nhiều cường giả như vậy mà cũng không thể trói buộc được hắn sao? Mắt Tuyết Giác Vương chợt hoa lên, đã thấy đôi mắt lạnh giá của La Phong dưới chiến khôi màu bạc nhìn hắn làm tuyết giác vương trong nháy mắt đã hiểu. Hắn muốn giết ta. Rào. Chỉ thấy sáu quả cầu đen pha một vầng sáng màu tím từ lòng bàn tay trái La Phong xuất hiện. Sáu quả đầu đen từ chấn phong tinh thần, đã được bôi lên trên chất độc phí ma, cũng khắc quy luật ấn ký của chiêu tê thiên nhất trảo trong thần thú hàng lâm. Dưới ý thức và ý chí cường đại dẫn dắt khu động, một luồng ảo ảnh thần thú mơ hồ trượt xuất hiện giống. Móng chân phải có sáu quả cầu xé vụn cả không gian. Phá! sau lưng tuyết giác vương đột nhiên ẩn hiện một ảo ảnh dị thú có cái mai rùa khổng lồ trong tay xuất hiện hai thanh chiến đao trong nháy mắt như hóa thành cây kéo khổng lồ như muốn cắt đôi cả thiên địa móng chân phải khổng lồ và cây kéo khổng lồ va chạm lửa văng tung tóe chung quanh các mảnh vỡ không gian liên tục di động trong nháy mắt đã bị sóng xung kích lan đến hóa thành một dòng hạt căn bản còn móng chân phải chứa sáu ngôi sao cứng trọi cứng quả thực cường hãn vô cùng mỗi quả cầu đen nho nhỏ có sức nặng vượt xa một viên hàng tinh răng rắc răng rắc cây kéo khổng lồ lập tức tan vỡ. Móng chân phải theo sau cào vào tuyết giác vương vẻ mặt khó có thể tin, căn bản không kịp chạy trốn. Bành thần thể trong nháy mắt đã vỡ vụn. Nói về thực lực tuyết giác vương thật ra là một cường giả phong vương cực hạn. Bây giờ với ý thức và ý chí của La Phong bây giờ, lại có tướng hồn phụ trợ, phối hợp với ý cảnh thần thú cường đại, thật ra có trình độ phong vương đỉnh cao. Một cường giả phong vương đỉnh cao bằng vào trọng bảo, bình thường có thể địch nổi một phong vương cực hạn, thậm chí còn có thể đánh chết cả phong vương cực hạn như tử trung vương chẳng hạn. La Phong bằng vào tinh thần bố đạo đồ, hoàn toàn áp chế phong vương cực hạn. Rào. Sáu quả cầu đen có vầng sáng màu tím xuyên qua tuyết giác vương vừa muốn ngưng tụ thần thể. Mỗi quả cầu đen đều có thể hủy diệt chừng 300 phần thần thể của tuyết giác vương, sáu tương đương với 300 phần. Không thiêu đốt thần thể mà muốn giết ta. Rõ là đánh giắm. Tuyết giác vương vừa mới ngưng tụ thần thể, trong con hơi âm lãnh đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ hắn cảm giác được sáu quả cầu đen xuyên qua thần thể, thì một vật chất đặc thù điên cuồng xâm thực thần thể hắn, trong nháy mắt đã xâm thực mất 300 thần thể. Soạt, sáu quả cầu đen xa xa giữa không trung lại chuyển hướng, một lần nữa ngưng tụ hóa thành ảo ảnh thần thú gầm lên, móng chân phải một lần nữa chụp xuống. Chết đi. La Phong lạnh lùng nhìn. Đao Hà Vương, một thanh âm lạnh giá đột nhiên chuyển nhập vào đầu La Phong, đồng thời một luồng công kích vô hình đáng sợ từ xa tấn công đến, chỉ thấy một chiếc cự trùy lôi điện đen thui cao ước 300 thước xé gió tấn công, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa chỗ nào nó lướt qua, cả không gian bị nghiền nát như một tấm thép bị nén nát vụn. Choang, choang, choang. Không gian bị nghiền nát thành dòng hạt căn bản, tốc độ của cự trùy lôi điện đen này nhanh tới nỗi La Phong phải biến sắc, ta dựa vào thí Ngô Vũ Dực bộc phát tốc độ thời gian ngắn cũng không tránh khỏi kích này. Đi. La Phong tay trái vung lên, tám quả cầu đen nhanh chóng xé gió bay đi trên tám quả cầu đen đều khắc hoa văn quy luật, giữa không trung lập tức ngưng tụ thành một ảo ảnh thần thú khổng lồ. So với cái ảo ảnh thần thú khi thi triển Tây Thiên Nhất Trảo trong thần thú hàng lâm lúc trước, ảo ảnh thần thú lần này rõ ràng hơn, ngưng tụ hơn, chân thật hơn. Tám quả cầu đen bây giờ lại xuất hiện ở đuôi con thần thú. Cái đuôi dài ước chừng vài trăm thước tựa như một cái trường tiên quật mạnh. Giống ảo ảnh thần thú gầm khẽ một tiếng, cái đuôi quật về phía cự trùy lôi điện. Thú thần binh thức thứ hai, nhất tuyến tiên ảnh thú thần binh có 6 thức. Thức thứ nhất là thần thú hàng lâm, thức thứ hai là nhất tuyến tiên ảnh, cũng là chiều mạnh nhất, khi La Phong hiểu được diễn thần thất biến thiên thứ hai mới tạm thời có khả năng sử dụng. Một cái đuôi hóa thành lưu quang hình tiên ảnh mờ mờ, một cự trùy lôi điện màu đen khổng lồ, và chạm nhau giữa trời. Tám viên tinh thần cùng cự trùy lôi điện cứng trọi cứng, ẩm ẩm. Cái đuôi quất vào, nhất thời không gian tan vỡ. Tám viên tinh thần cũng bị đánh bay, lập tức bay thẳng về phía La Phong, rồi rơi vào lòng bàn tay trái La Phong điều này làm La Phong nhíu mày, nhìn cường giả xa xa. Cự trùy lôi điện cũng bị đánh bay trở về, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại tới cỡ trên 30 thước, rồi rơi vào một cự hán chiều cao ước chừng 20 thước, toàn thân có áo giáp làm bằng chất sừng kỳ dị màu đen, trên trán có ba mũi nhọn. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào La Phong. Đao Hà Vương, thanh âm ầm ầm, cuồn cuộn truyền đến. La Phong giáp bạc cánh bạc lăng không giữa trời, hướng mắt nhìn hắn, Hắc Thế Vương. Thanh âm cũng hùng vĩ truyền tới, chương chín trăm linh một lúc chấn phong tinh thần xuất thế thì hắc thế vương cũng không tham gia nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì tới uy danh của hắn cả tứ đại trận doanh chiến trường ngoài tinh vực đều có những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy mệnh vẫn vương tháp long vương nam trừng thất kiếm vương đều là thanh danh lừng lẫy được truyền miệng từ lâu hắc thế vương là người có thể đứng ngang hàng với những siêu tồn tại này tuy nói là trận doanh nhân loại nhưng hắn lại đến từ một lãnh thổ quốc gia vũ trụ hoang vu xa xôi tuyệt nhiên không phải là hồng minh Hắc Thế Vương có một thanh thần chủy trọng bảo, tên là Hắc Thế, giúp hắn có một uy danh hiển hách. Là Hắc Thế Vương. Hắc Thế Vương tới sớm vậy à, Đao Hà Vương này gặp phiền phức rồi. Thực lực Hắc Thế Vương là rất đáng sợ. Lúc trước hắn cùng Tháp Long Vương đại chiến rất lâu, cuối cùng cũng chỉ vì cảm giác thấy đối phương không dễ đối phó, nên dừng tay ngưng chiến. Trong cả chiến trường số 7 này, Hắc Thế Vương tuyệt đối xem như một nhân vật đỉnh cao nhất. Đao Hà Vương lần này thiệt thòi rồi. Hắc thế vương tới rồi, trọng bảo của đao hà vương cũng chẳng đến lượt ta đâu. Chỉ bằng ngươi mà muốn trọng bảo của đao hà vương à. Đao hà vương vỗ cánh một phát, đã dễ dàng cho ngươi lọt lại phía sau rồi. Xa xa, rất nhiều cường giả ngoại tộc trận doanh nhân loại đang tạm thời bỏ qua. Họ hiểu rõ loại siêu tồn tại như đáng sợ hắc thế vương này cho dù có hơn 10 phong vương cực hạn liên thủ, e rằng cũng sẽ bị hắc thế vương đánh bại từng người một. Tất cả các cường giả khác đều chỉ quan khán, xem hắc thế vương và đao hà vương giao thủ hai bóng người, đứng sừng sững giữa hư không. Một người cao lớn, một người nhỏ bé. Nhưng khí thế phát ra uy áp đều làm cho nhiều cường giả phải run sợ. Tự hồ hơi có thực lực há. Hắc thế vương cao lớn như một ác ma cất tiếng ầm ầm, Có thể tiếp được một cú ly thủ trùy của ta, cũng hơi có thực lực. Trên chiến trường ngoài tinh vực, lần đầu tiên ta giao chiến với một cường giả cỡ như Hắc Thế Vương, quả là làm cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Đến đây đi, để ta xem, Hắc Thế Vương ngươi danh có xứng với thực không? Một thanh âm cũng ầm ầm trả lời, đôi mắt La Phong nóng rực, dán mắt vào Hắc Thế Vương xa xa, cả người tràn ngập chiến ý vô tận. Cường giả, được giao chiến với cường giả, đạp lên đám cường giả này, rồi theo đuổi tới điểm cuối của vũ trụ hùng vĩ, là tham vọng của La Phong. Hay lắm, vậy ngươi cứ nhìn xem ta danh có xứng với thực không?" Thanh âm Hắc Thế Vương vừa dứt, hắn lập tức động thân. Vèo, hắn hóa thành một luồng lôi điện, tốc độ nhanh kinh người nếu hắc thế vương sử dụng ly thủ chùy khi trọng bảo ly thủ chùy công kích thì tốc độ tự nhiên nhanh kinh người làm la phong không thể tránh thoát nhưng với tự thân tốc độ của hắc thế vương la phong lại không để vào mắt hắn có trí bảo thí ngô vũ dực bộc phát tốc độ thời gian ngắn cực nhanh đến cả hắc thế vương cũng còn kém xa veo la phong hai cánh vỗ mạnh dễ dàng bay ra xa giữa những mảnh vỡ không gian vỡ nát la phong tựa như một ảo ảnh dễ dàng không ngừng lóe ra biến hướng đi lòng bàn tay trái la phong hiện lên tám quả cầu đen nhất thời tám quả cầu đen xoay tròn trong hư không hoa văn quy luật trên mặt thoáng có hào quang kim sắc dưới niệm lực được ý chí của la phong vốn cường đại thậm chí còn trên cả vũ trụ tôn giả dẫn động quy luật bản nguyên vũ trụ trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một con thần thú vài trăm thước giống con thần thú gầm lên trên thực chất nó là binh khí niệm lực là một binh khí niệm lực trí bảo tốc độ phi hành nhanh như thế nào chứ vừa lóe lên đã tới trước mặt Hắc Thế Vương, đồng thời một luồng tiên ảnh đã phủ xuống. Hừ, Hắc Thế Vương cầm thần chùy, bước lên một bước, làm vô số mảnh vỡ không gian chung quanh đều bị chấn thành hạt cơ bản, thần chùy đập mạnh xuống. Lúc trước hắn tùy ý vung một chiêu ly thủ chùy, đã có thể phá vỡ cả không gian. Lúc này một chùy đập xuống rất chủ tâm, nên hắn vô cùng tin tưởng. Oanh! Cái đuôi thần thú lại vẫy mạnh như một tiên ảnh, đột nhiên vung ra đã lập tức thu lại, tránh không cứng trọi cứng với thần chùy, sau đó lại bổ ra, bổ về phía Hắc Thế Vương. Tốc độ nhanh thật. Hắc Thế Vương chấn động. Vừa mới toàn lực đập xuống một chùy, hắn không kịp thu hồi lại để ngăn cản, chỉ có thể gầm khẽ một tiếng, quyền trái mang theo uy lực vô tận đập thẳng tới. Tay trái hắn có một tầng kim loại màu đỏ sậm, tựa như một quyền sáo đặc thù gì đó. Một đấm xuất ra, gợi lên lực quy luật, làm những mảnh vỡ không gian chung quanh hoàn toàn xoay tròn vạn vẹo rồi vỡ nát. Bành! Trọng quyền và tiên ảnh va chạm nắm tay Hắc Thế Vương dù phải đập vỡ một ngôi sao Neuron cũng vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này hắn lại cảm giác nắm tay mình chấn động mạnh, một trận đau nhức truyền tới. Hay lắm. Hắc Thế Vương giữ tợn gầm lên một tiếng, càng thêm điên cuồng. Ha 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 Hắc Thế Vương. Tốc độ thần trùy của ngươi tự hồ hơi chậm một chút. La Phong giáp bạc cánh bạc xa xa, khống chế thần thú khổng lồ một lần nữa xông tới. Trong hư không, thần thú lần lượt lóe lên. Mỗi lần lóe lên lập tức lại di động, cái đuôi như một ảo ảnh, lúc thì quật xuống, lúc thì quật tới một nửa rồi liền thu hồi, vừa thu hồi xong là lại quật xuống, nhanh kinh người, làm đối thủ căn bản không thể tìm ra quỹ tích. Dù sao động vật bình thường, thì đuôi quật tới là nhanh nhất. Thần thú cũng thế. Bành, 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 bành. Hắc thế vương đập liên tục. Những trọng trùy lần lượt đập xuống, rất nhiều lần nện vào cái đuôi thần thú. Mỗi lần đều đánh bay tám quả cầu đen, chỉ là la phong là một tinh thần niệm sư tám ngôi sao cho dù bị đánh bay vẫn có thể lập tức quay lại tái ngưng tụ rồi hình thành một ảo ảnh thần thú khác công kích một lần nữa đây là khác nhau căn bản giữa tinh thần niệm sư và vũ giả vũ giả không thể lùi lại một khi binh khí bị phá thân thể sẽ bị công kích nhưng tinh thần niệm sư cho dù binh khí bị phá vì hắn ở khá xa vẫn có thể khống chế binh khí tấn công tiếp lại ngăn được à la phong khống chế tám ngôi sao đồng thời công kích cũng thầm kinh hãi phương pháp hắn sử dụng thần trùy cũng đã thay đổi. Mỗi một lần chém ra thần trùy đều mang theo chút lực đạo để quay về. Chỉ thấy những chùy nối nhau, chập trùng liên miên, liên tục không dứt, cho dù tiên ảnh ta cố ý tránh được, hắn vẫn có thể ngăn được. Bành! 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 Hắc Thế Vương như một ác ma gầm khẽ, cầm chắc thần trùy bước thẳng về phía La Phong, mỗi bước đều nhanh kinh người, cho dù tiên ảnh thần thú quất xuống, hắn cũng chỉ tiện tay một chùy là liền có thể dễ dàng đánh tan tiên ảnh, làm tám ngôi sao bị đánh bay ngược trở về. Cảnh này như một chiếc xe tải lớn hạng nặng điên cuồng chạy trên đường cái, dễ dàng gạt bay các xe ô tô ở nhỏ. Nhưng những chiếc ô tô nhỏ này cho dù bị nghiền nát, nhưng lại tiếp tục ngưng tụ, rồi công kích tiếp, sau đó lại bị đánh bay. Uy lực mạnh thật. La Phong thấy thế biến sắc, rốt cục cảm giác được tranh lệch giữa mình và Hắc Thế Vương, Thất Kiếm Vương lúc trước hắn ném ra ly thủ trùy ta vẫn có thể ngạnh kháng là vì hắc thế vương ngay từ đầu không bỏ bao nhiêu khí lực bây giờ hắn đánh nghiêm túc mỗi lần giao thủ thần trùy của hắn đều vững như núi thái tám ngôi sao của ta không ngừng bị đánh bay bằng vào tám ngôi sao mà vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong chỉ có thể miễn cưỡng làm được ảnh hưởng tới tốc độ của hắn thôi xe ô tô nhỏ có lẽ bị xe tải lớn hạng nặng lần lượt đánh bay nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới tốc độ xe tải lớn hạng nặng ta không phải là đối thủ của hắn chính thức sống mái với nhau cho phúc thủy vương sử dụng tơ võng băng hồn kiềm chế hắn có lẽ còn có cơ hội có thể liều mạng nhưng hắc thế vương đến giờ vẫn chưa thiêu đốt thần lực hiển nhiên cũng không tính toán chiến đấu với ta la phong thầm nhắc tới đã chiêm nghiệm được thực lực mình cũng nên rời đi thôi nhưng trước khi đi la phong lướt mắt nhìn tuyết giác vương xa xa hắn không quên tuyết giác vương nhiệt tâm muốn giết hắn nhất trước hết giải quyết hắn chung quanh các cường giả đã càng ngày càng nhiều đều đứng theo tiểu đội mình xem hắc thế vương đối chiến với đao hà vương trong hư không hắc thế vương bá đạo ngang ngược vô cùng cho dù đao hà vương đem hết toàn lực công kích cũng lần lượt bị công phá căn bản không có cách nào ngăn cản nhưng đao hà vương lại luôn đứng từ xa hắc thế vương căn bản không thể chạm mặt cho dù hắc thế vương xông tới đao hà vương cũng có thể vỗ hai cánh là dễ dàng thoát đi đao hà vương mặc dù có thể dễ dàng dày xéo phong vương cực hạn nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắc thế vương hắc thế vương thực lực cực cao hoàn toàn áp đảo đao hà vương nhưng về mặt tốc độ lại không bằng đao hà vương các cường giả ở đây đều nhìn ra điểm này ha 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 hắc thế vương quả nhiên lợi hại bội phục bội phục ta xin đi trước một bước niệm lực đưa thanh âm vang vọng cả hư không vô tận kịch la phong hai cánh vỗ mạnh lóe lên thành một tia sáng bạc uốn khúc vừa lóe lên đã tới chỗ tuyết giác vương người tuyết giác vương đang đứng cùng tiểu đội nhất thời sắc mặt đại biến chỉ với ngươi mà cũng muốn đánh ta đoạt trọng bảo của ta rõ là chẳng biết tự lượng sức sáu viên cầu đen thoáng có hào quang màu tím biến thành một ảo ảnh thần thú gầm lên rồi bổ thẳng vào tuyết giác vương đám người đứng cạnh tuyết giác vương ai nấy đều tránh ra đã chứng kiến uy năng của đao hà vương lúc trước bây giờ không ai muốn đắc tội với đao hà vương xoẹt móng chân phải xé vụn tuyết giác vương sáu quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên thủng qua hủy diệt chừng ba trăm thần thể đao hà vương ta sẽ trở về báo cừu Tuyết giác vương gầm lên, rồi không cam lòng làm nổ tung thần thể của mình. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đao hà vương, nhưng hắn dù sao cũng là phong vương cực hạn. Tương lai cơ hồ nhất định được chuyển vận thời không cứu sống lại. Còn nếu bị hôn mê rồi bị bắt đi, thì quả là chẳng còn hy vọng gì nữa. ầm ầm, công kích vô tận lan ra bốn phương tám hướng. Khi hắn vừa tự bạo thần thể, chung quanh rất nhiều phong vương cực hạn lập tức liên thủ ngăn cản, chỉ làm cho mấy cường giả phong vương đỉnh cao trọng thương, nhưng cũng không làm cường giả nào ngã xuống cứ như vậy tuyết giác vương đã ngã xuống veo trong mắt rất nhiều cường giả đao hà vương nói đi là đi trước khi đi còn thuận tiện đánh chết một cường giả phong vương cực hạn tuyết giác vương hơn nữa tốc độ khi đao hà vương ly khai vừa nhanh vừa mạnh tất cả các cường giả đều chỉ có thể lắc đầu thầm than đến cả hắc thế vương e rằng cũng chỉ thi triển ly thủ trùy mới nhanh như vậy được nhưng hắc thế vương cũng hiểu rõ ly thủ trùy của hắn đối thủ nhất định có thể sử dụng ảo ảnh thần thú ngăn cản căn bản không ảnh hưởng gì tới vẫn đối phương chạy trốn khoảnh khắc sau, đao Hà Vương đã bay ra phạm vi phong tỏa không gian, sau đó thuấn di luôn, đã biến mất không thấy. Thực lực mạnh thật, tốc độ nhanh thật. Hắc Thế Vương cất thanh âm ầm ầm, cảm thán, rồi hóa thành một luồng hào quang biến mất. Chương 902 cả vùng hư không bị vỡ nát dần dần, dần bắt đầu khôi phục lại. Còn đại lục vốn liên tục bay quanh song tử tuyền vực đã bị đánh xuyên thủng, lộ ra một lỗ khổng lồ đường kính vài chục vạn km. Mấy trăm cường giả giải rác khắp nơi đang cảm thán về trận chiến vừa rồi. Đột nhiên một luồng khí tức cường đại chợt xuất hiện, chỉ thấy một thân ảnh dưới lớp áo giáp thoáng thấy có ánh kim loại màu đen chợt xuất hiện. Luồng uy áp vô hình tràn ngập làm mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại đều nhất thời im lặng. Là Mệnh Vẫn Vương, là Mệnh Vẫn Vương của tộc cơ giới. Hắn là phe trận doanh tộc cơ giới, sao tới đây nhanh như vậy chứ? Ngươi không nghe nói là Mệnh Vẫn Vương vốn đã công khai treo giải thưởng tọa độ đao hà vương à? E rằng vừa rồi trong trận doanh nhân loại có ai đó đã lộ ra tọa độ, nên Mệnh Vẫn Vương mới có thể tới đây nhanh như vậy trong mấy trăm cường giả nhân loại cơ hồ đều là cấp phong vương tuy cũng có phong vương sơ cấp nhưng rất nhiều phong vương cao cấp đối mặt với khí thế nghiêng trời của mệnh vẫn vương trận doanh nhân loại vẫn đều không ai dám khiêu khích mệnh vẫn vương đứng giữa hư không quét mục quang nhìn bốn phía vẫn lộ quát đao hà vương đâu mệnh vẫn vương các cường giả trong trận doanh nhân loại mặc dù không muốn khiêu khích hắn nhưng cũng không sợ gì một sinh mạng tựa như một quả núi nhỏ mở lời thanh âm ầm ầm vừa rồi đao hà vương đấu với hắc thế vương Chiến đấu xong đã đi rồi, khi đi còn thuận tay giết chết cả tuyết giác vương. Phỏng chừng bây giờ đao hà vương không biết đã thần quốc truyền tống tới nơi nào rồi. Đấu với hắc thế vương, mệnh vẫn vương nhìn về phía sinh mạng to như ngọn núi. Sinh mạng như ngọn núi đó ầm ầm nói, ngươi tự mình xem đây. Tắc, một màn hào quang xuất hiện giữa không trung. Đó là một màn chiếu ba chiều giả định. Loại kỹ thuật này năm đó thời đại căn cứ thị ở địa cầu cũng đã có. Nhưng hiển nhiên kỹ thuật này trong vũ trụ cũng tiên tiến hơn nhiều chỉ thấy trong hình ảnh ba chiều Hắc Thế Vương, Đao Hà Vương đang giao chiến, Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ quan khán một mạch tới cuối cùng. Hán và Hắc Thế Vương đều là một trong những nhân vật cường đại nhất khắp cả chiến trường ngoài tinh vực. Tới cấp độ của họ, quan khán màn hình giả định ngược lại có thể nhìn ra rất nhiều bí ẩn. Không nghi vấn gì, trận đối chiến này cũng xem như thử nghiệm giữa Hắc Thế Vương và Đao Hà Vương. Trong vũ trụ trừ phi muốn một trận quyết sinh tử, nếu không rất ít người thiêu đốt bất hủ thần thể. Hắc Thế Vương. Đao Hà Vương chưa từng thiêu đốt bất hủ thần thể, Hắc Thế Vương chỉ xuất ra thủ đoạn cơ bản nhất, thần chùy của hắn. Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ nói, hắn có tam đại tuyệt chiêu, mới sử dụng có một loại. Còn Đao Hà Vương, nghe nói hắn sở trường đao pháp, lần này lại sử dụng binh khí niệm lực công kích. Hơn nữa hắn có nô lệ Trọng Tiễn Vương, theo như tin tình báo, đi theo phía sau hắn có Thiên Trận Vương và Cực Hồng Vương. Thiên Trận Vương là do hắn cứu được còn cực hồng vương thuộc một trận khác lại cung kính như vậy với đao hà vương hẳn cũng là nô lệ của đao hà vương hắn rốt cuộc có mấy nô lệ phi hành rất mạnh phòng ngự sớm đã nổi danh lần này lại bộc lộ ra binh khí nhiệm lực mệnh vẫn vương vẫn cảm giác hắc thế vương thật sự là thâm sâu khôn lường rất nhiều át chủ bài nhưng đao hà vương lại không cho tôi tới dưới trướng ra tay có thể thấy hắn tự tin như thế nào rất nhiều cường giả trận doanh nhân loại thấy mệnh vẫn vương đều quan sát phản ứng của mệnh vẫn vương Mệnh Vẫn Vương xem xong hình ảnh chiến đấu lúc trước, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, Đao Hà Vương có thực lực xứng với danh khí của hắn, cho dù hắn có trọng bảo, cũng có tư cách giữ nó. Nói xong, chợt thuấn di biến mất. Mệnh Vẫn Vương đã ly khai, nhưng những lời đó lại khiến cho mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại nổi sóng. Mệnh Vẫn Vương thừa nhận thực lực của Đao Hà Vương, hắn đồng ý là Đao Hà Vương có thực lực, cho rằng Đao Hà Vương có tư cách giữ trọng bảo, đáng tiếc xem ra khó mà xem cảnh mệnh vẫn vương giao thủ với đao hà vương mệnh vẫn vương đã nói như vậy chắc sẽ không truy sát đao hà vương nữa đâu trận này hiển nhiên đao hà vương đã chứng minh được thực lực nhiều cường giả trận doanh nhân loại đều cảm thán cộng đồng cường giả vốn là như thế cường giả mới đáng giữ trọng bảo người yếu cho dù tìm được trọng bảo cũng phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng sợ cường giả khác biết một khi bộc lộ sẽ bị vây công còn mệnh vẫn vương thất kiếm vương có ai không có rất nhiều trọng bảo như thất kiếm vương, thậm chí hắn còn có thất kiếm, thuộc loại một bộ trọng bảo, còn có vài món trọng bảo khác nữa. Hắc thế vương, mệnh vẫn vương ai ai cũng vậy. Chiến trường ngoài tinh vực đều biết họ có trọng bảo, nhưng chưa nghe nói ai dám đi cướp đoạt trọng bảo của họ. Đây là thực lực. Còn trận này, đao hà vương chính diện giao thủ với Hắc thế vương, mới chính thức chứng minh. Chứng minh rõ ràng hắn cũng có thực lực cỡ như vậy có lẽ tranh lệch hắc thế vương một chút nhưng đao hà vương có tốc độ quỷ dị phòng ngự kinh người lại làm hắn trở nên đáng sợ khó đối phó không thua gì mấy người kia chút nào một trận này làm cả chiến trường ngoài tinh vực đều bắt đầu truyền lưu những truyền thuyết có liên quan tới đao hà vương vô số cường giả đều đem đao hà vương so với đám hắc thế vương huyền mộ vương thất kiếm vương tháp long vương trong mắt vô số cường giả chiến trường ngoài tinh vực đao hà vương có lẽ yếu hơn mấy người khác một chút nhưng đao hà vương có tốc độ đủ để làm vô số cường giả phải tuyệt vọng tha gặp thất kiếm mà còn mạng, cũng không nên gặp đao hà. Gặp phải thất kiếm vẫn còn mạng, vẫn còn có thể chạy trốn. Chỉ khi nào gặp phải đao hà vương, một khi không gian phong tỏa, tốc độ ai nhanh được như hắn. Chắc chắn trốn không thoát. Cẩn thận một chút, chớ chọc vào đao hà vương. Trên 6.000 năm trước, đao hà vương đã có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Bây giờ thực lực nhảy vọt, khẳng định càng ghê gớm hơn. Phòng ngự mạnh đáng sợ, phi hành nhanh đáng sợ, nên tránh mặt hắn thì hơn truyền thuyết về đao hà vương thông quan chiến trường ngoài tinh vực lan ra các cường giả tộc quần ở các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ mênh mông bắt đầu truyền ra làm cái tên đao hà vương xem như một nhân vật rất có thanh danh trong vũ trụ còn la phong ngay sau trận chiến ấy đã rời khỏi song tử toàn vực rồi lặng yên thần quốc truyền tống về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại đại bản doanh công ty vũ trụ giả định la phong khôi phục tư thái giới chủ đáp phi thuyền của công ty vũ trụ giả định thông qua thông đạo vũ trụ đi thẳng tới hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai điện hạ điện hạ. Bất hủ cấp phong vương chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền có vẻ rất cung kính. La Phong chỉ mỉm cười gật đầu rồi vào khoang nghỉ ngơi dành riêng cho mình trong phi thuyền. Thuyền trưởng, có cần phải khách khí với La Phong như vậy không? Một tên giới chủ mà thôi. Với thực lực phong vương cao cấp của thuyền trưởng, vắt tay là tiêu diệt được một giới chủ rồi. Một thuyền viên thần linh bất hủ bên cạnh nói, các thuyền viên khác nghe xong cũng thảo luận tới tấp, nói theo, đúng rồi. La Phong thuần túy gặp đại vận, được hỗn độn thành chủ nhận làm đệ tử nếu không phải có thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ hắn chỉ là một giới chủ cũng chẳng là gì cả lần này chủ yếu là vì hắn mà chúng ta phải chuyên môn đưa hắn tới hỗn độn thành nếu là giới chủ bình thường khẳng định phải từ từ đợi đến khi hành khách đạt tới số lượng nhất định mới có thể xuất phát tên thuyền trưởng nghe xong chỉ cười mặc dù là giới chủ mặc dù ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn nhưng hắn thật ra vẫn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ nói trộm một chút ở đây thì không sao nhưng không được nói bên ngoài la phong kia dựa vào thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ mà truy cứu các ngươi cũng khó mà thoát tội chúng tôi hiểu rồi thuyền trưởng yên tâm chúng tôi cũng không ngốc nói ngầm một chút thôi ta thật không quen nhìn hắn dở tư thái đó tựa hồ chúng ta cung kính là đương nhiên vậy các thuyền viên thần linh bất hủ hơi tức giận bất bình thuyền trưởng thầm lắc đầu khó chịu là việc rất bình thường tâm lý hắn cũng khó chịu nhưng hắn vẫn bày một tư thái cung khí bên ngoài muốn trèo lên được trong công ty vũ trụ giả định muốn ngồi trên ghế cao nếu thực lực bản thân không đủ vậy không thể đắc tội với người khác như la phong vốn là loại nhân vật tài năng ngút trời tự nhiên tuyệt đối không thể đắc tội với hắn hừ vẫn y như năm đó thôi gần vạn năm đã qua sau khi thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ vẫn chẳng có chút thành tựu nào cả e rằng từ từ cũng bị người ta quên thôi thuyền trưởng thầm nghĩ như thế bầu trời hỗn độn thành phi thuyền từ từ dừng lại điện hạ điện hạ thuyền trưởng chỉ huy mấy vị thuyền viên cung kính đứng ở cửa khoang tiễn La Phong. La Phong nhìn xuống tòa cổ thành bao phủ trong khí lưu hỗn độn vô tận phía dưới, đó là hỗn độn thành. Từ sau khi trở thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, hắn đã có quyền sống vĩnh viễn ở hỗn độn thành. Kỳ thật nếu nói về mức độ thông thiên kiều, bây giờ hắn cũng có quyền sống vĩnh viễn tại đây. Bên trong hỗn độn thành, phủ đệ của chân diễn vương. La Phong tiến thẳng vào trong phủ đệ, thấy mấy đệ tử ký danh của chân diễn vương, cũng thấy cả những thân truyền đệ tử của chân diễn vương sư huynh la phong sư huynh trong phủ đệ không ít đệ tử đều gọi la phong la phong cũng hỏi thăm những đệ tử ấy xem bây giờ sư phụ chân diễn vương đang ở đâu khoảnh khắc sau la phong đã vọt tới một tòa đình viện rồi dừng phát lại từ xa ta đã nghe tiếng kêu to gọi nhỏ rồi còn không vò đi trong đình viện truyền ra thanh âm sư phụ chân diễn vương la phong nhếch mép cười đẩy cửa bước vào Trần Diễn Vương đang ngồi đó, tiện tay vung lên, cánh cửa lập tức đóng lại. Ngươi cứ như vậy mà đến thăm vi sư à? Trần Diễn Vương vẫn ngồi, nhìn La Phong, tựa hồ có vẻ lãnh đạm. La Phong lại cười hắc hắc, lật tay, trong tay đã xuất hiện một bình rượu màu đỏ rực. Bình rượu to bằng bàn tay, tạo hình rất quái dị, hơi cùng loại với ruột tinh tinh. Trên bình còn điêu khắc những hoa văn quy luật phức tạp, lại thoáng có khí tức quy luật hỏa diễm. La Phong cung kính đưa bình rượu này đặt trên bàn của sư phụ, đệ tử trở về, theo sư phụ nói, đã đem rượu tới đây. La Phong nghiêm trang cũng không biết sư phụ có hài lòng chưa. Hài lòng, hài lòng. Chân Diễn Vương trợn tròn mắt, nhìn bình rượu vẻ nóng bỏng, cẩn thận quan khán, đã xoa xoa cánh tay lông lá, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, nhất định là nó. Ô, trong tộc nhân loại ta cho dù có một khoản tiền khổng lồ cũng khó mà mua được rượu này, cho dù có mua, cường giả phong vương cực hạn đều cũng phải táng ra bại sản. Trong tộc nhân loại ta, vốn có rất ít rượu này vi sư cũng chỉ được nếm thử một ly, không ngờ, chật chật. Chân diễn vương nhất thời cười tủm tỉm nhìn La Phong đổ nhi ngoan ngoãn, đao hà vương cường đại, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn ở chiến trường ngoài tinh vực phải không? Hắc hắc, La Phong nhếch mép cười, thu hoạch đúng là rất lớn. Chương 903 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này thu hoạch lớn nhất đương nhiên là thành công chịu được sinh tử truyền thừa trong tinh thần tháp sau đó là hai món trí bảo tìm được tinh thần bố đạo đồ và tháp châu. Trên 6.000 năm mài rũa, ý thức và ý chí của mình cũng đã lột xác tới nghiêng trời lệch đất, cảnh giới ý cảnh thần thú cũng đạt tới mức cực cao. Nói về thu hoạch tiền bạc, một tháng đồ lục trắng trợn trong tinh thần tháp, trước sau cũng phải trên 40 chàng chiến đấu. Mỗi chàng chiến đấu đều có thể kiếm được giá trị mấy trăm ức, thỉnh thoảng còn có thể có nhiều hơn. Tính tổng cộng sẽ ra con số kinh người như thế nào chứ? tuy nói khi hắn trắng trợn giết chóc la phong cũng chỉ thỉnh thoảng mở ra vũ trụ giả định để hệ thống quân đội có thể xác nhận quân công của la phong có tới hơn phân nửa cuộc chiến đấu hắn cũng không công khai cho dù như vậy quân công hôm nay cũng là một con số khổng lồ đổi thành tiền bạc tuy thua xa thu hoạch từ việc cướp bóc đồ lục nhưng cũng phải là một con số cực cao thu hoạch không lớn thì đệ tử cũng không mua nổi bình tử hỏa viên tử này đâu la phong cười nói sau khi đệ tử giải ngũ phát hiện ra trong hệ thống quân đội có bán tử hỏa viên tử lúc đó đã rất kinh ngạc không hiểu sao lại có cả tử hỏa viên tử đệ tử vừa nghĩ sư phụ lập tức không chút do dự vô cùng đơn giản lập tức đổi ngay mà không hề đau lòng ha ha trần diễn vương không khỏi cười to rất thoải mái tay hắn liên tục vuốt ve bình tử hỏa viên tử hiển nhiên hắn thích thú vô cùng tử hỏa viên tử phải sinh mạng độc đáo thai nghén trong vũ trụ tên là tử hỏa viên mới có thể sản xuất được Tử hỏa viên mặc dù có một chữ viên, nhưng trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chi nhánh viên nhân tộc của tộc nhân loại. Nó do vũ trụ thai ngén sinh ra, là một ngọn lửa tím biến hình thành thật thể. Chỉ là ngoại hình cùng loại với viên hầu, về bản chất nó vẫn chỉ là một ngọn lửa thần kỳ. Nó có chiến lực cực kỳ cường đại, trong vũ trụ có trên một vạn tử hỏa viên. Qua vô tận năm tháng, số lượng tử hỏa viên chỉ có giảm bớt chứ không gia tăng chút nào. Nhưng năm tháng trôi qua cũng làm cho cộng đồng tử hỏa viên sinh ra một vài siêu cường giả hơn nữa sống trong hoàn cảnh đặc thù tỉ như khoan sâu vào những khu vực có ngọn lửa cực kỳ đáng sợ e rằng cả vũ trụ tôn giả cũng không dám đi vào khi vào lập tức sẽ bị đốt thành cho nhưng tử hỏa viên lại không sợ hãi điểm này họ nổi tiếng cả vũ trụ nhờ sản xuất ra một loại rượu ngon rồi lấy danh của mình mà đặt tên cho nó là tử hỏa viên tử rượu rồi chỉ cần bản thân mùi vị cũng đã là loại thượng hạng đương nhiên trong vũ trụ có vô số rượu ngon nếu chỉ mùi vị thơm ngon cũng không thể quý giá như thế tử hỏa viên tử Ưu điểm đầu tiên là có tác dụng đối với thân thể, có thể cải thiện linh hồn. Ai uống vài chén, linh hồn sẽ phát sinh một chút biến hóa, mức độ rõ ràng cảm ứng về quy luật hỏa sẽ tăng lên. Thân thể cũng sẽ thích ứng với quy luật hỏa hơn nữa, cảm ứng rõ ràng hơn nữa, thi triển cũng sẽ thông thuận cường đại hơn. Ưu điểm thứ hai, uống xong là say. Cho dù là cường giả, cho dù là các vũ trụ tôn giả, uống xong một ly, chỉ cần không cố ý loại bỏ rượu ra khỏi trong cơ thể, tùy ý cho nó phát huy thì sẽ say rất tự nhiên một khi sau rồi tỉnh lại bao nhiêu phiền não như toàn bộ biến mất đối với siêu cường giả mà nói điều này ngược lại càng đáng trọng thị hơn nữa vì bất hủ thần thể cường đại mà muốn say quả thật rất khó bỏ bao nhiêu tiền bạc cũng khó cầu được một lần say ngoại trừ hai ưu điểm này còn có nhiều tác dụng khác bổ sung như uống một chén năng lượng ôn hòa có thể làm một người thường cải tạo thành cường giả cấp vũ trụ uống nhiều một chút sẽ thành một cường giả cấp vũ trụ có thiên phú cực cao về quy luật hỏa đương nhiên cũng không ai lãng phí mấy trăm ức đi đào tạo một cường giả cấp vũ trụ quá lãng phí cho dù là mạng của một thần linh bất hủ cũng không bằng một phần trăm chén rượu này bình rượu rồi La Phong phải bỏ ra tám trăm ức còn vận khí rất tốt chân diễn vương cảm thán đổi theo hệ thống quân đội ở chiến trường ngoài tinh vực là hợp lý hệ thống quân đội có rất nhiều bảo vật do vô số tộc quần tham gia chiến đấu cung cấp mà có rất nhiều tộc quần lại không phải ở trong hồng minh vài lãnh thổ quốc gia hoang vu trong vũ trụ, nhiều tộc quần cung cấp bảo vật, từ đó hình thành ra cái kho thuộc hệ thống quân đội, chuyên dùng quân công để đổi bảo vật. Do có rất nhiều tộc quần, nên thỉnh thoảng sẽ có những bảo vật đặc thù, chỉ là phải dùng quân công để đổi. Cho dù có cường giả phát hiện ra một lọ tử hỏa viên tử, nhưng ở chiến trường ngoài tinh vực, bỏ ra quân công cao tới như vậy vẻn vẹn chỉ để mua một bình rượu cũng chỉ là con số cực nhỏ. Do đó nó mới còn cho con mua. Dạ, hệ thống quân công cũng còn có một bình thôi la phong cười hắc hắc một bình này sư phụ cũng tiếc không muốn uống nhiều từ từ hãy uống mỗi lần chỉ uống từng chút một trong mắt chân diễn vương có vẻ quỷ dị sau này sư phụ kéo mấy huynh đệ tới cố ý lòe ra cho họ biết mặt la phong thấy thế không khỏi nở nụ cười con lần này trở về có tính toán gì không chân diễn vương nhìn la phong con chuẩn bị trước hết sông lên nguyên thủy thông thiên sơn la phong nói sông lên nguyên thủy thông thiên sơn xong sẽ chuẩn bị đi ra ngoài xông pha vào một vài bí cảnh trong vũ trụ. Sư phụ yên tâm, con sông vào bí cảnh vũ trụ khẳng định vào những nơi có ấy độ nguy hiểm lớn đâu. Những chỗ danh khí quá lớn, độ nguy hiểm cao, con nhất định không đi, con vẫn còn tỉnh táo mà. Con có biết là tốt. Trần Diễn Vương lúc này mới thở phào một hơi. Cho dù như vậy, con cũng phải cẩn thận. Trong bí cảnh vũ trụ tùy thời có thể phát sinh một vài việc vượt quá con tưởng tượng. Dù sao bí cảnh vũ trụ vốn là những nơi kỳ lạ, nó rất khác với tinh vực vũ trụ rộng lớn rất nhiều quy tắc cũng khác hẳn con biết la phong gật đầu ừm sư phụ cũng đã biết thực lực con rồi đao hà vương mà chân diễn vương nói đến đây nhất thời nở nụ cười ở chiến trường ngoài tinh vực đao hà vương dấy lên một cơn lốc không nhỏ bây giờ đao hà vương rất nổi tiếng ít nhất trong cộng đồng cường giả phong vương tộc nhân loại đao hà vương tuyệt đối coi như là một người có danh tiếng mạnh hơn đao hà vương ngoại trừ mấy vị phong vương vô địch như chân diễn vương Thiên Vũ Vương, cũng chỉ có vài người đã sống tỷ tỷ năm, thực lực tiếp cận với chân diễn Vương, Thiên Vũ Vương thôi. Nói về đời trẻ hơn, cũng chỉ có Thất Kiếm Vương, Mộng Toại Vương là có thể sánh ngang với Đao Hà Vương. Thân phận Đao Hà Vương của con cần phải giữ bí mật. Chân diễn Vương trịnh trọng nói, sư phụ dám nói với con trong hỗn độn thành, cũng một là vì sư phụ đã ngăn che chung quanh, hai là nơi này là địa bàn của hỗn độn thành chủ. Con hiểu. La Phong gật đầu. Ừm, con cứ xông lên nguyên thủy thông thiên sơn đi. Trần Diễn Vương cười quái dị. Mấy ngàn năm gần đây, sư phụ thường xuyên nghe thấy có người thảo luận về La Phong ngươi. Con một mạch chẳng có thành tựu gì, sớm làm rất nhiều cường giả bất bình với con đó. Không có thực lực còn chiếm địa vị cao, bị người ta âm thầm chửi cũng chẳng trách được. Chờ khi con sông qua nguyên thủy thông thiên sơn, trở về đây uống rượu với ta. Trần Diễn Vương ôm lấy tử hỏa viên tử nói. Dạ, đệ tử bây giờ sông lên nguyên thủy thông thiên sơn đây la phong ngồi đối diện với chân diễn vương lập tức nhắm mắt lại ý thức trực tiếp nối vào mạng vũ trụ giả định tiểu tử này rõ là đơn giản chân diễn vương chớp mắt vũ trụ giả định vị diện không gian thông thiên sơn ba tòa thông thiên sơn sừng sững nguy nga hòn sau cao hơn hòn trước khi la phong trượt xuất hiện hắn lập tức bay thẳng về phía nguyên thủy thông thiên sơn cao nhất nguy nga nhất hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh tự nhiên có thể xông thẳng vào thông thiên sơn cấp nguyên thủy chân núi thông thiên sơn nguy nga đang có ba bóng người đang ngồi xếp bằng tựa hồ đang đùa vui hoặc chơi một trò chơi nào đó bạch bì viên có người tới rồi có người tới rồi ồ nhanh lên ba bóng người này hơi khựng lại ai nấy đều đứng lên ngư đầu nhân hùng trắng lực lưỡng nhất nhìn về phía la phong nhất thời nhếch miệng nở nụ cười nguyên lai like là la phong điện hạ la phong điện hạ người mặc dù là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ nhưng cũng quá tự tin rồi bây giờ sông lên nguyên thủy thông thiên sơn à Ngươi là cấp giới chủ đó. Ngưu đầu, nói gì thế? Đây là La Phong Điện Hạ, có gì mà La Phong Điện Hạ không làm được? Người vượn ủng hộ La Phong. La Phong Điện Hạ, bắt đầu sông lên chưa? Xà nữ cũng gất át nhìn La Phong, ánh mắt như nước. La Phong nở nụ cười, gặp lại ba người các ngươi, cảm giác thật quen thuộc. Quen thuộc. Ngưu đầu nhân, người vượn, xà nữ kinh ngạc. Con bắt đầu sông lên đây này. La Phong cười, trong tay đột ngột xuất hiện một tấm thuẫn bài, chính là thần thú binh chiến đấu trong vũ trụ giả định sẽ không có những loại như tháp châu, thí ngô vũ dực, tinh thần bố đạo đồ. Loại như tướng hồn, tướng giáp giúp thực lực tăng lên cũng không có nốt. La Phong vẫn chỉ có thân thể giới chủ, y như các giới chủ thiên tài khác trong vũ trụ giả định, cái duy nhất khác nhau là ý thức và ý chí. Đương nhiên La Phong vẫn có thể chọn thần thú binh. Chỉ là vật liệu làm thần thú binh mà hắn sử dụng ở đây không tốt bằng, nhưng cũng cũng đủ cho giới chủ sử dụng. Đến đây đi. Ngư đầu nhân vung đại phủ lên. Xem ngươi rất mạnh, hai mắt người vượn bắn ra hào quang bốn phía. La Phong điện hạ, ta cũng cảm thấy thấy thương tiếc ngươi. Công kích linh hồn vô hình của xà nữ đã tràn ngập. Giống, chợt một ảo ảnh thần thú được sinh ra. Thần thú khổng lồ gầm lên rồi xông tới, xé vụn ngư đầu nhân, đánh nát người vượn, cái đuôi vẫy chết xà nữ. Chiến đấu trong nháy mắt đã chấm dứt. Cửa quan chân núi coi như vượt qua. Cửa quan chân núi xem ra khá dễ. La Phong xông thẳng lên hắn quên mất, nếu vừa mới trở thành giới chủ, e rằng hắn chẳng thể qua nổi cửa này. Chỉ là hắn đã trải qua chiến trường ngoài tinh vực 7.000 năm, tiến bộ của La Phong đích xác rất lớn. Cửa quan sườn núi, vẫn dễ dàng vô cùng. Cửa quan đỉnh núi, tuy gặp phải chút phiền phức, nhưng ý thức và ý chí của La Phong cường đại như thế nào chứ? Một khi hắn nghiêm túc chiến đấu, dựa theo ý cảnh thần thú thi triển ra chiêu mạnh nhất nhất tuyến tiên ảnh, hắn cũng xông qua rất dễ dàng. Chúc mừng La Phong điện hạ, vượt qua cấp giới chủ nguyên thủy thông thiên sơn. Tộc nhân loại ta, bất kỳ ai có thể vượt qua cấp giới chủ nguyên thủy thông thiên sơn, đều là nhân tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện. Chỉ có vượt qua cấp giới chủ nguyên thủy thông thiên sơn, mới có thể xem như thiên tài đỉnh cao của nhân loại trong lịch sử. Ba vị người thủ quan trên đỉnh núi vừa sống lại, vô cùng kinh hỉ cung kính chúc mừng La Phong. La Phong đứng trên đỉnh nguyên thủy thông thiên sơn, nhìn xuống mặt đất mênh mông vô tận, cũng thấy xa xa hai tòa thông thiên sơn kia. Khi La Phong đứng trên đỉnh núi, trong óc còn đang suy nghĩ, thì đám lãnh đạo tộc nhân loại đã biết được tin La Phong vừa vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp giới chủ. Tin tức này giống như một cơn lốc, nhanh chóng được truyền bá khắp nơi. Chương 904 La Phong đứng trên đỉnh nguyên thủy thông thiên sơn nghe gió núi rít lên một hồi lâu. Rốt cục cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất rồi. La Phong nhìn xuống cả mặt đất vô tận của vị diện không gian thông thiên sơn, thầm nhủ, nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ là cái mốc cho các thiên tài trong lịch sử nhân loại. Chinh phục nó mới xem như thiên tài mạnh nhất trong lịch sử. Ta bây giờ đã đứng ở nơi những thiên tài mạnh nhất, nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài, chứ không phải là cường giả chính thức. Rồi sẽ có một ngày, ta cũng muốn đứng trên đỉnh các cường giả vũ trụ. Trong lòng hào khí ngút trời, La Phong lặng lẽ thầm thề. Thời còn trên địa cầu, mình còn rất non nớt, khi bước trên con đường vũ giả, cố nhiên là vì gia đình, nhưng cũng có một giấc mộng. Con đường cường giả này mình cũng có một giấc mộng rất mãnh liệt. Trên con đường đó nếu không có giấc mộng và tình cảm, rất ít khi đạt được thành tựu lớn. Soát. La Phong biến mất khỏi đỉnh nguyên thủy thông thiên sơn. Không gian vị diện thông thiên kiều, hòn đảo trung ương xinh đẹp, giám thủ giả ba phân vô số năm qua ngày nào cũng như ngày nấy, lặng lẽ chấn thủ nơi này. soát La Phong xuất hiện trên đảo, làm giám thủ giả ba phân vừa thấy nhất thời đã nở nụ cười, La Phong điện hạ, đã lâu rồi không gặp ngươi. Ha ha, cũng lâu lắm rồi không gặp ba phân. Cũng hơi nhớ ông rồi, do đó mới tới thăm. La Phong cười trêu, giám thủ giả ba phân nói vẻ hứng thú, La Phong Điện Hạ có vẻ rất tự tin, lần này muốn khiêu chiến tới tầng nào đây? Có thể tới đây thì tới đó. Tốt nhất là tới tầng thứ 21 tranh tài một lát. La Phong nói, lên tầng thứ 21 tranh tài à? Giám thủ giả ba phân sửng sốt, người tối thiểu phải vượt qua tầng thứ 20 mới có tư cách tới đó, chẳng lẽ? La Phong nhếch miệng cười, cửu vũ thông thiên kiều không có ai chứ? Không. Giám thủ giả ba phân trả lời. Rất tốt. La Phong mỉm cười, Vèo, hắn lao thẳng về phía cử Vũ Thông Thiên Kiều, giám thủ giả ba phân đưa mắt nhìn theo La Phong, không kìm được thầm nghĩ, tên này cũng quá tự tin, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm chứ, tự hồ lại rất tự tin vượt qua tầng thứ 20 Thông Thiên Kiều. Hả? Có tin nhắn. Oa, không phải chỉ có một tin nhắn. Giám thủ giả ba phân vội nhìn tin nhắn, vừa nhìn qua đã chấn động. Cái gì? Vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ à? Xem ra hắn thật sự có thể tranh tài với người thủ quan ở tầng thứ 21. Tin tức này vĩnh viễn phải do tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định biết trước. Vũ trụ sơ khai hỗn độn thành, hỗn độn thành chủ đang khoanh chân ngồi trong hỗn độn khư trượt cảm thán một tiếng, tốc độ tiến bộ của La Phong quả nhiên rất lớn, có thể vượt qua cả nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ. Hỗn độn thành chủ vẫn phải cảm thán mặc dù La Phong lúc trước đã từng nói phương diện quy luật có kỹ năng ở thông thiên kiều tầng thứ 20. Nhưng tầng 20 thông thiên kiều chỉ là một điều kiện để lên nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ. Tuyệt nhiên không phải nói nhất định có thể thông qua. Vì chiến đấu còn phải nhìn xem bí pháp chiến đấu, bí pháp chấn phúc thân thể, bí pháp chấn phúc niệm lực, ý thức và ý chí, mọi mặt kết hợp. Hắn vừa vượt qua, e rằng mấy người kia sẽ không cãi nữa. Cả đám đều nói nhung quân tiền đồ vô cùng vô tận, cho rằng thân truyền đệ tử ta vừa thu không bằng nhung quân. Lần này, sợ là họ không ai dám nói gì. Hỗn độn thành chủ mỉm cười gật đầu, cùng lúc ngoài huyết lạc đại lục thiên thực cung tỷ tỷ năm qua luôn chấn áp giám sát huyết lạc đại lục một thân ảnh đang đứng nhưng lại như có ngàn vạn huyến ảnh xuất hiện đó là người có địa vị cực cao trong công ty vũ trụ giả định làm vô số cường giả phải tôn kính thiên thực cung chủ thiên thực cung chủ lúc này cao giọng cười to tiếng cười thậm chí còn vang vọng cả thiên thực cung làm một vài giới chủ vài bất hủ ở thiên thực cung tầng thứ nhất tầng thứ hai đều rất kinh ngạc không rõ thiên thực cung chủ vì sao vui như vậy làm hay lắm Thiên thực cung chủ nhìn hư không vô hạn, mỉm cười. Đám gia hỏa ở vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, rất nhiều người đều xem trọng nhung quân. Năm đó ta nói ta thấy La Phong rất tốt, rồi khi La Phong được hỗn độn thành chủ thu làm thân truyền đệ tử, họ vẫn còn không chịu thua. Còn nói, thu làm đệ tử chỉ là thân phận biến hóa, không có nghĩa là thực lực mạnh. Năm đó La Phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ, họ vẫn không quan tâm. Cho rằng nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ cũng chẳng là gì cả, bây giờ rốt cục cũng đã chịu thua rồi cấp giới chủ nguyên thủy thông thiên sơn đại biểu cho thiên tài mạnh nhất nó đại biểu cho cảm ngộ quy luật cách việc trở thành vũ trụ tôn giả chỉ một bước nhưng quân mặc dù bây giờ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh nhưng vẫn chậm hơn tốc độ tiến bộ của la phong thiên thực cung chủ vui vẻ thoải mái vô cùng năm đó trong tầng cao nhất toàn nhân loại gồm công ty vũ trụ giả định vũ trường cự phủ ngân hàng đệ nhất vũ trụ có một bộ phận những tồn tại đỉnh cao từng thảo luận về la phong nhưng quân họ có nhãn lực như thế nào chứ tuy nói bá lan thiên phú thoạt nhìn trên cả la phong nhung quân nhưng thiếu hụt về tính cách nhất định thành tựu của hắn rất khó vượt qua trừ phi tính cách thay đổi đền bù cho chỗ thiếu hụt kia còn nhung quân và la phong lại khác hẳn la phong rất đáng sợ thấy rõ bản tâm ý chí vô cùng kiên định thiên tài như vậy cho dù tiến bộ không nhanh nhưng một mạch phát triển cuối cùng cũng sẽ trở thành một siêu cường giả về phần nhung quân hắn còn đặc thù hơn các tồn tại đỉnh cao toàn nhân loại vì thế cãi nhau thậm chí còn đặt cược. Tham dự đặt cược lần này, hoặc là nhân vật vũ trụ bá chủ cỡ như thiên thực cung chủ, hoặc là những người ở tầng vũ trụ chi chủ. Tiền đặt cược tự nhiên lớn kinh người. Năm đó La Phong từ huyết lạc thế giới trở về, đã qua thiên thực cung. Thiên thực cung chủ không kìm được đã chỉ điểm cho La Phong một chút. Theo hỗn độn thành chủ, thiên thực cung chủ và mấy lãnh đạo khác, một nhân vật trong nhân loại mà có được loại tiến bộ này quả là đáng cảm thán. Lại cược thua, nhưng quân cuối cùng vẫn không thể so với một thiên tài vừa xuất hiện. Nhung quân này quả làm ta phải thất vọng. Không trách được Nhung quân, chỉ là La Phong tiến bộ quá nhanh. Sớm biết rằng hắn tương lai có thành tựu như vậy, nhưng không ngờ tốc độ tiến bộ của đã lại nhanh như vậy. Nếu cho hắn thêm 10 vạn trăm vạn năm, việc Nhung quân trở thành phong vương đỉnh cao là việc không ai bàn cãi. Hắn cũng rất có thể trở thành vũ trụ tôn giả nhiều nhân vật đều cảm thán. Còn tin tức về việc La Phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ cũng nhanh chóng được truyền ra, làm vô số cường giả phải thán phục, làm những người từng âm thầm bất bình cũng không biết nói gì. Có thể không phục sao? Đối phương đã chinh phục cột mốc mạnh nhất trong các thiên tài nhân loại nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ. Mỗi thiên tài như vậy khi bước vào bất hủ đều phải là phong vương cực hạn, thậm chí có thể là phong vương vô địch. Tương lai rất có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Vũ Tương Sơn trong vũ trụ giả định, trong một phòng riêng của Tửu Lâu, Bá Lan mặc một thân chiến bào trắng như tuyết, cùng nhung quân lực lưỡng cao lớn, sóng vai đi vào một phòng riêng trong phòng riêng ngoại trừ người phục vụ cũng chỉ có một người ô tạp ha ha các ngươi tới rồi ngồi xuống ngồi xuống ô tạp cười nói nhung quân bá lan đều ngồi xuống người lui ra trước đi ô tạp phân phó cho người phục vụ dạ người phục vụ cung kính nói rồi lập tức ra ngoài cũng tiện đóng luôn cửa phòng riêng bên trong phòng riêng chỉ còn lại có ô tạp nhung quân bá lan các ngươi đều biết tin rồi chứ ô tạp rót rượu ra rồi hỏi ừ bá lan khẽ gật đầu vốn tưởng rằng khoảng cách đang kéo gần hơn không ngờ khoảng cách lại càng lớn hơn nữa nhung quân âm vực rất trầm gần vạn năm qua làm khí chất hoang dã của nhung quân đã biến mất bây giờ luồng khí thức bá đạo của hắn hoàn toàn phát ra từ đáy lòng bá đạo là một loại khí khái duy ngã độc tôn nhưng loại không làm người ta cảm thấy ghét bỏ ô tạp cảm thán nói năm đó ba huynh đệ ở thái sơ chúng ta ngươi ta và la phong La Phong là người đầu tiên vào nguyên thủy bí cảnh, nhưng quân người cũng thế, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Năm đó trong những thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ, người có thể được xếp đầu. Với thân phận đứng đầu mà phát triển thành giới chủ, cũng trở thành một thành viên giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Bá Lan, Nhung Quân, đều là giới chủ của nguyên thủy bí cảnh. Bá Lan sau khi tỉnh lại từ U Mê, dần dần phát sinh thay đổi, bắt đầu chính thức hiển lộ năng lực thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện của hắn, rồi bắt đầu đột nhiên tiến bộ cực mạnh. Bây giờ, hắn đã trở thành giới chủ về phần nhung quân lúc đầu tốc độ tiến bộ cũng không nhanh cũng không rõ lắm nhưng càng về sau tốc độ tiến bộ càng nhanh sau này thậm chí tốc độ tiến bộ của hắn còn nhanh bá lan hơn nữa loại tiến bộ này vẫn còn tăng vọt làm người ta phải lặng người lúc đó la phong đã trở thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ chỉ là luôn không có chút thành tựu nào xuất hiện lúc đó đã có người nói trong đợt thiên tài chiến đó người ưu tú nhất hẳn phải là nhung quân Tuy nói hai người bọn họ đều là giới chủ nguyên thủy bí cảnh, nhưng nếu các giới chủ tiến hành tư cách chiến, Bá Lan là người mới vào nguyên thủy giới chủ, e rằng sẽ bị đào thải xuống Thái sơ bí cảnh. Nhưng Nhung Quân cho dù bây giờ có trải qua tư cách chiến giới chủ, cũng tuyệt đối có tư cách vẫn ở lại nguyên thủy bí cảnh. Quá nhanh, tiến bộ quá nhanh. Nhung Quân lắc đầu cảm thán. Tám ngàn năm qua, ta nghĩ rằng vì cảm ngộ quy luật càng về sau càng khó, mà La Phong lại khởi điểm rất cao, khẳng định tiến bộ khá nhỏ. Ai ngờ? muốn vượt qua hắn chỉ có một con đường bá lan cất giọng lạnh giá ô tạp nhung quân nhất thời nhìn về phía bá lan bá lan lạnh lùng nói trở thành vũ trụ tôn giả nếu không ta vẫn luôn bị la phong đè đầu không thành vũ trụ tôn giả căn bản không thể vượt qua la phong bá lan gật đầu chúng ta cùng cố gắng nào ô tạp cười nâng chén mục tiêu của ta là trở thành bất hủ cấp phong vương mục tiêu của hai người các ngươi là trở thành vũ trụ tôn giả cùng nhau cố gắng cố gắng, cố gắng. Nhung Quân, Bá Lan đều nâng chén, ba người chạm cốc. Trong lúc ba người trò chuyện, đột nhiên lại có tin tức truyền đến. "Hả?" Ba người đều nhìn tin nhắn của mình. Vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 rồi. Ba người Ô Tạp, Bá Lan, Nhung Quân nhìn nhau, rồi lập tức cảm thán đúng thật. La Phong vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn chứng tỏ rõ kỹ năng vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 20, nhưng khi thật sự nhận được tin, vẫn làm họ phải cảm thán, bởi vì Tầng 20 chỉ còn cách tầng 21 có một bước, vượt qua bước này sẽ là vũ trụ tôn giả rồi. Vị diện thông thiên kiều trong bóng đêm vô tận, chỉ có một mặt cầu uốn lượn không ngừng kéo dài về phía khoảng trống đen ngòm trước mặt. La Phong đang bay trên mặt cầu, theo mặt cầu mà không ngừng phi hành. Một rồi, hắn đã vượt qua tầng thứ 20, bây giờ đang bay xuống điểm cuối cùng của tầng 21 thông thiên kiều. Người thủ quan tầng thứ 21, đại biểu cho cảm ngộ quy luật của vũ trụ tôn giả ta à, cũng muốn xem lực thế giới của cấp giới chủ đấu với cảm ngộ quy luật của vũ trụ tôn giả sẽ như thế nào. Trong mắt La Phong đầy ý chí chiến đấu. Chương 905 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm tối vô tận, một khoảng yên tĩnh. Mặt cầu không ngừng kéo dài sâu vào tăm tối. La Phong như một núi lửa đóng băng, tuy cực độ tỉnh táo, nhưng dưới lớp băng kia lại là dòng dung nham sôi trào. Người thủ quan tầng thứ 21. Quy luật không gian đầy đủ, La Phong thầm nhủ. Cường giả phong vương đỉnh cao, cường giả phong vương cực hạn và phong vương tồn tại vô địch đều chỉ là tầng thứ 20. Tư chất thiên phú nhận thức của họ có lẽ tranh lệch không ít, về mặt tài nguyên bảo vật vân vân, có lẽ tranh lệch nhiều hơn, nhưng có một điểm nhưng nhau chưa thể vượt qua một bước cuối cùng này. Vì sao? Chính là vì một bước cuối cùng quá khó. Trần Diễn Vương, bằng vào nhiều thủ đoạn có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng cũng không bước qua nổi chỗ này. Một bước, đó là chính thức lên trời cường giả phong vương lợi hại tới mấy cũng chỉ có thể xem như cường giả trong vũ trụ. Còn vũ trụ tôn giả mới là siêu tồn tại tung hoành vũ trụ. Còn đám người nhất lưu như thiên thực cung chủ, Hilada, lại là những bá chủ trong vũ trụ. Về phần hỗn độn thành chủ, đã có thể nói là những nhân vật đỉnh cao nhất trong vũ trụ rồi. Tầng thứ 20 và tầng thứ 21 nhìn như cách nhau có một bước, nhưng bước này trên thực tế khác biệt thậm chí không thua gì tổng số từ tầng 1 tới tầng 20 tốc độ la phong trượt giảm, phía trước là điểm cuối của tầng 21 thông thiên kiều. Điểm cuối đang có một tinh thể đường kính hai thước, không gian xung quanh hoàn toàn vạn vẹo vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian xoay vòng chung quanh. Sông lên thông thiên kiều cứ ba tầng sẽ có một hoàn cảnh. Từ tầng 19 tới tầng 21 đều là hoàn cảnh hắc động. Lúc trước đều bay ngoài hắc động, bây giờ cuối cùng nhìn thấy hắc động thật sự. La Phong nhìn vào quả cầu nhìn như chỉ hai thước, bởi vì chỉ là hoàn cảnh, do đó không cảm giác được trọng lực của hắc động chút nào, cũng không bị hắc động hút mất ánh sáng. Thiên thể hắc động chính thức, chỉ dựa vào mắt là nhìn không thấy được. Thời còn trên địa cầu, định nghĩa về hắc động vẫn còn nhiều tranh chấp. Nhưng trong vũ trụ đã biết rõ rồi. Đó là một thiên thể bị nén tới một mật độ siêu cao cực hạn, mật độ còn lớn hơn sao neuron nhiều, nó là do một vài siêu hàng tinh trong vũ trụ diễn biến mà thành nó hút tất cả thiên thể như phi thuyền hành tinh thiên thạch hàng tinh đến gần nó từ đó không ngừng làm nó mạnh hơn hắc động cũng chia ra uy lực mạnh yếu hắc động càng mạnh ảnh hưởng khu vực cũng càng lớn cho dù hắc động cấp thấp cũng phải có thực lực vũ trụ tôn giả mới dám đứng ở hạch tâm hắc động nếu gặp một vài hắc động siêu mạnh ngay cả các vũ trụ tôn giả phần lớn cũng phải né tránh chọn đối thủ của ngươi vũ giả trưởng khống giả nguyễn thuật sư chọn ai, chỉ cần đánh bại người đó là thông qua tầng này, trở thành vũ trụ tôn giả. Thanh âm trầm thấp từ thiên thể hắc động truyền ra. Trưởng khống giả. La Phong cầm thần thú binh, nói thẳng. Vù, bầu trời hắc động đột nhiên trôi ra hàng loạt những điểm đen sau đó ngưng tụ thành một nhân ảnh nhân loại, toàn thân khải giáp màu đen, mặt nạ màu đen. Nhân loại đó vác một thanh cự kiếm. Tuy nhìn như cự kiếm, nhưng trên thực tế nó lại là những mảnh vỡ dày đặc tổ hợp thành, hiển nhiên thuộc loại binh khí niệm lực tổ hợp, La Phong điện hạ, có thể gặp một vị cấp giới chủ tới khiêu chiến, quả là vinh hạnh của ta. Người thủ quan đứng lơ lửng trên thiên thể hắc động, có thể giao chiến với người thủ quan tầng 21 cũng là vinh hạnh của ta. La Phong mỉm cười, ta phải nói không hiểu thấu cả quy luật không gian, sẽ không thể vượt qua cửa của ta đâu. Người thủ quan có vẻ rất thanh nhã, nhưng ta sẽ cho điện hạ cảm thụ được đầy đủ uy lực của quy luật không gian vượt qua mấy cửa trước chắc điện hạ cũng đã biết vì điện hạ sử dụng thần thú binh mà ta lại không có cách nào dùng thần thú binh được ta biết la phong gật đầu theo lý thuyết lựa chọn trưởng khống giả nên sử dụng binh khí nhiệm lực giống với mình diễn thần binh năm đó vẫn xem như một loại binh khí thuộc quy luật không gian chỉ hơi pha chút quy luật kim thôi chỉ là sử dụng quy luật hỗn hợp nhưng quy luật lại không dung hợp với nhau nhưng thần thú binh lại là binh khí quy luật dung hợp nó không phải là quy luật không gian cũng không tính là quy luật kim nhưng nó cao hơn không gian kim một tầng điện hạ xin cứ ra tay nếu ta ra tay điện hạ sẽ không cơ hội nữa người thủ quan mỉm cười nho nhã lễ độ vậy tiếp ta một chiêu la phong cũng không nói mạnh miệng ầm ừ. thuẫn bài thần thú binh trong tay lập tức thoát ly bắn ra một loạt những mảnh vỡ những hoa văn quy luật trên mảnh vỡ bắn ra ngàn vạn sợi tơ nhanh chóng sâu chuỗi với nhau đôi mắt la phong nhìn chằm chằm vào đối thủ còn ý thức và ý chí cường đại dẫn dắt lực thế giới khu động những mảnh vỡ ấy, lập tức xuất hiện một con thần thú dài vài trăm thước. Giống, thần thú hóa thành một luồng hào quang, gầm lên sông thẳng vào người thủ quan, không gian xung quanh cũng vặn vẹo xé nát. Phong, người thủ quan chỉ về phía con thần thú đang gầm lên. Một sức mạnh cường đại vô hình trói buộc trong nháy mắt phủ xuống. Thần thú vốn đang nhằm phía người thủ quan, bây giờ chợt khựng lại giữa không trung, thậm chí đến cả La Phong đứng đàng xa cũng trong nháy mắt bị đông cứng, hoàn toàn bị phong ấn phong ấn trói buộc đó rất mạnh, đến cả thần thú cũng có thể dễ dàng chấn áp. La Phong vừa bị phong ấn, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Quy luật không gian đầy đủ có uy lực vượt quá tưởng tượng của ngươi à? Người thủ quan có vẻ rất thanh nhã. Điện hạ có thể xông tới cửa này cũng đủ để tự hào. Nhưng quy luật không gian đầy đủ không phải là thứ mà điện hạ có khả năng. Ủa cái gì? Người thủ quan giật mình nhìn La Phong. Lúc này trong mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng, trên mặt gân xanh nổi lên méo sạch đi, tựa như tiến vào trạng thái cực hạn khi năm đó tiếp thu sinh tử truyền thừa lúc trước kể cả khi sông lên nguyên thủy thông thiên sơn la phong cũng vẻn vẹn chỉ cho trấn phúc nghiệm lực bộc phát mà thôi ý chí cường đại của hắn cũng không bị buộc đến cực hạn lúc này hắn đã bộc phát ý thức và ý chí hoàn toàn tăng vọt đến cực hạn tựa như trạng thái cực hạn sinh tử truyền thừa nhất tuyến tiên ảnh phá cho ta La Phong khản giọng quát ý chí là tướng soái, thống lĩnh lực thế giới, đồng thời qua những năm tháng dài đằng đẵng mài dũa ý cảnh thần thú, chuyên khống chế điều khiển con thần thú. Lúc này ảo ảnh thần thú tự hồ trở nên gần giống như thần thú. Thần thú gầm gừ, cái đuôi cũng ra sức quật mạnh. Rắc rắc rắc, không gian rung động. Cái đuôi thần thú mặc dù chậm, nhưng liên tục động đậy. Chỉ nghe những thanh âm ầm ầm vang lên vốn không gian bị hoàn toàn phong ấn, bây giờ đã được phá vỡ. Giết. Lúc trước người thủ quan còn thanh nhã, bây giờ trong mắt hắn lóe ra tia nhìn sắc bén cũng không còn thanh nhã nữa thanh cự kiếm trên lưng hóa thành vô số kim quang bay ra giữa không trung ngưng tụ thành một kiếm đao khổng lồ một lưỡi kiếm bổ thẳng về phía la phong không gian chỗ nó lướt qua đều vỡ thành một vết nứt khổng lồ la phong vội khống chế thần thú ngăn cản xoẹt 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 tuy tốc độ chậm đi một chút nhưng lưỡi kiếm vẫn lướt qua thần thú làm thần thú tan vỡ rồi tốc độ lại tăng vọt làm la phong không kịp chạy trốn lưỡi kiếm chém tới, cắt nát mệnh hạch trong cơ thể La Phong. La Phong ngã xuống. Thất bại. Nhìn thấy La Phong biến mất, ánh mắt sắc bén của người thủ quan Thu Liễm lại, nói khẽ, ý chí đáng sợ thật, mạnh tới như vậy, bước ta phải thi triển ra sát chiêu. Cho dù những người xông qua tầng thứ 21 thành công, trở thành vũ trụ tôn giả, nhưng khi họ trở thành vũ trụ tôn giả thì cũng rất ít người có được ý thức mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa hắn còn chỉ là một giới trụ. Vị diện Thông Thiên Kiều ở đảo Trung ương, trước mặt giám thủ giả ba phân lơ lửng một màn hình, trên màn hình chính là cảnh La Phong và người thủ quan giao chiến ở tầng thứ 21. Vốn hắn còn đang cười tủm tỉm muốn xem La Phong bị đùa dỡn. Xem một thiên tài tuyệt thế bị đùa dỡn cũng rất thú vị. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biến sắc. Phong lại bị phá ư. Bức bách người thủ quan phải thi triển chiêu sát. Giám thủ giả ba phân há miệng, sửng sốt hồi lâu, tất cả người thủ quan quy luật không gian có lẽ sẽ sử dụng binh khí và thủ đoạn khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là có ba chiêu tăng dần là phong sát thuấn. Lần lượt đại biểu cho phong tỏa rào sát, thuấn di, uy lực rất lớn. Trong đó sát là cùng có tính công kích mạnh nhất trong ba chiêu này. Còn phong bình thường chỉ để đối phó với người yếu, phong ấn bắt lại. Chỉ khi gặp phải đối thủ khó đối phó, mới có thể bức bách dùng tới chiêu sát. Gặp phải đối thủ ngang nhau, mới có thể bức bách tới mức cùng sử dụng cả ba chiêu thuấn sát phong hỗn độn thành phủ đệ chân diễn vương trong đình viện chân diễn vương đang lặng lẽ ngồi chờ la phong nhắm mắt ngồi đối diện hắn bây giờ rốt cục cũng mở mắt ha ha la phong chúc mừng ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 20. mươi chân diễn vương ôm bình tử hỏa viên tử còn tưởng rằng ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn là lập tức đình chỉ không ngờ còn tiếp tục xông lên thông thiên kiều thử qua sự lợi hại của người thủ quan tầng thứ 21 nữa ừm rất mạnh chiêu phong đó mạnh bất thường La Phong trịnh trọng gật đầu. Vẻn vẹn chỉ một chiêu phong, nếu ý chí của mình kém một chút, hoặc không có chấn phúc niệm lực 32 lần, thì căn bản không phá được chiêu này. Bởi vậy có thể thấy tầng thứ 21 khó gấp trăm ngàn lần tầng 20. Đương nhiên mạnh rồi. Trần Diễn Vương cười nói, chúng ta là người tu luyện quy luật không gian được chia làm ba loại lớn là thuấn di rào sát phong tỏa. Vì tu luyện rất khó cho nên mới phân loại ra mà từ từ tu luyện. Nhưng dù sao, ba cái là từ một quy luật không gian hoàn chỉnh tách ra, một khi liên hợp mới có uy lực đầy đủ, sẽ thấy được uy lực biến hóa nghiên trời lệch đất, quy luật không gian đầy đủ mà thi triển phong mới chính thức là phong ấn. Vũ trụ tôn giả có thể dễ dàng phong ấn những thần linh bất hủ. Tóm lại, nếu chỉ hiểu được một chủng loại thì thua trăm ngàn lần một quy luật không gian đầy đủ. Tựa như thần thể, bất hủ cấp phong vương nhân loại chúng ta từ việc cảm ngộ quy luật, có khả năng ngưng tụ thành thần thể ổn định cường đại, cũng chỉ gấp 10 vạn lần lực giới chủ chỉ khi nào trở thành vũ trụ tôn giả, bằng vào quy luật không gian đầy đủ, có khả năng ngưng tụ thành thần mạng, sẽ vượt xa thần thể của chúng ta. Chỉ cần thần thể cũng thua rất xa, huống chi còn cảm ngộ quy luật, linh hồn chấn phúc, gen sinh mạng đều tăng lên. Thần thể chấn phúc, trọng bảo, bí pháp, đương nhiên mạnh hơn phong vương chúng ta, nên tổng thể tranh lệch rất lớn. Đương nhiên có một vài nhân vật đặc thù như thất kiếm vương, ta có khi nhờ trọng bảo mà có thể vượt qua vũ trụ tôn giả bình thường hoặc tự nghĩ ra bí pháp mạnh hơn hơn nữa gặp kỳ ngộ đặc thù do đó ta mới có tư cách xem như phong vương vô địch có thể toàn mạng thoát khỏi tay vũ trụ tôn giả nhưng cũng chỉ là chạy thoát thôi la phong gật đầu cảm ngộ quy luật tầng 20 vẫn chỉ là quy luật vụn vặt quy luật không gian đầy đủ uy năng quả là rất lớn đừng phiền não về việc này ngắn ngủn vạn năm mà đã có thể sánh ngang với uy danh của thất kiếm vương tiếp cận với vi sư người lợi hại thật ngươi ra ngoài mà nghe bây giờ cả hỗn độn thành e rằng khắp nơi đều đang thảo luận về ngươi đó trần diễn vương cười nói bây giờ mặc kệ bên ngoài thảo luận về ngươi như thế nào ngươi trước hết bồi sư phụ uống rượu đây là rượu mừng công ngươi ai tới ta cũng mặc kệ ta sẽ ở đây bồi sư phụ uống rượu nhưng cho ta uống nhiều một chút nhé la phong liền nói trần diễn vương trừng mắt ôm tử hỏa viên tử một ly đã say còn đòi uống nhiều phải uống chậm một chút phẩm từng chút một chứ hiểu hiểu La Phong nhếch mép cười. Lúc này, tham vọng cường giả, cảm ngộ quy luật, sáng tạo bí pháp, tất cả đều không còn nghĩ nữa. Buông lỏng cả thể xác và tinh thần, uống rượu say khướt mới là thứ mà La Phong bây giờ muốn làm. Chương 906 La Phong nằm trên giường mở mắt ra, rồi lập tức ngồi dậy, lắc lắc đầu rồi nở nụ cười, cảm giác say đích xác rất tuyệt vời. Thỉnh thoảng cảm thụ một phen cũng là một hưởng thụ khó gặp. Lập tức La Phong đẩy cửa ra đây là một đình viên trong phủ đệ của chân diễn vương vì lúc trước cùng sư phụ uống rượu thưởng thức rất chậm nhưng mới uống một ly đã say mềm không khí nhẹ nhàng gió thổi phẳng phất la phong ngẩng đầu nhìn những vận chuyển của hoa văn quy luật trên bầu trời thanh tỉnh thanh tỉnh trước nay chưa từng có tất cả những phiền não sầu lo tất cả đều dường như đã biến mất mặc dù thường xuyên say rượu quên đi ưu sầu sẽ làm tiêu mà ý chí nhưng đối với cường giả thì việc thỉnh thoảng hơi say lại là một loại hưởng thụ la phong cười đi ra khỏi đình viện lang thang trong phủ đệ chân diễn vương gặp vài đệ tử ký danh hoặc thân truyền đệ tử của chân diễn vương, cũng cười chào hỏi. Đồng thời La Phong cũng chia chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định, bắt đầu làm chính sự. Vũ trụ giả định vũ tương sơn, trong trang viện của La Phong. Trước khi tới băng ngục tinh, ta phải chuẩn bị cho kỹ. La Phong ngồi trước bàn viết, lặng lẽ suy tư. Cử kiếp bí điển cộng có 5 phần, La Phong đã tìm được 2 phần. 3 phần còn lại ở 3 chỗ nguy hiểm khác nhau. Dựa theo chỉ dẫn, khi còn là cấp giới chủ, cũng nên đi lấy phần đầu tiên. Còn phần đầu tiên, chính là ở một khu vực bí cảnh vũ trụ xa xôi hoang vu, một bí cảnh vũ trụ trong băng ngục tinh. Tọa Sơn Khách chỉ đơn giản đưa cho La Phong một tin tức, thì La Phong cũng biết đi băng ngục tinh nguy hiểm như thế nào. Cũng khó trách. Đây là khảo nghiệm của Tọa Sơn Khách đối với đệ tử của hắn. Tọa Sơn Khách cũng hiểu rõ những át chủ bài của thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, nên khi thiết định khảo nghiệm sẽ ép La Phong đến cực hạn, không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao có thể xông loạn chứ. Lần này đi chiến trường ngoài tinh vực, săn giết trong tinh thần tháp một tháng, chiến đấu 46 tràng. Cộng lại kiếm được các bảo vật giá trị ước 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Đồng thời còn có phân giải tháp, tơ võng băng hồn, chuông tím. La Phong thầm nghĩ trong ba bảo vật thì phân giải tháp giá trị xem như khá thấp, còn hai món kia đều rất quý, ít nhất vượt xa 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc đối với bất hủ cấp phong vương là rất trọng yếu. Còn đối với vũ trụ tôn giả, lại thường lấy vật đổi vật nhiều hơn. Những bảo vật có thể sử dụng tiền bạc để mua lại rất ít hữu dụng với họ nhu cầu của họ cơ hồ đều là những bảo vật hiếm thấy trong vũ trụ. Ba bảo vật này không thể bán, muốn mua cũng rất khó mua. Bảo vật giá trị 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên, cộng cả điểm tích lũy quân công đổi được trên 3.000 ức, còn có lần này sông lên nguyên thủy thông thiên sơn được thêm 1.000 ức điểm tích lũy. Nên sử dụng ra sao? La Phong suy tư. Không hề nghi ngờ gì, đầu tiên phải cường hóa thực lực tự thân. Thứ hai là lưu lại cho gia tộc vài át chủ bài. Thứ ba là tăng thực lực cho tiểu đội cường giả của mình dưới trướng mình có tới 13 cường giả. Không phải phong vương cực hạn cũng là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Bất kỳ ai cũng có rất nhiều phương diện cần phát triển. tỷ như cho mỗi người được phân phối một sinh mạng thực vật phong vương đỉnh cao. Hiển nhiên việc này La Phong không kham nổi. Trên hai vạn ức đơn vị hỗn nguyên nhìn như rất nhiều, nhưng lại chẳng mua nổi một trọng bảo chính thức. Trong khi La Phong suy tư, ba ba tháp trên vai vội hô, La Phong có tin nhắn. Là tin nhắn của hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ sư phụ, La Phong kinh ngạc, vội điểm vào hư không, lập tức sinh ra một màn hình. Trên màn hình hiển thị đầu đề tin nhắn La Phong một lần nữa điểm vào đó, lập tức mở ra nội dung tin nhắn. Nội dung khá là dài, ý là chủ yếu bí mật ngươi là Đao Hà Vương không được bộc lộ ra. Năm đó 108 nhà quản lý bên trong Hồng Minh Thành mặc dù tiến hành thương nghị mời ngươi gia nhập vào Hồng Minh, nhưng họ không có tư cách thấy video của ngươi, do đó cũng không ai biết ngươi chính là Đao Hà Vương. Mặc dù sau đó ngươi dùng thân phận Đao Hà Vương tiến vào Hồng Minh, nhưng cũng không thể nói rằng ngươi chính là Đao Hà Vương, vì Hồng Minh có một cái lệ, phàm là cường giả Phong Vương sẽ được mời gia nhập luôn, không cần thông qua các nhà quản lý tiến hành thương nghị. Chỉ có vài người hơi đặc thù muốn gia nhập mới cần tiến hành thương nghị. Cho dù kia 108 nhà quản lý e rằng cũng nghĩ rằng Đao Hà Vương là một bất hủ cấp Phong Vương nào đó đã được mời gia nhập vào trực tiếp mà không thông qua họ. Thân phận thành viên trong Hồng Minh là một bí mật, 108 nhà quản lý cũng không được biết hết. Đặc biệt thân phận những cường giả trong nhân loại ta lại càng tuyệt mật. Những điện chủ ngoại tộc khác trong Hồng Minh cũng không thể tìm được những tư liệu bí mật nhất, chỉ những điện chủ nhân loại ta mới có thể thấy thôi. Lần này, ngươi vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ, trực tiếp có thể vào Hồng Minh. Ta sẽ an bài cho ngươi một khu đặc thù trong Hồng Minh. Mỗi lần tiến vào Hồng Minh, ngươi đều có cơ hội lựa chọn, ngươi có thể hóa thành Đao Hà Vương xuất hiện ở tiểu khu lúc trước, cũng có thể lấy thân phận La Phong xuất hiện ở tiểu khu mới. Về những tin tức liên quan tới La Phong, đều được xếp ở mức quyền hạn cực cao, cũng đã có rất nhiều thủ đoạn được an bài. Chỉ cần ngươi không lầm lẫn khi vào Hồng Minh, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì. Phải nhớ kỹ, tạm thời không thể bộc lộ ngươi là Đao Hà Vương. Nội dung tin nhắn kỳ thật tương đối dài, trong đó có những đoạn nhắc lại rất cẩn thận. Hiển nhiên La Phong với thân phận Đao Hà Vương làm ra một loạt các chiến tích cũng làm hỗn độn thành chủ khiếp sợ. Khi còn là giới chủ mà có thể làm tới như vậy, một khi công khai bị ngoại tộc biết được, nói không có kỳ ngộ đặc thù gì, các cường giả ngoại tộc khẳng định sẽ không tin, đến cả Hỗn Độn Thành chủ cũng không tin. Nhất định tương lai sẽ thành cường giả của nhân loại. Ngoại tộc khẳng định sẽ nguyện ý bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát La Phong. Vậy thì phiền to rồi. Ta sau này sẽ có hai thân phận, một là Đao Hà Vương, một là La Phong. La Phong nhìn tin nhắn mà cười, ngươi nên tự hào hỗn độn thành chủ tự mình an bài cho ngươi, bên trong hồng minh lại có tới hai thân phận. Ba ba tháp cỡ bằng nắm đấm ngồi trên vai nói, dù sao thân phận đao hà vương của ngươi cũng hơi dọa người. Chiến lực chân thật đã trên rất nhiều cường giả phong vương cực hạn. Tới gần mức thất kiếm vương, mệnh vẫn vương rồi. Năm đó ta đi theo lão chủ nhân lăng bạt vũ trụ, gặp cường giả bực này đều phải ngưỡng thị, không dám đắc tội chút nào. La Phong giật mình. Hô Diên Bác, trong đầu La Phong không khỏi nhớ tới việc Hồ Diên Bác năm đó bị một cường giả miễn cưỡng phong vương đánh chết. Mình luôn luôn vẫn nhớ tới việc tương lai sẽ phải báo thù cho Hồ Diên Bác, báo đáp lại cái ơn Hồ Diên Bác truyền thừa. Dù sao nếu không có Hồ Diên Bác lúc trước trợ giúp mình, mình có lẽ vẫn có thể trở thành một siêu cường giả trong vũ trụ, nhưng e rằng phải theo con đường khác hẳn. Ba ba tháp, năm đó ai giết chết chủ nhân vẫn mặc tinh thế. La Phong hỏi nói, năm đó ngươi không chịu nói, bây giờ có thể nói rồi chứ. La Phong, người báo thù cho lão chủ nhân à? Ba ba tháp có vẻ rất hưng phấn. Ừm. La Phong gật đầu. Ta chuẩn bị mua nhiều bảo vật trong hỗn độn thành, sau đó chuẩn bị về gia tộc một chuyến, an bài mọi việc trong gia tộc xong, sẽ đi băng ngục tinh. Trên đường tiện giải quyết luôn cửu nhân của hô diên bác sư phụ. Ha ha, người bây giờ mà đi, khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Ba ba tháp vội nói, năm đó hung thủ là một phong vương sơ cấp sở trường linh hồn, tên là Sa La Phổ, phong hào là ma thủ vương ta cũng không rõ lắm về thực lực bây giờ của hắn phỏng chừng cũng mới mấy vạn năm nên thực lực hẳn là không tiến bộ gì nhiều lắm đâu ma thủ vương sa la phổ la phong lặng lẽ nhắc lại hắn thật sự chưa nghe tên này bao giờ làm từng việc một ta trước hết đi tới hồng minh thành rồi giải quyết xong việc mua bán bảo vật sẽ trở lại nghiên cứu về ma thủ vương la phong mặc dù không quan tâm tới một phong vương sơ cấp nhưng cũng phải điều tra nghiêm túc một chút về tin tức người này không để vấp ngã lại để đối phương chạy thoát vũ trụ giả định, vị diện Hồng Minh, trong Hồng Minh Thành. Ngoài thành Hồng Minh Thành có những tiểu khu cỡ lớn, mỗi tiểu khu nhiều nhất là có một vạn người cư trú. Tuy nói trên danh nghĩa tuyệt đối công bình, nhưng chỉ cần có chia ra quyền hạn thì không còn công bình tuyệt đối nữa. Trong một tiểu khu có một vài nhân vật như Trân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương, thì tiểu khu đó nhất thời giá trị tăng gấp bội. Dù sao có thể ở gần gũi các nhân vật cường đại tự nhiên sẽ dễ dàng có giao tình hơn. Đây là tiểu khu mới của ta, La Phong đi ra khỏi tiểu lâu hai tầng, nhìn ra ngoài. La Phong. Xin chào, La Phong điện hạ. Xa xa truyền đến vài tiếng chào. La Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy một nhân loại và một ngoại tộc sóng vai đi tới. Nhân loại đó có tóc ngắn, tóc lam, đôi mắt cũng màu lam, mặc chiến bò bình thường. Trên đó có những hoa văn kỳ bí cũng làm cho người ta có cảm giác hơi ẩn hiện màu xanh lam, nụ cười của hắn làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Ngươi là... Mộng Toại Vương. La Phong cả kinh một siêu nhân vật trong tộc nhân loại, La Phong từng tra được tư liệu, mặc dù tư liệu trên mạng cũng không nhiều, nhưng cũng có tranh ảnh, video. Sư phụ người Trần diễn vương năm đó cũng ở tiểu khu này. Bây giờ đã vào trong thành rồi. Mộng Toại Vương mỉm cười nói. La Phong Điện Hạ, đây là một trong top 3 trong các tiểu khu ở Hồng Minh Thành. Rất nhiều phong vương cực mạnh của nhân loại đều ở đây. Ngoại tộc bên cạnh nói xen vào. Mộng Toại Vương giới thiệu, vị này là nam thích vương của Đà Mã Tộc, là phong vương ưu tú nhất trong lớp người trẻ tuổi của Đà Mã Tộc. Nam Thích Vương vẻ mặt thật Thảo Phúc Hậu nói, quá lời. Trước mặt La Phong Điện Hạ mà khen ta như vậy, ta cũng cảm thấy xấu hổ. La Phong nhìn kỹ lại Nam Thích Vương. Hắn đương nhiên nghe nói qua về Nam Thích Vương. Nam Thích Vương và Mộng Toại Vương mặc dù không phải cùng một tộc quần, nhưng lại có cảm tình rất tốt, như huynh đệ sinh tử, thường xuyên cùng nhau hành động. Mộng Toại Vương làm người thuần pháp, rất ít khi ép người, muốn làm Mộng Toại Vương tức giận cũng không phải việc dễ dàng. Còn Nam Thích Vương lại khác hẳn nhìn hắn có vẻ như thật thảo phúc hậu thuần phát, trên thực tế hắn rất hung tàn, còn hung hăng gấp trăm ngàn lần so với mệnh vẫn vương, huyền mộ vương mà La Phong biết. Uy danh của Nam Thích Vương thuần túy là dựa vào giết chóc mà có. Điên cuồng hiếu sát kiểu đó, lại trông thật thảo phúc hậu như vậy. La Phong thầm nói, quả nhiên không thể nhìn từ bề ngoài mà phán đoán. Mộng Toại Vương và Nam Thích Vương một người thân thiện, một người hung tàn, nhưng lại có thể thành hảo hữu sinh tử, thật là thú vị. Tiểu khu này xem ra rất nhiều cường giả. La Phong thầm nhủ, trong tiểu khu này, La Phong đi dạo bách bộ chất lượng các cường giả trong tiểu khu này đích xác trên nơi mà thân phận đao Hà Vương cư trú. Tiểu khu này tổng cộng có trên, sau đó La Phong mới sung sướng ly khai hỗn độn thành. Hệ mặt trời, đang có một tòa thần điện sừng sững chấn giữ. Đó là nơi chuyên môn chấn giữ cho địa cầu. Tòa thần điện này có kích cỡ cỡ vượt xa địa cầu. Tầng thứ nhất thần điện, có một thông đạo truyền tống cố định, nối với đại bản doanh công ty vũ trụ giả định, cũng nối với đại bản doanh của vũ trường cự phủ ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hào vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ. Rào. Một thông đạo truyền tống nổi lên hào quang lất phất. Có người tới rồi. Công ty vũ trụ giả định tới. Vài chục vài giới chủ trực ở cạnh truyền tống thông đạo đều cung kính. Có thể thông qua thông đạo tới đây, nếu không phải là thực lực rất mạnh cũng là địa vị cực cao. Vài chục giới chủ họ cũng đều tò mò. Chỉ thấy một thanh niên giáp đen một mình từ trong đi ra. Là La Phong Điện Hạ. Vài chục giới chủ lập tức nhận ra, Thần điện chuyên canh gác địa cầu, mà quyền lực một nửa trong tay La Phong, họ làm sao mà không nhận ra? Điện hạ, vài chục giới chủ cung kính hành lễ. Ừm, La Phong gật đầu, đưa mắt nhìn đám giới chủ. Chấn giữ hệ mặt trời vạn năm, có việc gì đặc thù không? Không có, tất cả như thường. Một giới chủ dẫn đầu cung kính trả lời. La Phong khẽ gật đầu, thi triển thuấn di, hư không tiêu thất. Thuấn di? Qua, à, giới chủ có thể thi triển thuấn di, La Phong điện hạ thật sự là quá lợi hại. Ngươi chẳng lẽ không biết, La Phong Điện Hạ vừa mới vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ. Nghe nói, vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho giới chủ được nhận 1.000 ức điểm tích lũy thưởng đó. 1.000 ức đơn vị hỗn nguyên. Ta trước giờ chưa từng nghĩ tới có được 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Một đám giới chủ không kìm được thán phục. Trong ngũ đại thế lực, đám giới chủ tuy nói tốt hơn những giới chủ độc hành nhiều, nhưng tiền bạc vẫn ít tới đáng thương. Loại siêu cường giả như La Phong lúc trước vừa trắng trợn tiêu phí trên hai vạn ức đơn vị hỗn nguyên, thì đám giới chủ bình thường cũng chỉ là những người thường tiện tay là có thể giày xéo tiêu diệt vũ trụ ngoài địa cầu vù la phong trong nháy mắt xuất hiện quay đầu nhìn về phía thần điện sừng sững trong hệ mặt trời thầm than một tiếng lập tức tiến thẳng vào tầng khí quyển nơi này là địa cầu nơi này là địa cầu người vừa xâm nhập xin cho biết thân phận từ trong tầng khí quyển đột nhiên nhanh như chớp xuất hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ phi thuyền loại nhỏ này còn phát ra một luồng sóng âm, truyền nhập thẳng vào tai La Phong, họ nói tiếng thông dụng vũ trụ. Chuyện gì thế? La Phong nhíu mày, lập tức dùng lực thế giới nhanh chóng lan ra, bao phủ cả địa cầu. Đích xác tầng khí quyển cả địa cầu đều ẩn nấp rất nhiều chiếc phi thuyền thăm dò loại nhỏ. Còn vùng trời Hải Dương Thái Bình Dương, Đại Tây Dương xuất hiện những phủ không thành rất xa xỉ. Trong những phủ không thành ấy có chủng tộc nhân loại khác như rực nhân tộc, viên nhân tộc. Biến dạng rồi. La Phong thầm than đợi đến tương lai ta trở thành bá chủ một phương nhất định phải thu hồi địa cầu về la phong lặng lẽ nói cho dù bỏ cái giá lớn một chút cũng đáng xin cho biết thân phận phi thuyền loại nhỏ tiếp tục phát ra âm thanh la phong nhíu mày liếc mắt nhìn phi thuyền khẽ quát một tiếng biến thanh âm như sóng sung kích cuồn cuộn ép vào phi thuyền loại nhỏ này ép cho chiếc phi thuyền này thành mảnh vỡ ta biết các ngươi đã thấy la phong đứng trong tầng khí quyển lạnh lùng nói nhưng các ngươi phải nhớ kỹ nơi này là địa cầu cũng là do nguyên người địa cầu ta khống chế một nửa la phong ta tới địa cầu không đến lượt các ngươi quản giáo loại việc như thế này đừng để có lần sau vèo la phong đáp xuống địa cầu trong một tòa phủ không thành khổng lồ ở giữa thái bình dương trong phủ không thành này có vài ức cư dân sinh sống trong đó có một cao ốc cao chọc trời chính là tới tổng bộ địa cầu của di dân ngoài hành tinh trong phòng điều khiển đang có hai nam tử trung niên và một nữ tử ba người họ đều nhìn màn hình trước mặt trên màn hình truyền lại cảnh lúc trước la phong đứng trong tầng khí quyển la phong đó thật là kiêu ngạo nam tử mặc chiến giáp màu xanh có cánh cười lạnh nói hắn là cái gì không phải chỉ vì bái hỗn độn thành chủ làm sư phụ sao chẳng lẽ hắn không biết di dân tới địa cầu chiếm đa số là tinh anh của vũ trường cự phủ công ty vũ trụ giả định sao rất nhiều người đều có bối cảnh vũ trụ chi chủ đó địa cầu, là một cái nôi đặc thù, mỗi suất di dân tới địa cầu đều rất quý giá. Có thể nhân cơ hội đem một phụ nữ có thai tới địa cầu, không ít người đều phải là tinh anh đệ tử của gia tộc vũ trụ chi chủ. Trên địa cầu có rất nhiều quyền quý. Thu liễm một chút. Một điều nam tử trung niên có bốn cánh tay trong số những di dân ngoài hành tinh này hử nhẹ nói, La Phong dù sao cũng là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, không phải là thứ mà ngươi có thể trêu vào hơn nữa hắn vừa mới vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, tương lai không biết chừng có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Ở địa cầu tuy nói có rất nhiều người có bối cảnh lớn, nhưng bối cảnh cuối cùng cũng chỉ là bối cảnh, tuyệt nhiên không phải là thực lực bản thân chúng. Khi nào La Phong thành vũ trụ tôn giả, hắn muốn đối phó với ngươi, ngươi có lực hoàn thủ không? Ta tốt xấu gì cũng là bất hủ cấp phong vương. Ít nhất ta bây giờ có thể tùy ý giày xéo hắn. Nam tử giáp xanh cười lạnh nói, cầm miệng cả lại nữ tử quát cấp trên đã có nghiêm lệnh cấm khiêu khích la phong hừ nam tử giáp xanh nhìn xuyên qua vách thủy tinh xuống hải dương ngoài phủ không thành tinh cầu mỹ lệ biết bao lại bị một vài chủng tộc rác rưởi chiếm lĩnh vũ trường cự phủ chúng ta làm việc đúng là không đủ quyết đoán lúc trước cứ âm thầm đánh chết la phong chẳng phải địa cầu sẽ quy vào vũ trường cự phủ ta sao ít nói một chút đi nữ tử quát muốn chết đừng có kéo ta vào một nam tử trung niên bốn cánh tay khác quay đầu bỏ đi Á Châu đại lục, Dương Châu thành, phủ đệ La gia. Đây là tổ trạch của gia tộc có lịch sử vạn năm, ý nghĩa phi phàm từ khi nhận được tin La Phong sắp về, một vài lãnh đạo La gia và tinh anh đều nhanh chóng chạy về để gặp gia chủ của La gia La Phong. Không ngờ năm đó căn nhà anh ở bây giờ còn vẫn còn nguyên. Em xem, anh nhớ lần trước lúc anh đi, cái ghế này vẫn để như vậy. Nhiều năm qua, cái ghế này vẫn để nguyên như vậy. La Phong và thế tử, hai con trai cùng đi bộ trong phủ đệ vạn năm qua luôn giữ gìn đương nhiên tất cả đều như lúc ban đầu từ hân cười nói la bình cũng đứng một bên cười phụ họa nhưng la hải sắc mặt lại khá bực bội la hải la phong nhìn về phía nhi tử mình ba la hải đáp chuyện gì thế la phong hỏi không có gì đang bực mình vì lần về địa cầu này thôi la hải tức giận nói từ hân bên cạnh nhíu mày liếc mắt nhìn la hải làm la hải nói không gì nữa nói đi la phong nói thẳng hắn cũng hơi đoán được một chút còn không phải là do đám di dân ngoài hành tinh sao la hải nộ nói con vừa trở về từ vũ trụ ngoài đáp phi thuyền tiến thẳng vào địa cầu lại bị họ ngăn lại ngay từ đầu con còn phối hợp không ngờ họ đưa con tới phù không thành của họ đầu tiên là giam con một ngày sau đó mới có người tới đón còn nói là hiểu lầm hiển nhiên là muốn ra oai phủ đầu con việc này cũng hay xảy ra la bình cảm thán nói nhị đệ em luôn ở bên ngoài em cũng ít biết việc trong gia tộc lúc bá mất tích 6.000 năm, đặc biệt về sau, trên địa cầu tuy là địa bàn của người địa cầu anh thuần túy trở thành địa bàn của người di dân ngoài hành tinh. Những di dân ngoài hành tinh ấy ai nấy dùng danh nghĩa tham quan mua hàng chạy đến lục địa chúng ta. Ai nấy đều rất kiêu ngạo bá đạo, căn bản không xem người địa cầu chúng ta vào đâu cả. Chúng ta ai dám chống lại chúng, nên cũng chỉ có thể nén giận. Có thể họ hơi quấy dày, tuy nói rất bá đạo, nhưng cũng chưa dám đuổi chúng ta đi. La Bình thở dài, đuổi các ngươi đi. La Phong biến sắc, năm đó mình và công ty vũ trụ giả định ký kết hợp đồng trên hợp đồng ghi rõ di dân ngoài hành tinh phủ không thành tuyệt đối không được quấy dày cuộc sống của người địa cầu bây giờ tựa hồ họ đang ó ép người địa cầu rất nhiều ba năm đó ba ký hợp đồng cũng đã nói cho con biết la bình lắc đầu vô dụng thôi hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng trong hợp đồng cũng chỉ là nói cấm quấy dày cuộc sống người địa cầu nhưng những di dân ngoài hành tinh ấy mặc dù rất quá phận hay ức hiếp người địa cầu nhưng theo lời họ nói họ chỉ muốn làm bằng hữu với người địa cầu thôi không quấy rầy gì cuộc sống người địa cầu mình có thể có biện pháp gì chứ loại việc mồm năm miệng mười này rất khó nói rõ la phong trông mặt rất khó chịu lần này mình về địa cầu lập tức bị khiêu khích bởi vậy đó có thể thấy đám di dân ngoài hành tinh này kiêu ngạo như thế nào đối với mình mà cũng dám làm như vậy chứ đừng nói đối với những người địa cầu khác la phong từ hân thấp giọng nói lai lịch đám di dân ngoài hành tinh đều không bình thường đều liên quan tới một vài siêu gia tộc trong vũ trụ nhất. Nghe nói rất nhiều người có liên quan tới tầng cao nhất của vũ trường cự phủ, công ty vũ trụ giả định. Hừ. La Phong lửa giận dâng lên. Năm đó người sáng lập cự phủ tới địa cầu một chuyến, đã nhìn ra đặc thù của địa cầu. Một vài tồn tại đỉnh cao tộc nhân loại phần lớn cũng có gia tộc của mình ở đây. Một vài tinh anh trong gia tộc được phái tới đây là việc hoàn toàn có thể giải thích. Đám tinh anh này kiêu ngạo như thế nào cũng có thể tưởng tượng được dù sao họ hiển nhiên tin rằng, một tên La Phong, chẳng lẽ còn dám đắc tội với nhiều người chúng ta sao? La Phong, tỉnh táo lại đi. Từ hân thấp giọng nói, yên tâm anh sẽ không làm bậy đâu. La Phong trong đầu nhanh chóng suy tư, xem mình nên ứng phó ra sao. Ba, từ khi ba vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, những di dân ngoài hành tinh ấy đã thu liễm không ít. Việc o ép người địa cầu cũng không phải là quá đáng nữa. La Bình, cái gì gọi là không quá đáng? Họ không có tư cách bắt nạt chúng ta, La Phong nhíu mày nói, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhất thời, La Phong cũng không biết rốt cuộc nên ứng phó ra sao với tình huống này. Chương 908 các con nghỉ ngơi đi, để ba ngẫm lại cái đã. La Phong nói, huynh đệ La Bình, La Hải nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn thối lui, chỉ còn cha mẹ từ hân La Phong lại. Hai huynh đệ vừa ra ngoài, La Bình liền không kìm được nói, nhị đệ, việc này ngươi nói cho ba làm gì. Ba trên sáu ngàn năm qua trải qua kiếp nạn sinh tử, bây giờ mới an toàn trở về, Ngươi lại nói việc này, không phải thuần túy làm cha khó chịu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đám di dân đó có hậu trường đáng sợ như thế nào à? Ta, ta, ta cũng chỉ vì giận quá thôi mà. La Hải nhỏ giọng, Giận quá. Ngươi bao nhiêu năm qua mới trở về địa cầu vài lần. Một mạch lang bạt bên ngoài. Ngươi bây giờ là giới chủ, lại có ba chuẩn bị cho ngươi nhiều bí pháp bảo vật, đương nhiên là cường đại. Hơn nữa cha mẹ vì đảm bảo an toàn cho ngươi, còn cho ngươi dẫn theo một sinh mạng thực vật bất hủ hộ thân, không nói chuyện thực lực của ngươi, lúc ngươi lang bạt bên ngoài, với thân phận ngươi, những cường giả các ai ai dám trêu vào ngươi. Ngươi tùy ý tiêu xái quen rồi, không biết chịu khổ là gì. Nhưng ba khác ngươi, ba là cột trụ của La gia chúng ta, là cột trụ người địa cầu chúng ta. Nơi đầu sóng ngọn gió, bị người ta ghen ghét, trong vũ trụ càng bị đám cường đại ngoại tộc muốn giết. Ai nấy đều muốn ám sát ba. Ba lang bạt bên ngoài, luôn luôn mạo hiểm bên bờ sinh tử. Về nhà, ngươi còn không cho ba an tâm không phải chỉ là bị bắt nạt một chút sao. Địa cầu chúng ta bị bắt nạt, cứ ẩn nhẫn rồi cũng qua thôi. Chỉ cần ba thực lực càng ngày càng mạnh, đám di dân ngoài hành tinh ấy tự nhiên sẽ khiếp đảm. Lần này ba vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ, những di dân ngoài hành tinh ấy rõ ràng thu liễm đi rất nhiều. Chỉ cần nhẫn, nhẫn đến lúc ba trở thành một siêu tồn tại trong vũ trụ. Tất cả những phiền phức sẽ biến mất. La Bình nhìn đệ đệ mình chúng ta là thân nhân, đừng để ba chịu phiền phức nữa. Ba đã rất mệt mỏi rồi. Ừm la hải cũng vẻ hối hận ta ta chỉ là không quen nhìn ai mà quen được chứ la bình lắc đầu bản chất của thế giới vốn là như thế này ai nắm đấm to thì người đó mạnh những di dân ấy có rất nhiều người có hậu trường mạnh đáng sợ nghe nói liên quan tới tầng cao nhất của công ty vũ trụ giả định vũ trường cự phủ đó là tầng cao nhất đấy những đệ tử quyền quý đó cần gì phải coi trọng chúng ta họ cũng chỉ đề phòng những nhân vật như ba thôi ừm la hải gật đầu đợi, đợi khi ba trở thành siêu tồn tại, đám đạo trích ấy sẽ toàn bộ quy củ cả. La Bình cảm thán. Hắn cũng không hy vọng ba mình có biện pháp gì. Có câu diêm vương dễ gần, tiểu quỷ khó đối phó. Những nhân vật vĩ đại cao cao tại thượng, tồn tại vĩnh hằng tuế nguyệt, gia tộc trải qua vô số đời, đám đời sau gia tộc có mấy ai có thể gặp được người sáng lập gia tộc họ. Còn nhân vật như vũ trụ chi chủ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng vẫn có tựa như người La Gia, cũng vì có La Phong, ra ngoài tự nhiên có một luồng ngạo khí, họ kiêu ngạo vì có La Phong. Còn những người sáng lập gia tộc ấy là vũ trụ chi chủ, có thể dễ dàng tưởng tượng ra ngạo khí của họ. Hơn nữa trên địa cầu cũng có một đám đệ tử quyền quý. Ở giữa Thái Bình Dương, trong tòa phủ không thành khổng lồ. La Phong là cái thá gì? Nam tử giáp xanh có hai cánh ngồi trên vương tọa, tựa vào tay vị, trong mắt hung quang lóe lên. Chủ nhân, đừng nóng, một nữ tử chỉ mặc một tầng sa mỏng, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện, tóc tím cười cười đi tới. La Phong là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, có ngạo khí cũng là việc bình thường. Nhưng hắn có kiêu ngạo mấy cũng không làm chúng ta được. Nhiều di dân chúng ta tới phù không thành, phần lớn đến từ ngũ đại thế lực, cũng có vài người là đệ tử trong gia tộc của vũ trụ chi chủ. Mặc dù đều chỉ là hậu bối trong gia tộc, nhưng cũng không phải là loại mà La Phong có thể chiêu vào. Ừm. Nam tử giáp xanh khẽ mỉm cười, lập tức ngoắc tay một cái, nữ tử tóc tím liền bay qua, luồn vào trong lòng hắn. lúc này đang muốn truy hoan ngay trong đại điện. đột nhiên một thanh âm truyền đến, thiệt ly vương, hà? nam tử giáp xanh nhướng mày nhìn ra ngoài, rồi buông cô gái trong lòng ra, hơi bất mãn nói, phượng thần vương, ngươi tới chỗ ta có việc gì? nam tử trung niên bốn tay phượng thần vương từ ngoài đi vào, phượng thần vương vừa bước vào đại điện đã cất tiếng ầm ầm. Tiệt Ly Vương, bất luận làm sao, La Phong cũng chính là người của công ty Vũ trụ Giả Định ta, lại là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ, ngươi cũng đừng quá đáng mà chọc vào tai vạ, ngươi cũng không gánh nổi đâu. Ta không tin hắn dám chọc vào ta." Tiệt Ly Vương đứng bật dậy. "Hừ." Phượng Thần Vương lạnh lùng nhìn hắn. "Tiệt Ly Vương, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi và ta mặc dù đều là hậu duệ của Vũ trụ chi chủ, nhưng gia tộc ta và ngươi trải qua tỷ tỷ năm sinh sôi, số lượng tộc nhân cũng phải ức ức." ngươi và ta mặc dù đều là bất hủ cấp phong vương, xem như tinh anh trong gia tộc, nhưng nếu là tinh anh chính thức cũng sẽ không bị an bài tới giữa địa cầu, thủ hộ cho một đám đàn bà trẻ con. Tiệt ly vương sững sở. Ta hỏi ngươi, ngươi gặp thủy tổ gia tộc ngươi hư kim chi chủ chưa? Phượng thần vương hỏi. Tiệt ly vương trông mặt rất khó chịu. Ta cũng chưa thấy thủy tổ gia tộc ta bao giờ. Phượng thần vương thở dài. Đối với nhân vật tồn tại vĩnh hằng như vũ trụ chi chủ, tộc nhân nối dõi cũng không thể đếm hết. Chúng ta là cái thá gì? Do đó có đôi khi cũng nên cúi đầu một chút, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đám di dân chúng ta cũng được xem là tinh anh gia tộc, lại đại biểu thể diện cho các vũ trụ chi chủ, ai cũng không dám làm bậy." Phượng Thần Vương nói, "Nhưng ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo, đối với người địa cầu khác thì thôi, còn đối với La Phong, chúng ta nên nể mặt một chút. Như khiêu khích lúc trước là rất không đáng. Ai chẳng biết bộ dáng La Phong như thế nào? Ngươi còn cố ý bảo hắn báo thân phận, khiêu khích này chỉ liếc mắt là đã nhìn thấu rồi. Đừng nói nữa." tiệt ly vương trông mặt rất khó chịu không phải chỉ là một la phong thôi sao bây giờ chỉ là giới chủ thôi ta không tin hắn có thể trở nên mạnh hơn con đường cường giả đâu dễ như vậy mỗi một bước đều tràn ngập nguy cơ hắn càng biểu hiện lợi hại những ngoại tộc lại càng muốn giết hắn nhanh hơn không nói chuyện này nhiều chỉ cần cảm ngộ quy luật trở thành vũ trụ tôn giả cũng đã khó khăn vô cùng cho dù là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ cũng có rất nhiều người không thể trở thành vũ trụ tôn giả ngươi cũng đừng làm phiền ta còn không bằng vì La Phong và ngươi đều là người của công ty vũ trụ giả định, ngươi giúp nói với hắn đi. Hừ. Phượng Thần Vương nghe mà biến sắc, lúc này quay đầu bước đi, ly khai khỏi đại điện. Tiệt Ly Vương nhìn cảnh này hừ lạnh một tiếng, người địa cầu kiêu ngạo. Tiệt Ly Vương xuyên qua đại điện nhìn vào vô tận hư không, cũng thấy ở một nơi rất xa, trên vùng lục địa đầy những cư dân người địa cầu, cho dù sau lưng các ngươi có La Phong, vẫn thể thay đổi được huyết thống đê tiện của các ngươi đợi la phong mà ngã xuống ta muốn xem hình dáng tuyệt vọng của các ngươi như thế nào đến lúc đó có khi sẽ có biện pháp buộc các ngươi biến khỏi địa cầu la phong ta muốn xem ngươi đắc ý tới bao lâu tiệt ly vương vô cùng căm giận trong gia tộc hắn không được trọng thị hắn vẫn luôn rất bực mình còn la phong lại hảo quang trói mắt khi vừa nghĩ tới việc so sánh hắn tự nhiên cảm thấy la phong rất khó ưa chỉ thấy tương lai la phong sẽ bi thảm như thế nào vũ trụ giả định bầu trời lôi đình đảo trong cung điện tràn ngập khí lưu la phong đang cung kính tiến vào trong đại điện sư phụ la phong cung kính hành lễ có việc gì ạ à? thanh âm hỗn độn thành chủ truyền đến đệ tử có một chuyện cầu sư phụ la phong cung kính nói sâu trong khí lưu trượt có một bóng người bước ra đây là hỗn độn thành chủ một thân kim bào người tới chiến trường ngoài tinh vực trải qua không ít nguy hiểm cũng không ít lần gặp phiền phức nhưng chưa bao giờ tới cầu ta trong lòng ngươi rõ ràng không thích xin người khác giúp đỡ nói đi tới tìm ta có chuyện gì Hỗn Độn Thành Chủ trở nên coi trọng La Phong hơn rất nhiều. Từ khi La Phong bộc phát, có thể dễ dàng giết chết Phong Vương cực hạn, thậm chí giao thủ với Hắc Thế Vương cũng làm Hỗn Độn Thành Chủ hiểu được, đệ tử mình còn giấu giếm một cái gì đó. Nếu không, một giới chủ, cho dù ý thức và ý chí nghịch thiên, cho dù có tướng giáp, cho dù cảm ngộ quy luật đạt tới tầng 20, cũng không thể dễ dàng giết chết cường giả Phong Vương cực hạn. Càng rất đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. La Phong cung kính hành lễ, sau đó thối lui. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn theo đệ tử rời đi, nở nụ cười. Đệ tử này trước nay không cầu sư phụ, bây giờ rốt cục tới cầu, lại là loại việc nhỏ này, luôn luôn nhớ tới quê nhà thân nhân. Loại tâm tính này, chỉ cần tộc nhân loại ta đối đãi hắn tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ luôn luôn trung thành chiến đấu cho tộc nhân loại ta. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ gật đầu, trong những siêu cường giả cũng có vài người bạc bẽo. Một khi phát triển, sẽ chỉ lo cho mình mà không để ý tới nguy hiểm của tộc quần như diễm thần tộc trong lịch sử, diễm đế, vốn cũng là tộc nhân loại, cuối cùng hắn dẫn cả diễm thần tộc thoát ly tộc nhân loại, làm bá chủ một phương. Việc này cũng làm những tồn tại đỉnh cao tộc nhân loại rất tức giận. Nhưng một là vì thực lực diễm đế đích xác rất đáng sợ, thứ hai là sau lưng hắn còn có đại năng giả ngoại tộc đáng sợ, do đó tộc nhân loại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Một buổi sau, một mệnh lệnh đã tới thần điện thủ hộ địa cầu. Lệnh cũng được gửi tới tầng quản lý di dân địa cầu và tầng quản lý nguyên cư dân địa cầu. Mệnh lệnh rất đơn giản từ ngày có lệnh này, cấm di dân đặt chân tới khu vực cũng như không phận lục địa. Nguyên cư dân địa cầu cấm đặt chân tới khu vực Hải Dương và không phận tương ứng. Ai làm trái? Chết! Cái gì? Nam tử giáp xanh tiệt ly vương đang cùng Mỹ cơ cười đùa vừa nhận được lệnh này, nhất thời gầm lên. Chương 909 đây. Đây là mệnh lệnh của ai? Tiệt ly vương giận dữ ta nhất định phải bẩm báo việc này cho lãnh đạo vũ trường cự phủ ta, nhất định mệnh lệnh này nhìn như là đúng công bằng cho cả hai bên nhưng trên thực tế lại nhằm vào di dân mà bảo vệ cho nguyên cư dân người địa cầu vì di dân ngoài hành tinh trên địa cầu có quyền thế ngập trời bối cảnh lại lớn thường xuyên đi tới các thành phố lục địa du lịch dù cho bắt nạt người địa cầu thì ai dám phản kháng hơn nữa trong đám di dân cường giả như mây hộ vệ vực chủ hộ vệ giới chủ là rất thông thường còn nguyên dân cư địa cầu thực lực lại rất nhỏ yếu ngược lại nguyên cư dân người địa cầu lại căn bản không dám đặt chân tới hải vực không dám xâm nhập vào địa bàn của di dân nếu không rất nhiều chiếc phi thuyền loại nhỏ của di dân ngoài hành tinh sẽ nhanh chóng xuất hiện bắt lấy người địa cầu nói chung tình hình bây giờ là nguyên cư dân địa cầu luôn ở trên lục địa còn phải chịu đựng sự khinh khi của di dân ngoài hành tinh tầng quản lý di dân ngoài hành tinh gồm ba bất hủ cấp phong vương đang tụ tập họ là phượng thần vương đại biểu cho công ty vũ trụ giả định tiệt ly vương đại biểu cho vũ trường cự phủ và Hoàng Thủy Vương đại biểu cho Ngân hàng Đệ nhất Vũ trụ, Ngân hàng Ngân Hà, Liên minh Dòng binh. Nói về thực lực chính thức, Hoàng Thủy Vương là người mạnh nhất, là thực lực phong vương đỉnh cao. Phượng Thần Vương, Tiệt Ly Vương đều kém hơn khá nhiều. Rất quá đáng, sao có thể như vậy? Mệnh lệnh này rốt cuộc là do ai? Có thương nghị gì với lãnh đạo vũ trường cự phủ ta không? Ta nhất định phải bẩm báo lên trên, nhất định như vậy. Tiệt Ly Vương gầm lên. Thượng bẩm đi, đây là lệnh của hỗn độn thành chủ. Phượng Thần Vương tùy ý nói, Tiệt Ly Vương trợn tròn mắt, hỗn, hỗn. Hoàng Thủy Vương cũng cả kinh. Không sai. Phượng Thần Vương gật đầu hỗn độn thành chủ tự mình ra lệnh đó. Nhất định là tên La Phong, La Phong ghê tởm. Tiệt Ly Vương nghiến răng, cảm thấy giận dữ hơn nữa. Hắn Tiệt Ly Vương tu luyện tới bất hủ cấp phong vương, nhưng lại không có tư cách gặp thủy tổ hư kim chi chủ. Nhưng La Phong lại có thể nhờ mời hỗn độn thành chủ hạ lệnh, hai người tranh lệch lớn như thế nào chứ? Đương nhiên là La Phong, nhưng ngươi muốn làm thế nào đây? Phượng Thần Vương nhìn hắn. Tiệt Ly Vương giận tới mức nghiến răng nhưng chẳng có biện pháp gì cả. Vì năm đó La Phong và công ty vũ trụ giả định ký kết hợp đồng, quyền khống chế nằm trong tay công ty vũ trụ giả định, chứ không phải là vũ trường cự phủ. Vũ trường cự phủ có thể phái ra vô số vợ chồng thanh niên tới địa cầu, cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng về căn bản việc quản lý địa cầu như thế nào lại do công ty vũ trụ giả định định đoạt. Hỗn độn thành chủ lại là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định. Trong công ty vũ trụ giả định, hắn là người lớn nhất mệnh lệnh của hắn ai dám phản kháng. Tiệt ly vương nghiến răng, lần này, mệnh lệnh dù nghiêm khắc mấy cũng có lỗ hổng. Đột nhiên, một luồng khí tức bằng bạc vô cùng đáng sợ từ trên địa cầu bốc lên, bao phủ cả địa cầu. Bất luận là Á Châu, Âu Châu, Châu Nam Mỹ, những nguyên cư dân địa cầu đang ở trên lục địa, hay các di dân ở phủ không thành trên bầu trời Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, đều cảm giác được khí tức bá đạo làm họ phải run sợ. Nhìn xem, chuyện gì thế? Là cường giả nào? ba bất hủ cấp phong vương tầng quản lý di dân vừa lóe lên đã bay tới bầu trời phủ không thành nhìn ra xa với thị lực dễ dàng thấy được cảnh cách xa mấy ngàn km đó là ba người đều dại ra nhìn cảnh trước mắt chỉ thấy một gốc cây sừng sững đâm vỡ cả tầng khí quyển xuất hiện trên những lục địa địa cầu mỗi một vùng trên lục địa đều có một dây nhánh cỏ cuốn lên cao dây cỏ này đâm vỡ cả tầng khí quyển cái nào cũng cao vài vạn km với thị lực họ có thể dễ dàng thấy rõ ràng có bao nhiêu dây cỏ thực tinh thảo thực tinh thảo bất hủ. Nữ tử Hoàng Thủy Vương kinh ngạc đến ngây người mỗi một dây cỏ đều có cùng khí tức, nhất định là thực tinh thảo bất hủ. Nhanh cha xem là bao nhiêu nhánh chủ. Phượng Thần Vương liền nói, ngàn nhánh. Thanh âm tiệt ly vương chợt nhỏ lại. Thực tinh thảo ngàn nhánh, thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ, rốt cuộc là ai giàu nứt đố đổ vách như vậy? Đào tạo ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ cũng phải mấy ngàn ức đơn vị hỗn nguyên. Trong mắt Hoàng Thủy Vương có vẻ khó có thể tin chẳng lẽ là La Phong hắn có nhiều tiền bạc như vậy à? Cho dù vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cũng mới có một ngàn ước điểm tích lũy thưởng, không đủ đào tạo thực tinh thảo ngàn nhánh mà. Đương nhiên là hỗn độn thành chủ cho hắn. Hắn thì có được bao nhiêu tiền chứ? Tiệt ly vương hừ lạnh. Thực tinh thảo ngàn nhánh, tuy là phong vương đỉnh phong, nhưng vì là sinh mạng thực vật đặc tính, nên mức độ cứng rắn của nó không thua gì cường giả nhân loại phong vương cực hạn. Tiếp theo, với thể tích khổng lồ, cho dù đối mặt với cường giả nhân loại phong vương cực hạn, vẫn có thể có ưu thế nhất định sinh mạng lực của nó lại mạnh hơn phong vương nhân loại. Cho dù một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh cũng không diệt được nó. Thực tinh thảo ngàn nhánh lan ra cỡ chừng trăm vạn km, uy lực hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lan ra được bao nhiêu chứ? Công ty vũ trụ giả định có lệnh. Một luồng thanh âm lạnh giá vang vọng cả địa cầu, vang lên bên tai mỗi người địa cầu, mỗi di dân. Từ bây giờ trở đi, tất cả di dân ngoài hành tinh cấm không được đặt chân tới khu vực lục địa cũng như không phận tương ứng tất cả nguyên cư dân địa cầu cấm đặt chân tới hải vực và không phận tương ứng ai làm trái chết sinh mạng thực vật này là thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ sau này sẽ đóng ở bìa đại lục phụ trách việc thủ hộ bất luận là nguyên cư dân địa cầu hay di dân ngoài hành tinh chỉ cần có ai làm trái theo luật mà đánh chết thanh âm vang mãi không tan nhưng cả nhân loại trên địa cầu bất luận là nguyên dân cư hay những di dân ngoài hành tinh đều xôn xao đám nguyên dân cư hoan hô liên tục ha ha đám di dân ghê tởm ấy sẽ không trở lại nữa thật tốt quá vừa rồi thanh âm đó là của ai lại an bài bất hủ tới đóng quân ngu có thể giúp cho người địa cầu chúng ta khẳng định phải là la phong khi nguyên dân cư địa cầu đang hoan hô đám di dân ngoài hành tinh cũng xôn xao nhưng xôn xao vì phẫn nộ ai hạ lệnh lại cấm chúng ta tiến vào lục địa chúng ta lúc trước tới đây đâu có nghe nói có quy củ này ai hạ lệnh gan to thật cho dù có lệnh lãnh đạo, ai có thể dám lấy ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh đặt trên lục địa uy hiếp chúng ta. Thật sự quá kiêu ngạo. Đây là uy hiếp sinh mạng chúng ta. Khi nguyên dân cư và di dân đều xôn xao, ba vị bất hủ cấp phong vương là Tiệt Ly Vương, Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương đều bay đến bờ ngoài đại lục Á Châu. La Phong cũng bay đến rìa đại lục Á Châu, song phương đứng nhìn nhau. La Phong điện hạ. Phượng Thần Vương rất quy củ. Phượng Thần Vương. La Phong cười gật đầu, hắn biết Phượng Thần Vương la phong dù có mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ ngươi cũng không thể đem một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh để trên lục địa tiệt ly vương gầm gừ nói ngươi rõ ràng uy hiếp tất cả các di dân chúng ta sẽ tuân thủ mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ nhưng ngươi cũng phải thu lại thực tinh thảo ngàn nhánh đi la phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lập tức cười nói với phượng thần vương hoàng thủy vương hai vị sau này chúng ta gặp lại ở hồng minh sau hôm nay ta xin đi trước phượng thần vương hoàng thủy vương đều gật đầu đứng lại tiệt ly vương hô La Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một thanh âm lạnh lùng, ngu ngốc. Tiệt Ly Vương nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Phượng Thần Vương và Hoàng Thủy Vương đều nhìn Tiệt Ly Vương như một tên điên. Họ xem ra, Tiệt Ly Vương nhất định là một tên điên. La Phong có địa vị ra sao? Hắn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, Tiệt Ly Vương chỉ là một đệ tử bên rìa của một gia tộc, đến cả hư kim chi chủ cũng chưa thấy bao giờ. Hai người địa vị tranh lệch lớn như vậy, Tiệt Ly Vương còn dám gầm gừ, La Phong cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Tiệt ly vương, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng để giận dữ quá mức. Bị thực tinh thảo ngàn nhánh đánh chết tươi đấy. Phượng thần vương nói khơi khơi, rồi hóa thành một luồng hào quang ly khai luôn. Trong ba người, phượng thần vương và tiệt ly vương hơi không hợp, hoàng thủy vương thường là người hòa giải. Tiệt ly vương ngươi tỉnh táo lại một chút. Hoàng thủy vương nhắc nhở, lúc trước ngươi chọn lựa gây hấn với hắn, hắn cũng không dám làm gì sằng bậy, là vì sau lưng ngươi là vô số di dân trên trăm ức di dân đại biểu cho những siêu gia tộc. Sau lưng những siêu gia tộc đó nếu không phải là vũ trụ chi chủ, cũng phải là bá chủ một phương vũ trụ. Về phần cá nhân ngươi, với thân phận La Phong, hắn cũng không cần tôn trọng ngươi. Ngươi nhìn xem, cái đáng giá duy nhất của ngươi là thực lực bản thân. Hắn tùy tiện có thể xuất ra một cây thực tinh thảo ngàn nhánh bất hủ, giết ngươi rất dễ dàng. Vì cộng sự với ngươi một thời gian, ta nhắc nhở ngươi đừng có làm bậy cuối cùng mất mạng đó. Vèo, Hoàng Thủy Vương cũng hóa thành lưu quang bay đi. Tiệt Ly Vương đứng giữa không trung, nhìn xuống biên giới đại lục Á Châu xa xa, trông mặt rất khó chịu, lần khẩn một lát, rồi oán hận quay đầu bay trở về. Sau chiến dịch lần này, thậm chí có hai tên di dân tự đại ngông cuồng bị thực tinh thảo ngàn nhánh giết chết. Lúc đó đám di dân ấy cũng chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức xác thực, biết được mệnh lệnh đó là thật, đồng thời cũng được lãnh đạo ra lệnh. Nhất thời mỗi người đều rất quy củ. Dù sao hỗn độn thành chủ là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, mệnh lệnh đó ai dám cãi lại người địa cầu hân hoan vui mừng, cuối cùng không cần sinh sống quá khổ sở, có thể an tâm tiêu sái tự tại. Một tháng sau, La Phong rốt cục cũng phải ly khai địa cầu. Ngoài thực tinh thảo ngàn nhánh công khai, ta cũng ngầm cho cường giả phong vương cực hạn thiết kỳ vương hỗ trợ nữa. La Phong dặn dò thê tử. Còn có những ám thủ khác anh lưu lại cho em, em có thể tự mình đào tạo sinh mạng thực vật bất hủ. Tóm lại, tất cả do em tự mình phân phối, tất cả mọi việc trong nhà giao cho em. Ừm, uhm. Từ hân gật đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nam nhân xông pha bên ngoài, phải có người chung gia đình. Lần này anh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Từ hân liền nói. La Phong cười gật đầu. Ba, mẹ. La Phong và cha mẹ, đệ đệ, nhi tử cáo biệt nhau, rồi rời đi, một cú thuấn gì đã biến mất. Trong ám vũ trụ, một chiếc giữ tợn phi thuyền sinh vật cùng loại với bọ cánh cứng đang cấp tốc phi hành chiếc phi thuyền sinh vật này là một trong ba chiếc phi thuyền tốt nhất của la phong hoặc do tôi tớ dưới trướng hoặc từ việc giết chóc các cường giả mà thu được phi thuyền sinh vật bực này trong điều kiện bình thường cường giả phong vương cực hạn ngoại tộc mới có thể dùng tới bên trong phi thuyền sinh vật trong phòng điều khiển trước tiên phải giải quyết ma thủ vương rồi đi thẳng vào bí cảnh vũ trụ xa xôi băng ngục tinh la phong hạ lệnh dạ chủ nhân trong phi thuyền sinh vật truyền đến thanh âm trầm thấp chương 910 ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dựa vào thần quốc truyền tống, phi thuyền sinh vật phi hành trong ám vũ trụ mất ước nửa tháng. La Phong đã đến chỗ ma thủ vương ẩn thân. May mà có thiên trận vương. La Phong mừng thầm. 12 cường giả nô lệ dưới chúng ta, phần lớn đều là ngoại tộc. Chỉ có thiên trận vương là nhân loại. Thiên trận vương khống chế nô lệ linh hồn ngoại trừ ba cường giả ra, cũng có vài thần linh bất hủ có thực lực kém hơn một chút, rất nhiều người cũng đều là nhân loại. Bất hủ nhân loại ở rất nhiều nơi trên các lãnh thổ quốc gia nhân loại đã lưu lại tọa độ. Như vậy có thể nhanh chóng dùng thần quốc truyền tống đến rất nhiều địa điểm. Ít nhất trong lãnh thổ quốc gia nhân loại, ta có thể nhanh chóng đến một quốc gia vũ trụ bất kỳ. Hơn nữa ta còn có nhiều nô lệ ngoại tộc. Những ngoại tộc ấy ở những lãnh thổ quốc gia xa xôi khác trong vũ trụ cũng lưu lại tín vật. Như vậy dựa vào thần quốc truyền tống có thể đến thẳng một nơi rất xa trong vũ trụ. Vậy thời gian phi hành cũng ngắn hơn nhiều, La Phong tâm tình rất thoải mái, cũng phát hiện ra chỗ tốt của việc có nhiều nô lệ. Sống càng lâu, các cường giả càng đi nhiều khu vực trong vũ trụ, cũng lưu lại càng nhiều tín vật ở các nơi vũ trụ. Đám cường giả bọn Thiên Trận Vương năm đó tân tân khổ khổ lưu lại tọa độ, bây giờ toàn bộ cho La Phong sử dụng. Chủ nhân, lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ. Oanh. Tốc độ phi thuyền sinh vật giảm mạnh tới mức không, sau đó bị ám vũ trụ đá ra ngoài, trở lại trong nguyên vũ trụ. Ma thủ tinh la phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền sinh vật hướng mắt nhìn tinh không vô hạn xa xa được một hàng tinh khổng lồ chiếu xuống một viên tinh cầu có sinh mạng xanh sẫm đang tản ra sóng sinh mạng cường đại dựa theo tin của công ty vũ trụ giả định đây là chỗ ở của ma thủ vương hơn nữa nửa năm trước ý thức ma thủ vương nối vào mạng vũ trụ giả định có tọa độ ở bên trong tinh cầu này la phong nhíu mày nhìn tinh cầu xanh sẫm công ty vũ trụ giả định cũng không phải chỗ nào cũng biết nhiều nhất cũng chỉ tận lực cung cấp tin tình báo thôi la phong cho ta ra đi thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu la phong ra đi la phong thông qua nhẫn thế giới phóng ba ba tháp ra chỉ thấy một thân ảnh hoàn toàn bao phủ trong khải giáp màu đen bộ mặt hoàn toàn bao kín chỉ lưu lại một đôi mắt đỏ như máu lóng lánh nó có chiều cao ước cỡ một thước tư trông như một hài đồng trên trán có hai cái sừng đây là ba ba tháp ba ba tháp sau khi chính thức có tiến hóa tâm La Phong thu hoạch rất lớn trong chiến trường ngoài tinh vực, cũng đã mua một viên tiến hóa tâm cho ba ba tháp, giúp ba ba tháp rốt cục có cơ hội tu luyện tiến hóa. Về phần màn hình trên cổ tay của La Phong bây giờ là một trí năng phụ thuộc của ba ba tháp. Ta muốn thấy Sa La Phổ chết. Ba ba tháp nghiến răng. Có thể, nhưng ngươi phải ở bên người ta. La Phong nói. Ừm. Ba ba tháp gật đầu thật mạnh, đôi mắt đầy cửu hận tuy nói khi La Phong tới vực chủ, hắn đã tự động nhận La Phong làm chủ, nhưng hắn là sinh mạng trí năng, nên hắn có cảm tình. Lão chủ nhân dẫn hắn lang bạt vũ trụ, những năm tháng đằng đẵng làm ba ba tháp từ một trí năng bình thường tiến hóa thành sinh mạng trí năng, mà Hô Diên Bác đối xử với ba ba tháp cũng giống như cha, hoặc như một huynh trưởng. Đi thôi. Ma Vân Chiến Y ngoài thân La Phong cũng nhanh chóng thay đổi hình thức. Soạt. Toàn thân áo giáp kim sắc trói mắt, đến cả đầu, mặt cũng hoàn toàn được bao phủ. La Phong trông giống như một người mặc giáp vàng. Khí ngô vũ rực hoàn toàn thu vào trong cơ thể. Chỉ nhìn bề ngoài, ít nhất không ai có thể nhận ra thân phận của la phong lúc này thu hồi phi thuyền người mặc giáp vàng và người mặc giáp đen thuấn di trong không gian đã tới tầng khí quyển của tinh cầu xanh sẫm sao không đi vào ba ba tháp lo lắng thúc giục ta đang tra tìm tra tìm vị trí chuẩn xác rồi sẽ động thân la phong thông qua máy thăm dò cỡ lớn bao phủ cả tinh cầu bắt đầu tra tìm còn ba ba tháp vừa nghe xong cũng giật mình la phong ta hơi mất khống chế ha ha sinh mạng trí năng mất khống chế là việc rất hiếm chứng tỏ cảm tình có thể ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. La Phong cười nói, là chuyện tốt. Lần này ba ba tháp đang rất bi phẫn. Nhưng La Phong lại không thật sự có cảm giác gì quá lớn. Hắn và Hô Diên Bác chưa bao giờ tiếp xúc, cũng không có cảm tình gì khác, có chăng chỉ là tôn trọng tiền bối thôi. Nhất định phải ở đây, nhất định phải ở đây, nhất định phải ở trên tinh cầu này. Trong lòng ba ba tháp không ngừng lẩm bẩm, hồi hộp chờ đợi. Tìm được rồi. La Phong đột nhiên nói. Trên tinh cầu này à? Ba ba tháp kinh hỉ. Đúng, ở trên tinh cầu này. Hơn nữa căn cứ vào sự thăm dò của ta, hắn đang bị thương nặng. La Phong nói. Máy thăm dò cỡ lớn của La Phong ít nhất có thể dùng thăm dò ma thủ vương mà ma thủ vương không thể phát hiện chút nào. Trọng thương. Quản hắn trọng thương hay không? Nhất định phải giết hắn. Ba ba tháp vội thúc giục. Chúng ta đi. Đi, đi gặp hắn. La Phong dẫn ba ba tháp, thuấn di thẳng, rồi tiến vào nơi hạch tâm của tinh cầu trong khu tinh vực chung quanh ma thủ tinh, trong cấm địa của cổ luân vũ trụ quốc, một vài siêu cấp gia tộc của cổ luân vũ trụ quốc cũng biết khu tinh vực này bị một thần linh bất hủ cường đại chiếm. Thần linh bất hủ này không có dã tâm gì quá lớn, chỉ chiếm cứ một khu tinh vực gồm 9 tinh hệ, tự nhiên không ai dám trêu vào hắn. Khu tinh vực hạch tâm này là ma thủ tinh. Gần đây ma hoàng tính tình không ổn, nên cẩn thận một chút, chớ làm ma hoàng nổi giận, coi chừng mất mạng đó. Một thị nữ quay về phía sau quát. Dạ, từ chín tinh hệ mà ma thủ tinh khống chế, rồi sàng lọc qua tầng tầng tuyển chọn, tìm ra những thị nữ thông tuệ, mỹ mạo, lúc này cả bọn đang rất run sợ. Bởi mấy ngàn năm gần đây, người thống trị khu tinh vực này ma hoàng tâm tình luôn không thường. Bọn thị nữ hơi không đúng một chút là sẽ làm hắn tức giận, kết cục vô cùng bi thảm. Đi vào đi. Thần linh bất hủ phân phó. Hơn 800 thị nữ mỗi người đều bưng khay thức ăn, trước sau sắp hàng, đi vào trong cung điện. Càng đi vào sâu trong cung điện, các nàng đều càng run sợ, rốt cục cũng đến chỗ Ma Hoàng. Khi một nửa nhóm thị nữ này vừa vào, chợt nghe một thanh âm lạnh giá. Ma thủ vương. Thanh âm lạnh giá uy áp vô hình tràn ngập, trên 800 thị nữ toàn bộ không khống chế được phải quỳ mọp xuống. Uy áp đáng sợ đến cả tên tổng quản thần linh bất hủ đám tạp vụ ở ngoài cung điện cũng phải sợ tới mức run rẩy, tất cả đều quỳ mọp xuống, trời đất, uy áp đáng sợ thật. Uy áp còn ghê gớm hơn chủ nhân lúc còn mạnh nhất gấp hàng chục hàng trăm lần rốt cuộc là cường giả nào cổ luân vũ trụ quốc chúng ta làm sao mà xuất hiện một cường giả như vậy ẩm tầng đỉnh cung điện nổ tung một luồng thân ảnh màu xám phóng lên cao soát một thân ảnh kim sắc xuất hiện giữa không trung một cước đạp thẳng vào trên thân ảnh màu xám một cước ẩn chứa quy luật ảo diệu đã cho thân ảnh màu xám phun ra một vòi máu kim sắc đồng thời hắn cũng bay ngược xuống dưới một mạch bay ngược làm cả cung điện vỡ tan gắng ngượng mãi cuối cùng mới đứng vững được hắn chính là một nam tử có đầu như đầu ưng rất gian ngoan, mặc chiến giáp màu xám. Tên thần linh bất hủ quỳ mọp trộm nhìn cảnh này, thầm kinh hãi, thuấn di. Người mặc giáp vàng lại biết thuấn di. Hết rồi, chủ nhân hết rồi. Cả cung điện, vô số phục vụ tôi tớ đều quỳ mọp xuống. Cũng có tên hơi trộm nhìn, nhìn cảnh tồn tại vô địch trong lòng họ ma hoàng chật vật như thế nào. Cũng lén nhìn thân ảnh kim sắc trói mắt như thế nào. Thuấn di. Ma thủ vương đứng giữa không trung, nhìn người mặc giáp vàng phía trên, cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có thể thuấn di, hẳn là một cường giả phong vương đỉnh cao, không biết ta đắc tội với đại nhân như thế nào, xin đại nhân cứ nói ra. Ta sẽ đem hết toàn lực đền bù ổn thỏa. Nếu không thể làm đại nhân nguôi giận, lúc đó đại nhân thu mạng ta cũng không muộn. La Phong nhìn xuống hắn, thanh âm ầm ầm, ngươi cũng đã hiểu được tình thế. Đại nhân có thể thuấn di, ta không có cơ hội chạy thoát. Cho dù thực lực ta lúc còn hoàn hảo, cũng không phải là đối thủ của đại nhân, huống chi bây giờ thần thể ta đã tổn thất thực lực tổn hao đại nhân phất tay là tiêu diệt ta được ngay ta còn có thể làm gì được chỉ có thể nghĩ mọi biện pháp bảo trụ mạng này nếu không tránh được cũng chỉ có thể chịu phận bất hạnh ma thủ vương cung kính vô cùng thanh âm la phong ẩm ẩm làm tất cả những người phía dưới đều nghe ma thủ vương cũng không sợ mất mặt cũng nói rất rõ ràng thanh âm truyền khắp nơi hiển nhiên muốn tận lực biểu hiện thành ý về phần những người hầu phía dưới hư, đám người hầu thị nữ thấy ta khóm gióm như thế này, chỉ cần tránh được được lần này, ta toàn bộ xử tử hết. Trong lòng ma thủ vương thầm nhủ, ma hoàng làm sao mà như một người hầu thế kia? Người mặc giáp vàng này rốt cuộc là ai? Mạnh hơn ma hoàng rất nhiều. Vô số người hầu thị nữ không biết nguy cơ chút nào. Giết! La Phong, giết chết hắn. Ba ba tháp vội vàng truyền âm cho La Phong. Tất cả xin đại nhân nói rõ. Ta bây giờ chẳng biết ta đắc tội với đại nhân ở chỗ nào. Ma thủ vương cung kính nói la phong nhìn xuống hắn người dãy dụ như vậy cũng không chẳng ăn thua dù ta nói cho ngươi ngươi nhất định cũng sẽ chết ta ánh mắt ma thủ vương lộ ra vẻ không cam lòng muốn há mồm nói gì đó thì la phong đã xuất hiện ngay trước người trong tay nắm một mũi nhọn đây là mũi nhọn của ma vân đằng chuyên dùng để giết chết địch nhân có tẩm chất độc phí ma lúc này la phong nắm mũi nhọn đâm mạnh một cái phốc đâm vỡ áo giáp đâm vào trong cơ thể ma thủ vương lập tức máu kim sắc phun tung tóe rồi hắn rơi xuống phía dưới cả thân thể ma thủ vương bị chất độc phí ma xâm thực, trong mắt hiện ra vẻ đầy hoảng sợ, sau đó cả người hoàn toàn tan vỡ chôn vùi, đến cả máu kim sắc phun tung tóe cũng bị chôn vùi, chỉ còn lại có áo giáp, nhẫn thế giới từ trên cao rơi xuống, nhưng lại bị một bóng đen cuộn tới lấy đi. Bóng đen đứng cạnh La Phong, chính là ba ba tháp. Giải quyết xong, ba ba tháp nhìn áo giáp trong tay, con mắt đỏ ké lóng lánh rất phức tạp. Trên 6 vạn năm rồi, La Phong nhìn ba ba tháp, không muốn quấy rầy ba ba tháp lúc này, Lão đại, ngươi thấy chứ, Ma thủ vương đã chết rồi. Hắn đã chết. Năm đó ngươi nhắc nhở ta lưu lại truyền thừa cho ngươi, ta một mạch không dám nói cho La Phong cửu nhân của ngươi là ai. Ta chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày báo thù này. Cừu đã được báo. Hắn không có một chút lực hoàn thủ. Năm đó Ma thủ vương truy sát chúng ta tới mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, bây giờ đứng trước mặt La Phong lại yếu ớt như vậy. Ba ba tháp lẩm bẩm nói chung quanh hoàn toàn bị niệm lực của La Phong ngăn che, rồi cả dụng cụ thăm dò mini ngăn che. La Phong đã ngăn che tất cả, lặng lẽ đợi tâm tình ba ba tháp bình phục lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình.